Chương 1139, em có động cơ. Ánh Nguyệt Sơn Trang nằm ở chân núi Hương Sơn, một khu biệt thự xa hoa, dựa vào sông, núi, phong cảnh cực kỳ hoa lệ, tuyệt mỹ. Từ góc độ phong thủy mà nói, khí hậu là vàng, là đất lành, hơn nữa những biệt thự ở khu này đều là những kiến trúc rộng trên ngàn mét vuông, thậm chí còn rộng hơn nữa. Mỗi một biệt thự ở khu này có giá từ 50 triệu tới 200 triệu. Chính vì thế người sống ở khu vực này không phải là người có tiền mà cực nhiều tiền. Ví dụ như Hoàng Gia Cường, người được coi là ông vua đồ điện của Trung Quốc. Đinh Gia Lỗi, người sáng lập tập đoàn Dịch Võng, còn cả những nhà giàu ở ẩn cũng chọn nơi này làm nơi ở của mình. Sơn Trang Tẩy Mặc Cư của văn nhân Mục Nguyệt chiếm một diện tích rộng khoảng 3.000 mét vuông. Bên trong có những thiết bị bảo vệ công nghệ cao, đầy đủ người làm, vệ sĩ có thể dùng một câu tục ngữ để hình dung. Mỗi một cân muỗi bay vào biệt thự này đều bị phát hiện. Văn nhân Mục Nguyệt mua khu nhà cao cấp này 2 năm trước. Văn nhân Mục Nguyệt đã ngắm nhìn toàn cảnh Sơn Trang và tên của nó rồi mới quyết định mua. Việc mua nhà cũng giống như chọn người đàn ông của mình, trước tiên là nhìn chúng, những vấn đề sau đó không quan trọng nữa. Sau khi xe Tần Lạc trải qua kiểm tra nghiêm ngặt ở cổng tiểu khu, hơn nữa còn gọi điện thoại xác nhận mới được cho phép đi vào bên trong. Khi xe tiến vào biệt thự Tẩy Mặc Cư, Mã Duyệt đã đứng đón trước cửa. Tiểu thư đang ở hậu viện. Mã Duyệt bình thản nhìn Tần Lạc nói. Bộ đồ công sở màu đen, kính mắt màu đen, mái tóc đen quán trên đỉnh đầu, chiếc cổ trắng nõn, mịn màng, gợi cảm. Sau đó Mã Duyệt nhìn Giê-xu, Hồng Phu ở sau nói, mời hai vị theo tôi đi uống trà. Mã Duyệt vừa nói vừa dẫn Giê-xu và Hồng Phu bỏ đi, hoàn toàn không có ý dẫn Tần Lạc đi vào hậu viện. Tần Lạc cũng không coi mình là khách. Hắn đi qua biệt thự có dáng vẻ cổ kính này, đi xuyên qua một đường mòn trồng hoa tiên nhân trưởng hai bên, sau đó đi tới hậu viện. Hậu viện là một hoa viên nhỏ nhưng trong hoa viên chỉ có một loài hoa có tên là tiên nhân trưởng. Đúng vậy, loại cây nhiều nhất ở hậu viện chính là tiên nhân trưởng. Hình như văn nhân Mục Nguyệt rất chú ý tới loại cây toàn thân gai nhọn hoắt này. Khi Tần Lạc đi tới, hắn nhìn thấy văn nhân Mục Nguyệt đang nằm trên ghế ở hành lang đọc sách, trên mặt bàn ở trước mặt là một bình trà xanh. Bộ đồ pha trà bằng thủy tinh trong suốt, những búp trà bên trong đang bập bềnh, nước trà màu vàng óng ánh, thoạt nhìn khiến người ta nảy sinh cảm giác thèm muốn. Hôm nay có lộc ăn rồi, Tần Lạc cười nói. Hắn đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện với văn nhân Mục Nguyệt, tự rót một chén trà đặt lên mũi 3 lần rồi lưu luyến nhấm nháp, mắt nhắm lại, để mặc một dòng nước thơm ngon chảy vào trong cổ họng, tiến vào bụng, tế bào trong người như nở ra, giống như đang bị kích thích vậy, toàn thân toát lên một cảm giác rất thư thái. Long Lan. Khi còn bé anh và ông tới thăm một vị danh y, được uống loại trà này, không ngờ lại gặp nó ở nơi này. Còn không, khi về có thể cho anh một chút không? Dấu bé sắp dấu lớn, 7 dấu bé sắp dấu lớn. Văn nhân Mục Nguyệt đã gặp qua rất nhiều người đàn ông. Những người đàn ông đó ở trước mặt nàng hoặc thể hiện một sự nho nhã trầm lắng hay giả bộ là người trí thức, nhưng phần nhiều những người đàn ông đó nói lắp bắp, căng thẳng, ngay cả muốn nói cũng không được. Chỉ có người đàn ông này trước mặt nàng không giả bộ lưu manh, du côn. Nếu như người đàn ông này quả thật như vậy, văn nhân Mục Nguyệt sẽ không thèm liếc nhìn dù chỉ một lần. Thủ đoạn nhỏ mọn dùng để tán tỉnh những người phụ nữ khác được dùng trước mặt nàng không phải quá trẻ con sao? Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tần Lạc không phải là người đàn ông như thế. Tư tưởng của người này theo đạo đức truyền thống, có tài, trung hiếu, không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh nhau. Không chửi bậy, thế nhưng những chi tiết người này làm càng khiến quan hệ hai người thêm gần gũi. Cũng chính vì như vậy mới khiến lòng văn nhân Mục Nguyệt càng thêm ái mộ. Được rồi, em thừa nhận, thật ra những gì thể hiện bề ngoài chỉ là đồ vô tích sự. Khi một người phụ nữ thích một người đàn ông, những gì người đàn ông làm đều được cho là đúng. Khi người phụ nữ chán ghét một người đàn ông, bất kỳ cái gì người đó làm đều khiến người ta thèm chán ghét. Đây mới chính là lý do. Còn một bình, văn nhân Mục Nguyệt chỉ vào một bình sứ thanh hoa trên bàn trà, nói long lan trà dùng đồ sứ mới có thể giữ được màu sắc và hương thơm, chính vì thế khi cất giữ long lan người ta thường dùng những bình sứ cổ, cũng giống như lần trước Tần Lạc uống qua trà long lan ở nhà một thầy thuốc già. Khi đó chủ nhân đã dùng một bình sứ cung đình thời Đường được trang trí rất đẹp, chỉ riêng cái bình có thể bán được với cái giá trên trời, huống chỉ là trà long lan trong bình, có tiền mà không mua được. Mỗi người một nửa. Tần Lạc kích động cầm bình trà lên. Mở nắp ra chăm chú ngửi. Thật ra pha trà long lan là điều rất đáng tiếc, chỉ cần mở nắp ra ngửi cũng khiến con người ta thư thái, vui vẻ. Long lan vốn là một loại dược liệu cực quý hiếm,
sản lượng cực thấp nên phần lớn trong số đó được chuyển vào trong Trung Nam Hải. Văn nhân Mục Nguyệt khép quyển tạp chí trên tay lại, nhìn Tần Lạc vẻ bình thản, em không nghĩ anh tới đây chỉ vì một chút trà này. Anh cũng muốn đòi rất nhiều nhưng cần em tình nguyện cho mới được, Tần Lạc cười ha hả nói. Hắn đang nghĩ dùng cái gì để đựng một nửa bình trà Long Lan. Hắn sẽ chia nó ra làm ba phần. Một phần cho Lâm Thanh Nguyên, một phần cho Thái Công Dân, một phần cho ông hắn. Cho dù bản thân hắn cũng cực thích nhưng cuối cùng vẫn phải kính lão. Văn nhân Mục Nguyệt không nói, nàng nhìn Tần Lạc với ánh mắt rất cố chấp. Tần Lạc bỏ bình trà xuống nói, không phải lúc điện thoại anh đã nói sao? Anh đến cảm ơn em, cũng đến gặp em. Sự kiện ảnh nút của hội trưởng Lâm Hoán Khê không được truyền bá rộng rãi trên Internet, một phần nhờ vào những công ty mạng bên dưới của tập đoàn Văn nhân Mục Nguyệt ra tay. Bọn họ không truyền bố, không truyền tải, thậm chí không đưa nó lên trang đầu. Một vài trang web lớn cũng có thái độ xử lý như vậy, cho dù những trang web nhỏ muốn truyền bá nhưng bọn họ không thể đẩy nó đi xa được. Sau đó Tần Lạc muốn giải quyết triệt để vấn đề này, hắn lại gọi điện thoại cho Văn nhân Mục Nguyệt, bảo nàng rút bớt sự hỗ trợ, vì vậy sự kiện này mới bùng nổ, trong khi đó Đoạn Băng cú đá tuyệt hậu và những kẻ xảo trá đều bị công động dân cư mạng biết được. Thời đại thông tin, ai có nguồn tài nguyên Internet, người đó có quyền lên tiếng. Đây chính là nguyên nhân Văn nhân Mục Nguyệt đầu tư trọng điểm vào Internet. Đương nhiên còn muốn ăn của em một bữa cơm chưa? Trưa nay có thịt không? Anh không muốn nhìn thấy một bàn ăn toàn là rau, Tần Lạc cười nói. Văn nhân Mục Nguyệt vẫn không nói câu nào, nàng vẫn duy trì tư thế nghiêng người này, quần dài màu trắng, áo trắng rộng thùng thình, tóc dài ngang vai, trông lười biếng mà cao quý. Văn nhân Mục Nguyệt không vì Tần Lạc tới mà trang điểm cho bản thân. Điều này sẽ khiến Tần Lạc có một cảm giác khác thường. Được rồi, cuối cùng Tần Lạc quyết định nói thật. Hắn có thể thư thăm dò, ứng phó với người khác nhưng đối với Văn nhân Mục Nguyệt thì không được. Thứ nhất hắn không thông minh như Văn nhân Mục Nguyệt. Văn nhân Mục Nguyệt chỉ cần liếc mắt nhìn là biết hắn đang nói dối. Thứ hai hắn không thông minh như nàng. Nếu như hắn vẫn muốn thử dò xét sẽ chỉ dẫn tới mối quan hệ hai người bất hòa, xa cách. Thứ ba hắn không thông minh như nàng, cho dù nàng không nói nhưng nàng đã hiểu rất rõ. Có đôi khi Tần Lạc cảm thấy mình may mắn trước đó đã tới từ hôn với gia tộc Văn Nhân. Nếu như hắn cùng với một quái vật như Văn Nhân Mục Nguyệt đi tới kết quả cuối cùng, chính bản thân hắn còn có gì đáng nói nữa không? Cho dù là hắn không mặc quần áo hay không thì trước mặt nàng, hắn đều là một người trong suốt. Loại cảm giác này cực kỳ khủng khiếp. Tần Lạc làm bộ nhìn xung quanh rồi hỏi, Văn Nhân Chiếu đâu? Đã lâu rồi không gặp cậu ấy. Sự tình hôm nay có liên quan tới nó hả? Quả nhiên Tần Lạc chỉ nói ra cái tên. Văn nhân Mục Nguyệt đã nghĩ ra vấn đề quan trọng nhất. Tần Lạc cười nói, chuyện Hoán Khê bị người ta đổ oan em cũng biết rồi đó. Lâm Hách Huy và Tôn Lệ Huy hiếp anh, cuối cùng bị anh cho người khống chế. Khi đó vì anh phải vội đi Mỹ, cứ nghĩ khi quay về sẽ xử lý chuyện này, không ngờ mấy bức ảnh đó lại bị người ta phát tán. Trong khi đó người duy nhất có bức ảnh là em trai Tôn Lệ. Anh cho Giê-xu đi tìm anh ta, khi tới mới phát hiện anh ta đã chết. Chết hai ngày trước đó, thi thể đã có mùi thối. Tần Lạc nhìn chất lỏng vàng óng ánh trong suốt trong chén, thầm nghĩ, uống trà ngon này nhưng lại nói về xác chết thối giữa, thật quá lãng phí, không ăn nhập với nhau. Thế nhưng Văn nhân Mục Nguyệt vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt mình, đương nhiên nàng không bài xích chủ đề này. Anh cho người mang máy tính của Tôn Trung Hoa về, mời một cao thủ máy tính tới hỗ trợ điều tra. Tần Lạc nhấp một ngụm Long Lan nhìn vào mắt Văn nhân Mục Nguyệt nói, kết quả phát hiện ra người sử dụng máy tính đã một lần thay đổi hình nền máy tính. Mặc dù khi hắn bỏ đi đã thay đổi về hình nền nguyên bản nhưng hình nền hắn đổi lại là một chiếc Ferrari màu đỏ. Khiến anh có cảm giác rất quen mắt, cuối cùng anh nghĩ liệu có phải Văn nhân Chiếu có một chiếc xe như vậy không nhỉ? Chính vì vậy anh tới xem thế nào? Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc. Hỏi, anh nghi ngờ Văn nhân Chiếu. Có một chút Tần Lạc giải thích, anh biết chuyện này không phải Văn nhân Chiếu làm nhưng chuyện này nhất định có gì đó liên quan tới cậu ấy, anh tới tìm em cũng vì nguyên nhân này, vì có một vài việc anh nghĩ không ra. Tại sao chúng lại làm như vậy? Mục tiêu của chúng là em, Văn nhân Mục Nguyệt nói, thật ra em cũng có động cơ. Chương 1140, Tiên nhân trưởng và hoa đuôi chó. Động cơ, Tần Lạc phá lên cười nhìn Văn nhân Mục Nguyệt nói. Động cơ gì? Tại sao em lại có động cơ đó? Căn bản em và Hoán Khê không quen biết nhau, càng không có liên lạc với nhau. Em biết cô ấy cũng biết em, Văn nhân Mục Nguyệt lên tiếng vạch trần lời nói dối của Tần Lạc, có lẽ anh không biết và cũng không muốn biết.
Tất cả mọi người Yến Kinh đều biết em và anh có quan hệ thân thiết. Ha ha, Tần Lạc cười xấu hổ, cô gái này tự nhiên nói thẳng thừng như này khiến hắn không biết phải nói như nào nữa. Quả thật ở Yến Kinh có lời đồn đại như vậy, có người nói Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt có mối quan hệ bạn bè, cũng có người nói Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt có mối quan hệ tình nhân, cũng có người nói Tần Lạc là tiểu bạch kiểm do văn nhân Mục Nguyệt nuôi dưỡng, sở dĩ Tần Lạc có thể đạt được thành tựu trong trung y là vì hắn có nhân tài vật lực khổng lồ của văn nhân ra chống đỡ. Cũng có người nói văn nhân Mục Nguyệt vì tranh giành Tần Lạc với Lâm Hoán Khê mà từ chối Chí công tử Tần Túng Hoành vì nàng yêu Tần Lạc. Đương nhiên không lời đồn đại nào lan rộng khắp nơi, không một ai tin tưởng nữ tỷ phú giàu có địch quốc văn nhân Mục Nguyệt thích một người đàn ông mà còn phải theo đuổi mà không được. Nếu như có người tin thì mặt mũi của người theo đuổi để đâu mất rồi. Thế nhưng trên thế giới này không có bức tường nào kín gió, vẫn có người biết nguyên nhân Tần Lạc tới Yến Kinh là vì từ hôn với gia tộc văn nhân. Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt đã đính hôn từ thuở nhỏ, hai người bọn họ suýt chút nữa đã trở thành vợ chồng. Như bọn họ đã suy đoán, nếu như quả thật em thích anh, quả thật em có động cơ văn nhân Mục Nguyệt không chú ý tới nụ cười của Tần Lạc, như là nàng không nhìn thấy vậy, nàng vẫn như đang nói với chính mình, cho người phát tán ảnh nút của cô ấy khiến danh tiếng của cô ấy bị hủy hoại sau đó không phải cơ hội của em lớn hơn à. Ha ha, mới có mấy ngày không gặp mà em đã học được cách nói chơi rồi. Tần Lạc né tránh ánh mắt như xuyên thấu của văn nhân Mục Nguyệt, cười nói hắn luôn cảm thấy áp lực khi đứng trước cô gái này. Nàng vừa thông minh, trí tuệ lại không biết nể mặt mũi. Đây chính là một ván cờ rất hay. Văn nhân Mục Nguyệt bình tĩnh nói mọi người đều có nhận thức của mình. Hình nền chiếc xe thể thao bị thay thế nhưng rồi lại bị loại bỏ chính là hình thức tấn công tâm lý. Ngay khi anh nhìn thấy hình ảnh, lập tức anh sẽ nghĩ văn nhân chiếu chính là hung thủ giết người hơn nữa anh đã học qua tâm lý học. Anh biết văn nhân chiếu có hội chứng tâm lý nên chuyện cậu ấy có làm thì cũng không khiến người ta có cảm giác kỳ lạ. Không sai, Tần Lạc nói, đây cũng chính là chỗ nghi ngờ của anh. Anh hiểu rõ văn nhân chiếu không liên quan tới chuyện này thế nhưng sự thật là cậu ấy bị cuốn vào chuyện. Này, chúng muốn chia rẽ, văn nhân Mục Nguyệt nói rất thẳng thừng, có lẽ có người nghĩ rằng anh và em quá thân cận. Thế nhưng chúng vẫn không hiểu được tình cảm của chúng ta mà, Tần Lạc nói. Đây chính là suy nghĩa theo góc độ bình thường. Đối với chúng ta thì không phải là người bình thường, Tần Lạc có vẻ rất hiểu ý tứ của văn nhân Mục Nguyệt. Văn nhân Mục Nguyệt vẫn không cảm kích Tần Lạc, nàng nói tiếp, nhưng anh vẫn tới. Anh hy vọng em sẽ nói cho anh biết văn nhân chiếu không liên quan tới chuyện này. Đây không phải vì em thông minh hơn anh sao? Tần Lạc xấu hổ nói. Bởi vì anh không xác định rõ như em. Anh biết chuyện này không liên quan tới văn nhân chiếu nhưng trong lòng anh vẫn nghi ngờ. Thậm chí anh còn nghĩ xem chuyện này có liên quan tới em hay không mà. Không, không, Tần Lạc cuống quýt xua tay nói, anh tin tưởng em sẽ không làm như vậy. Điều này rất ngu xuẩn. Không phải là ngu xuẩn, ba người thành hổ, văn nhân Mục Nguyệt nói, hơn nữa anh hiểu em được bao nhiêu. Tần Lạc không nói nữa, hắn quả thật không thể trả lời vấn đề này. Tần Lạc đã sớm suy nghĩ tới vấn đề này. Hắn có quan hệ thân thiết với mấy người phụ nữ nhưng chỉ có Lệ Khuynh Thành và văn nhân Mục Nguyệt là hắn không thể hiểu rõ được, không, không phải không hiểu rõ mà hắn thậm chí không có cách xác định gương mặt nào là gương mặt chân thật của bọn họ, L. Tần Lạc đã nhìn thấy rất nhiều bộ mặt của Lệ Khuynh Thành chính vì vậy hắn mới không biết gương mặt nào là gương mặt thật. Tần Lạc chỉ nhìn thấy gương mặt này của văn nhân Mục Nguyệt nhưng không có nghĩa là nàng chỉ có một gương mặt này. Người xấu làm chuyện xấu không khiến người ta ngạc nhiên. Người tốt đột nhiên làm chuyện xấu mới khiến người ta có cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi. Thế nhưng hắn tin tưởng, cực kỳ khẳng định chuyện này. Chuyện này hoàn toàn không có liên quan tới văn nhân Mục Nguyệt. Lý do, chỉ vì nàng là văn nhân Mục Nguyệt. Một người phụ nữ kiêu ngạo từ trong xương tủy sẽ cho em trai của mình đi giúp mình tranh giành người đàn ông sao? Nói ra sẽ khiến người ta cười rụng răng. Anh hoàn toàn không hiểu gì về em cả. Em làm chuyện như vậy mà cũng thấy kỳ quái sao? Văn nhân Mục Nguyệt mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, một nụ cười nhợt nhạt nhưng là thứ duy nhất khiến người ta kinh ngạc chỉ trong nháy mắt. Nếu như em làm việc này, em sẽ làm mà không hề có sơ hở bởi vì anh biết thừa là em thông minh. Trong khi đó ván cờ này cực cao minh, mọi người ngược lại nghi ngờ em. Một ván bài như này chỉ cần liếc mắt cũng nhận thấy có sơ hở thế nhưng anh vẫn không tin đây là việc do em làm, đúng không? Cái gì gọi là ván cờ kỳ diệu nhất? Ván cờ có hiệu quả nhất chính là ván cờ kỳ diệu nhất, không liên quan gì tới thủ đoạn và phương pháp. Hình như em đang thuyết phục anh tin tưởng em chính là người làm chuyện này.
Tần Lạc ngạc nhiên nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Em chỉ đang nói là anh không nên để bất kỳ ấn tượng giả tạo nào lừa gạt. Anh không bị lừa gạt, anh biết chuyện này không liên quan gì tới em. Lý do? Anh tin tưởng em. Tin tưởng em mà là lý do sao? Khi nhìn thấy dáng vẻ khó xử đó của Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt lại nhếch miệng cười, nói tiếp, thôi ăn cơm. Trưa nay có thịt. Ăn cơm Tần Lạc nói, được thoải mái rồi nói chuyện với em chán chết đi được. Phòng ăn ở lầu 2 biệt thự, gần hoa viên, vừa ngồi ăn vừa có thể ngắm cảnh cây cối trong hoa viên. Đương nhiên trước mắt chỉ có độc một loại tiên nhân trưởng. Điều này đương nhiên không thể làm tăng hứng thú ăn uống của Tần Lạc. Thế nhưng đầu bếp riêng của Văn Nhân Mục Nguyệt làm món ăn rất ngon, hơn nữa cô gái ngồi đối diện cũng tuyệt vời nên Tần Lạc ăn một bữa cơm rất ngon. Ngay khi vừa bỏ bát xuống, tiếng ô tô vang lên ầm ầm trong biệt thự. Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn, hai người nhìn thấy một thanh niên dáng vẻ hào hoa phong nhã mở cửa xe bước xuống. Một bộ vest trắng, tóc tết hình đuôi ngựa, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, động lòng người, mang cặp kính nhỏ che lấp một phần gương mặt nhỏ nhắn, anh Tuấn khiến trông hắn như một giai công tử thời nay. Thế nhưng giai công tử này vừa mới đi một bước đã bại lộ thân phận. Khi người thanh niên nhìn thấy Tần Lạc ở lầu 2, hắn nhảy dựng lên tại chỗ, vẫy tay với Tần Lạc, kích động. Tươi cười, cao giọng hô to, anh rể, anh đến rồi hả? Một thời gian dài không gặp anh, nhớ anh thật đấy. Đi lên trên này đi Tần Lạc cười nói Tần Lạc nhìn chiếc xe Ferrari Văn Nhân Chiếu mới rời khỏi, nói với Văn Nhân Mục Nguyệt, chính là chiếc xe này. Là em bảo nó lái chiếc xe này lại đây Văn Nhân Mục Nguyệt nói, nó có mới nới cũ. Nó sớm thay xe rồi. Anh biết Tần Lạc gật đầu nói, chiếc xe này cậu ấy đã dùng không dưới 2 năm rồi, đúng không? Đối với cậu ấy mà nói, nên thay xe rồi. Khi hai người đang nói chuyện Văn Nhân Chiếu đã chạy lên lầu. Khi thấy người làm đang thu dọn bàn ăn, Văn Nhân Chiếu vội nói to, ai ai, đừng vội dọn bàn. Tôi vẫn còn chưa ăn. Sau đó Văn Nhân Chiếu quay sang nói với Văn Nhân Mục Nguyệt, chị, anh rể tới khi nào vậy? Tại sao không báo cho em biết sớm? Ăn cơm trước Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Được Văn Nhân Chiếu chớp chớp mắt với Tần Lạc. Nói, anh rể, trước tiên anh hãy tâm sự với chị em. Anh không có ở đây, chị ấy nhớ anh rất nhiều. Hãy thu dọn bàn ăn Văn Nhân Mục Nguyệt nói với người làm. Ai, không được, không được. Chị, em sai rồi. Em thật sự sai rồi. Khi nhận được điện thoại của chị, em thậm chí còn không ăn cơm. Chị xem bây giờ là mấy giờ rồi. Văn Nhân Chiếu chạy tới cầm một cái bát xới cơm ăn. Đương nhiên người làm sẽ không dọn bàn ăn đi. Tần Lạc mỉm cười hiểu ý khi nhìn tình cảnh này. Đây có lẽ là cách thức biểu đạt tình cảm của hai người bọn họ. Có Văn Nhân Chiếu nổi tiếng mê gái ở bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không phải là một chuyện xấu. Mặc dù Văn Nhân Chiếu không biết làm bất kỳ chuyện gì nhưng dù gì đi nữa hắn cũng vẫn là em trai của Văn Nhân Mục Nguyệt. Có Văn Nhân Chiếu, Văn Nhân Mục Nguyệt cuối cùng vẫn không phải là người cô độc. Cho dù mọi tình thương đều phải trả giá nhưng đều hạnh phúc. Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ cây tiên nhân trưởng bên ngoài cửa sổ nói, anh có biết tại sao em cho trông nhiều cây tiên nhân trưởng không? Vì để phòng cướp Tần Lạc nghiêm túc trả lời, nếu có tên trộm nào muốn vào ăn trộm đồ đạc, không ngờ sẽ bị cây tiên nhân trưởng bắt được sau đó kinh hãi kêu lên và bị vệ sĩ. Cửa em bắt được. Không hiểu là Văn Nhân Mục Nguyệt không có cách giải thích cách nói hài hước nhưng vẫn ẩn chứa sự nhàm chán của Tần Lạc hay không? Đương nhiên Tần Lạc tự nhận mình là. Toàn thân chúng đều có gai đâm. Ngay cả đồng loại của chúng cũng không dám tới gần nhưng chúng vẫn có một cuộc sống rất tốt. Ánh mắt yêu thương của Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn những sinh vật không đáng yêu kia, nói, chúng còn kiên cường hơn đồng loại mình. Cho dù là trên vách núi hay trong sa mạc, chúng đều tồn tại hơn nữa còn sống rất tốt. Tần Lạc xúc động, hắn chỉ vào cây tiên nhân trưởng ở gần mái hiên, nói, không phải tất cả thực vật đều không thể tới gần. Em không thấy dưới gốc cây tiên nhân trưởng kia có một loài cỏ mềm như nhưng sao? Anh không thể làm tiên nhân trưởng thì có thể làm loài cỏ nhỏ bên cạnh gốc cây tiên nhân trưởng. Đấy không phải là cỏ nhỏ Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Là cái gì? Hoa đuôi chó. Chương 1141, rất lo lắng. Văn Nhân Mục Nguyệt tự so sánh bản thân mình với loài cây tiên nhân trưởng đầy gai nhọn, không người nào tới gần, kiên cường trưởng thành. Điều này quả thật rất giống với cuộc sống hiện tại của nàng, ở vào vị trí của Văn Nhân Mục Nguyệt trong tay cầm gia tài bạc tỷ. Cho dù nàng thông minh, tài trí hơn người, liệu có thể phân biệt được người nào là thành ý, người nào là giả dối không?
Chính vì vậy văn nhân Mục Nguyệt đã lựa chọn biện pháp đơn giản nhất nhưng cũng nhọc nhằn nhất, từ chối sự tiếp cận của người khác. Nàng như là đế vương Trung Quốc cổ đại, quyền nghiêng thiên hạ nhưng lại là người cô đơn. Nàng trông loài hoa tiên nhân trưởng này trong vườn nhà mình không phải chỉ để thưởng thức mà còn để tự an ủi mình sao? Nàng không có đồng loại, chỉ có cây cối và nàng, cùng khích lệ, động viên lẫn nhau. Nghe câu nói thú vị của văn nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc không nhịn được, mỉm cười nói, hoa đuôi chó thì hoa đuôi chó, ít nhất vẫn là một bông hoa. Không hiểu ở Yến Kinh này có bao nhiêu tuần kiệt trẻ tuổi muốn trở thành hoa đuôi chó ở bên cạnh tiên nhân trưởng văn nhân Mục Nguyệt này. Đáng tiếc là bọn họ không có cơ hội. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn cây hoa nhỏ màu xanh, lông lá bù xù, nói, đã phát hiện ra nó từ lâu nhưng vẫn không nỡ loại trừ nó. Em nghĩ nếu như chúng có linh tính, cũng có thể cần có một đồng loại. Cũng giống như loài người chúng ta, Tần Lạc nói. Hắn hiểu rằng văn nhân Mục Nguyệt đã có một quyết định gian khó tới mức nào, thế nhưng cho dù có loại trừ cây hoa này thì vẫn có những cây hoa đuôi chó, đuôi lừa gì đó xuất hiện. Tiên nhân trưởng vẫn sẽ có bạn. Sẽ có bạn bè để nói chuyện phiếm với chúng. Em đã quyết định, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc thở phào nhẹ nhõm nói, được rồi anh không khuyên nhủ em nữa. Chuyện này cần chính em tự mình quyết định. Sau khi văn nhân Chiếu ăn 3 bát cơm, 1 bát canh, hắn chạy tới chỗ văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc, nói, chị, gọi em vội tới đây làm gì vậy? Làm gì mà muốn em lái chiếc Ferrari 711 hả? Chiếc xe này em không lái đã mấy năm rồi. Nay lái thật mất mặt, chẳng lẽ chị muốn em đưa cho anh rể chiếc xe này à? Văn nhân Chiếu nhìn Tần Lạc nói, anh rể, anh muốn mua xe hả? Anh không nên tự đi mua xe, em sẽ giúp anh mua một chiếc, anh thích Ferrari hay Porsche? Thật ra chiếc Mercedes màu bạc cũng rất hợp với anh, David Beckham cũng lái chiếc xe này đấy. Nếu như anh rể lái chiếc xe này, nhất định anh còn đẹp trai hơn cả David Beckham. Nếu như anh không thích thì em mới đặt mua một chiếc Porsche GLK. Anh lái chiếc này còn em sẽ đặt mua một chiếc khác. Cơm văn nhân Mục Nguyệt nói, nàng giơ ngón tay mảnh khảnh chùi hạt cơm bên khóe miệng văn nhân Chiếu. Động tác này rất tự nhiên, cũng rất ấm áp khiến một văn nhân Mục Nguyệt cao cao tại thượng ngập tràn tình cả và tình yêu thương của người mẹ. Khi nhìn cảnh đó, Tần Lạc không khỏi thầm hâm mộ văn nhân Chiếu. Cho dù người ngoài nhìn hắn như thế nào, cho dù hắn là người mê gái cỡ nào, hắn vẫn là em trai của văn nhân Mục Nguyệt. Em trai duy nhất là đủ rồi, ông trời đã không xử tệ với hắn. Dùng một đầu ngón tay lau sạch hạt cơm rồi bỏ vào khăn lụa người hầu mang tới, sau đó dùng khăn mặt lau tay, lúc này hành động đơn giản đó mới chấm dứt. Không thể không nói cô gái này ít nhiều thích sạch sẽ. Chỉ một hạt cơm thôi mà, không ít người chị sẽ chỉ bảo em mình lau hạt cơm. Thế nhưng văn nhân Mục Nguyệt lại có hành động đó khiến Tần Lạc có cảm giác chính bản thân mình cũng không chịu được. Hắn biết văn nhân Mục Nguyệt tuyệt đối không có khả năng làm chuyện như vậy. Tần Lạc vỗ vai văn nhân Chiếu, cười nói, sao em lại hào phóng với anh như vậy? Em chuyển xe mới cho anh còn em lái xe nào? Đương nhiên cần phải như vậy, ai bảo anh là anh rể của em? Văn nhân Chiếu cười hì hì nói, tiếp theo hắn nhỏ giọng nói với Tần Lạc, hơn nữa em tặng xe cho anh thì mới có cớ xin thêm chị tiền tiêu vặt mà. Nếu như em tặng xe cho người khác, nhất định chị sẽ mắng em, nhưng nếu em tặng xe cho anh, không hiểu chị ấy còn thương cho em những gì nữa cơ. Anh rẻ, anh phải cho em thể diện. Dù gì đi nữa anh nhất định phải nhận chiếc xe này. Văn nhân Chiếu, văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn văn nhân Chiếu quát to, câm miệng. Hề hề, văn nhân Chiếu nhìn Tần Lạc vẻ đáng thương, hắn thật sự không dám phản đối văn nhân Mục Nguyệt. Đừng nóng, văn nhân Chiếu chỉ đang nói đùa với anh mà thôi, Tần Lạc cười nói. Quan hệ giữa hắn và văn nhân Chiếu càng lúc càng tốt nên cũng muốn trợ giúp văn nhân Chiếu. Hơn nữa anh thật sự cũng muốn một chiếc xe. Tùy anh thôi, văn nhân Mục Nguyệt nói, em mệt rồi. Đi ngủ. Nói xong, văn nhân Mục Nguyệt quay người đi xuống lầu, thẳng thừng bỏ lại anh chàng khách Tần Lạc này. Hàng ngày sau bữa trưa, chị em đều buồn ngủ, văn nhân Chiếu nói, không phải trên mạng cũng nói mỹ nữ đều thích ngủ sao. Văn nhân Chiếu không biết đằng sau còn một nửa câu nói nữa bổ sung cho câu này, cũng không biết là ngủ với ai. Không cả quan tâm tới một người khách như anh nữa, Tần Lạc cười gượng nói. Phong cách hành sự của cô gái này thật sự hào hiệp. Cắt, văn nhân Chiếu cười nói, chị em không bao giờ coi anh là người ngoài, anh còn tự coi mình là khách sao? Chị em đối với anh khách khí chứng tỏ chị ấy không có tình cảm với anh. Em sợ nhất khi chị em cư xử khách khí với em. Chị ấy vừa khách khí với em là em biết mình đã làm sai gì đó. Em hiểu rõ chị em sao? Tần Lạc hỏi. Đương nhiên. Chị ấy là chị em mà,
em không hiểu rõ chị ấy thì còn ai hiểu nữa. Văn Nhân Chiếu nhìn thấy bóng dáng của Văn Nhân Mục Nguyệt biến mất ở cầu thang, hắn thì thào vào tai Tần Lạc, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm trong tình trường của em cảm thấy chị em yêu anh. Tần Lạc gõ vào đầu Văn Nhân Chiếu mắng, kinh nghiệm nhiều năm thất bại trong tình trường của em à. Anh thật sự không muốn nói cho em nhưng người ta đặt cho em một biệt hiệu là mê gái đó. Tần Lạc nhìn đồng hồ ở cổ tay, nói, anh phải về rồi. Nhanh vậy sao, khi nhìn thấy Tần Lạc như muốn quay về thật, Văn Nhân Chiếu nói theo, anh rể, mấy ngày nữa em sẽ mang xe tới cho anh. Không cần, anh không có bằng lái, Tần Lạc nói. Khi hắn ở Dương Thành, Vương Cửu Cửu đã dạy hắn học lái xe mấy lần nhưng gần như Tần Lạc chẳng có năng lực gì về xe cộ, cảm giác phương hướng rất kém. Căn bản Tần Lạc không thể như Vương Cửu Cửu chỉ trong một ngày là có thể lái xe ra đường. Tần Lạc đang cân nhắc xem bản thân mình có cần đăng ký một lớp học lái xe hay không. Học lái xe sau này ra ngoài thuận tiện hơn nhiều. Em sẽ mang xe và bằng lái xe tới cho anh, Văn Nhân Chiếu nói. Suýt chút nữa Tần Lạc ngã ngửa người. Chẳng lẽ bằng lái xe cũng có thể mua được sao? Trên đường quay về, Hồng Phu nhìn Tần Lạc với á ma chất cổ quái. Cô muốn nói gì hả? Tần Lạc hỏi. Sau này anh có thể tới nơi này nhiều hơn không? Hồng Phu nói. Tại sao? Tần Lạc nghi ngờ nhìn Hồng Phu hỏi. Chẳng lẽ Hồng Phu cũng bị diễm quang, mị lực bắn ra bốn phía của Văn Nhân Mục Nguyệt cùng với địa vị nữ vương duy ngã độc tôn của nàng hấp dẫn sao? Thế nhưng căn bản Hồng Phu không nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt mà. Đầu bếp ở đó nấu ăn ngon lắm, Hồng Phu xấu hổ nói, hơn nữa sữa chua của bọn họ uống cũng rất ngon. Không biết nhãn hiệu là gì, mua ở bên ngoài có không? Tần Lạc nhìn Hồng Phu với dáng vẻ cổ quái thầm nghĩ. Có phải cổ vương Miêu Cương này dễ dàng thỏa mãn quá không? Nếu như có người nói với cô ta, cô hãy xử lý Tần Lạc cho tôi sẽ cung cấp sữa chua cả đời này cho cô, Tần Lạc nghi ngờ rằng liệu Hồng Phu có làm không chút do dự hay không? Về nhà có khi phải cho cô ta nếm chút độc bảo hiểm mới xong. Tần, anh có thể tưởng tượng được không? Giê-xu đang lái xe nói, cô ấy uống một lúc 12 cốc sữa khiến cho người làm trong nhà rất bận rộn. Chỉ mình tôi khiến cô ấy bận rộn sao? Hồng Phu tức giận nói, đại đầu bị bệnh. Nàng và Giê-xu đã hợp tác một thời gian rất lâu thế nhưng nàng vẫn không có cảm tình với người đàn ông tóc vàng mắt xanh này. Ồ, tôi cũng uống 11 cốc, Giê-xu nói, Tần, khi nào anh lại quay lại đây? Lúc này chuông điện thoại trong túi Tần Lạc đột nhiên vang lên. Tần Lạc lấy điện thoại nhìn lướt qua dãy số, hắn vội vàng bấm nhận cuộc gọi và hỏi, Hoán Khê, có chuyện gì vậy? Có người đứng ra xin lỗi em, Lâm Hoán Khê nói. Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Tần Lạc ngơ ngác hỏi. Vì vụ ảnh chụp giọng nói Lâm Hoán Khê em trầm trầm nhưng rất bình tĩnh. Thế nhưng Tần Lạc vẫn nhận ra hơi thở của nàng vẫn có chút không yên tĩnh, hình như chuyện này đã ảnh hưởng tới tâm trạng của nàng, người đó nói ảnh chụp là của mình, không liên quan gì tới em. Tần Lạc thoáng ngây người, hắn cố gắng chặn cơn bực tức trong người. Tần Lạc cười nói, là ai mà vĩ đại vậy, lại tình nguyện ra mặt chịu tội thay cho người khác vậy. Cô ta xin lỗi như thế nào, ở đâu? Trải qua sự bố trí của Tần Lạc, vốn Lâm Hoán Khê đã thoát khỏi ảnh hưởng của sự kiện ảnh nút. Vì thái độ mạnh mẽ của Lâm Hoán Khê khi đối mặt với đám phóng viên, tất cả mọi người đều nghĩ rằng ảnh nút đó là do đám phóng viên cố ý chụp mũ cho Lâm Hoán Khê, mục đích chỉ nhằm lừa gạt tiền của người khác. Bây giờ có người đứng ra xin lỗi, chuyện vốn đã được dẹp xuống lại nổi phong ba. Hơn nữa Tần Lạc rất lo lắng khi người kia đứng ra xin lỗi. Thật sự rất lo lắng. Chương 1142, tôi là người, không phải là người thực vật. Tần Lạc quay về biệt thự Lâm gia, trong nhà chỉ có người làm là chị Lý đang bận trong phòng bếp. Tần Lạc không nhìn thấy Lâm Hoán Khê. Chị Lý, Hoán Khê về chưa? Tần Lạc, về rồi. Đang ở trên lầu, chị Lý nói cô đi tơi, thì thào vào tai Tần Lạc, có vẻ tâm trạng Hoán Khê không tốt. Cậu đi lên nói chuyện với cô ấy đi. Chị Lý ở Lâm gia đã nhiều năm, có thể coi như một thành viên trong gia đình này. Mặc dù chị Lý chỉ là người làm thuê nhưng lại cực kỳ quan tâm chăm sóc Lâm Hoán Khê, cũng đối xử tốt với bối bối. Trong khi đó Lâm Hoán Khê cũng tốt với chị Lý, coi như là chút đền bù cho sự tiếc nuối không có mẹ. Được Tần Lạc trả lời. Tần Lạc đi lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ nhưng không nhìn thấy Lâm Hoán Khê. Tần Lạc đứng suy nghĩ một lát rồi đi lên thư phòng. Tần Lạc đẩy cửa thư phòng, hắn nhìn thấy Lâm Hoán Khê đang ngồi ngay trước bàn, máy tính đã mở. Tần Lạc ở cửa nhưng lại không nhìn thấy nội dung trên màn hình máy tính. Tần Lạc đi tới sau Lâm Hoán Khê, ôm cổ nàng từ sau lưng,
cười nói, em đang xem cái gì vậy? Lâm Hoán Khê không động đậy, nàng để mặc Tần Lạc ôm mình, chỉ nói, đã bao tháng năm rồi. Đây là lần đầu tiên nhận được tin tức của bà ấy. Bà ấy nói những gì, Tần Lạc cầm con chuột, kéo lên đâu trang. Thứ đầu tiên đập vào mắt Tần Lạc chính là một hàng tít màu đen to, sự kiện ảnh nút không liên quan gì tới Lâm Hoán Khê, tôi mới chính là chủ nhân của bức ảnh đó. Sau đó là một đoạn dài giải thích, mỗi người phụ nữ đều gặp được một người đàn ông của đời mình. Nếu như may mắn có thể sống tới đầu bạc răng long nhưng một số ít sẽ chia tay đứt quãng giữa đường. Tôi chính là người thất bại trong tình cảm và hôn nhân thế nhưng khi yêu nhau tha thiết bạn nhất định sẽ tin rằng đó là người đàn ông của cuộc đời bạn. Đó là người đàn ông bạn muốn gắn bó cả đời. Chúng ta nhất định sẽ không chia lìa cho tới khi từ giã cõi đời này. Vì người đó, bạn có thể tình nguyện làm bất kỳ chuyện gì. Người đó chụp ảnh khi tôi đang ngủ say. Đương nhiên cho dù tôi có tỉnh, tôi tuyệt đối cũng sẽ không từ chối yêu cầu này. Dù gì đi nữa khi tôi còn trẻ, đó là người đàn ông tôi yêu thương. Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà bức ảnh này bị phát tán ra ngoài. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi đã sớm có con đường riêng và không liên lạc với người đó. Bởi vì từng có một lần bị tổn thương cho nên tôi có thể chấp nhận tất cả sự đả kích. Thế nhưng mọi người không nên dùng sai lầm tuổi trẻ của tôi đã công kích một người phụ nữ vô tội khác. Vì để chứng minh những lời của tôi là thật, tôi sẽ up một ít ảnh chụp khi tôi còn trẻ. Mọi người có thể so sánh tìm thấy nét tương đồng. Bên dưới là bức ảnh chụp người phụ nữ này. Quả nhiên bức ảnh đó cũng cực kỳ rõ ràng, gương mặt mái tóc, dáng người, khí chất đều rất giống với người phụ nữ trong bức ảnh nút. Vấn đề là bức ảnh chụp người phụ nữ này khi còn trẻ giống Lâm Hoán Khê tới 6, 7 phần, không thể không nói Lâm Hoán Khê và mẹ nàng thật sự quá giống nhau. Ha ha, Tần Lạc gượng cười nói, bà ấy vẫn quan tâm tới em, ít nhất bà ấy biết em bị oan ức nên lập tức đứng ra giải thích cho em. Anh không cần an ủi em, Lâm Hoán Khê nói. Sau đó nàng giật con chuột, kéo xuống cuối trang, nói, em chỉ muốn biết sốt cuộc bà ấy muốn làm gì vậy. Bài viết này không những không thể giúp đỡ Lâm Hoán Khê, giải thích tất cả mà nó còn như đổ thèm dầu vào lửa. Ngay khi chủ nhân của bài viết này công bố trên trang mạng lớn nhất Trung Quốc, rất nhiều độc giả đã viết bình luận ở cuối bài viết về vấn đề này. Vốn tôi không tin chuyện này có liên quan tới hội trưởng Lâm Hoán Khê nhưng ngay khi bài viết này được công bố, tôi nhận ra hai người bọn họ rất giống nhau. Hai người có quan hệ gì không? Đây có phải là mưu tính vừa ăn cắp vừa la làng không nhỉ? Có phải phần lớn phụ nữ đều ngốc nghếch như vậy hả? Rốt cuộc hội trưởng hiệp hội trung y này muốn làm gì? Có phải muốn nổi tiếng tới phát điên rồi hả? Một âm mưu trắng trợn. Chẳng lẽ mọi người không nhận ra trong này có mùi sao? Chuyện này vốn đã được dẹp yên, nay một người phụ nữ đột nhiên nhảy ra làm thế này. Không phải rất rõ ràng hội trưởng Lâm Hoán Khê tự mình nhảy vào trong đống lửa sao? Tần Lạc là một người thông minh, sao lại chọn một người phụ nữ ngu ngốc như vậy nhỉ? Nếu như không phải Lâm Hoán Khê làm thì còn ai khác làm chuyện này? Mục đích của bọn họ là gì? Vì để lừa gạt của Tần Lạc 3 triệu hay nhiều hơn nữa? Nụ cười trên gương mặt Tần Lạc cứng đơ. Mặc dù Tần Lạc cố gắng giả bộ nhưng khi đọc những lời bình luận này, hắn còn có thể cười được không? Sự lo lắng canh cánh trong lòng hắn đã xảy ra, tàn khốc, máu tươi chảy đầm đìa. Tần Lạc ôm chặt người phụ nữ tê ưng lòng, hắn chỉ hận không thể đem nàng tiến vào trong thân thể mình. Người phụ nữ đáng thương này, trước tiên bị cha mình đâm một đao, bây giờ nàng phải đối mặt với chính người mẹ đẻ của mình. Bà ấy làm sao vậy? Vì sao lại vậy? Lâm Hoán Khê hỏi. Nàng khóc, không âm thanh của nước mắt. Nếu như không có dòng nước mắt nóng bỏng thầm ướt cánh tay mình, Tần Lạc sẽ không phát hiện ra. Nàng kiên cường, nàng độc lập, nàng dũng cảm, nàng có đầy đủ những tố chất của người phụ nữ ưu tú nhưng nàng vẫn chỉ là người, không phải là người thực vật. Chúng ta thường nói bỏ càng lên cao, rơi xuống càng đau. Càng là người thân thì nhát dao đó chọc càng sâu, càng đau đớn. Cha, mẹ, chúng ta là những người thân, chúng ta là những người có cùng dòng máu. Những điều tốt đẹp là thế, sao mọi người lại có thể làm nên những chuyện bẩn thỉu như vậy? Bà ấy có thể không nêu tên em nhưng vì sao bà ấy lại muốn hại em? Thân thể Lâm Hoán Khê run rẩy, giọng nói run run, có phải em thật sự khiến mọi người chán ghét không? Không phải, em hoàn toàn không đáng ghét. Tần Lạc chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng mình. Hắn biết người phụ nữ này ở trên ranh giới của mất khống chế. Nếu như lúc này hắn không ủng hộ nàng, an ủi nàng. Khiến nàng lấy lại niềm tin, có
có lẽ một lần nữa căn bệnh cũ lại quay lại với nàng, có lẽ lần này căn bệnh còn nghiêm trọng hơn so với lúc hắn mới quen biết nàng, em là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này. Đáng lẽ bọn họ không nên làm tổn thương em, nhất định có nguyên nhân gì đó trong chuyện này, nếu không vì sao bà ấy phải đứng ra tuyên bố như vậy. Nói không chừng có lẽ bà ấy bị bắt buộc, đe dọa. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ tìm hiểu nguyên nhân cho em, nhất định làm rõ chuyện này cho em. Tần Lạc hôn lên mái tóc, lên cổ, lên trán Lâm Hoán Khê, không thể khống chế được nỗi đau của mình. Tần Lạc nói, còn nữa, em có nghĩ ra không? Người viết bài này cũng không nói thân phận của mình. Có lẽ người này căn bản không phải là bà ấy mà là một người khác có ảnh chụp của bà ấy, đúng không? Cũng giống như lần trước mà, ông ấy không phát tán ảnh lên mạng nhưng nó vẫn xuất hiện trên mạng. Mấy ngày nay anh chỉ điều tra chuyện này. Anh cảm thấy đây chính là một âm mưu. Có người muốn dùng chuyện này tấn công anh. Nếu như em trúng kế, chúng đã đạt được mục đích chính vì vậy em phải cùng anh điều tra hung thủ, cùng anh vạch trần chân tướng của sự việc. Cuối cùng tâm trạng Lâm Hoán Khê cũng bình tĩnh trở lại khi nàng nghe Tần Lạc nói xong. Đây rõ ràng là một sự sắp đặt, một âm mưu. Nếu không tại sao chuyện này xảy ra từng bước một giống như đã bị người khác lên kế hoạch rất chu đáo. Điều khiến Lâm Hoán Khê cực kỳ khó chịu chính là hai người thân thiết nhất của nàng, những người nàng thù hận nhất, muốn quên nhất nhưng lại khó quên nhất đều tham gia vào chuyện này. Bọn họ đảm nhiệm vai trò tấn công chủ lực, bọn họ giống như thích khách. Như sát thủ, một đao, một thương đâm về phía Lâm Hoán Khê nàng. Chúng không có sát khí nhưng chúng đang giết người. Chúng mình cần phải làm gì? Lâm Hoán Khê hỏi nàng rút khăn tay ra lau nước mắt, nói tiếp, không được cho ông biết. Tần Lạc gật đầu nói, anh biết, anh sẽ không nói cho ông biết. Nếu như để ông nàng biết chuyện này, chỉ sợ ông sẽ đau đớn chết mất. Mấy ngày nay biểu hiện của Lâm Thanh Nguyên vẫn không có gì khác thường nhưng đã mấy lần Tần Lạc nhìn thấy bần thần trong khi ăn cơm. Hiển nhiên ông vẫn chưa khôi phục lại tinh thần vì những chuyện đứa con Lâm Hách Huy đốn mặt kia đã làm. Thế nhưng xem ra chúng vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện này Tần Lạc nói, nếu như chuyện này một lần nữa náo động, có thể tự ông sẽ biết. Em muốn giết người, Lâm Hoán Khê nói. Giống như một câu nói thuận miệng như nàng đang nói em muốn tắm, em muốn ăn cơm vậy. Thế nhưng vì vậy Tần Lạc càng hiểu rõ tâm trạng của người phụ nữ này. Nàng thật sự nổi giận. Hoàn toàn nổi giận. Nếu như chuyện ảnh nút lần trước Lâm Hoán Khê vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo thì lúc này đây nàng tuyệt không thế nào để mình ra khỏi chuyện này. Mẹ của nàng, một người phụ nữ đã nhiều năm không liên lạc với nàng, đột nhiên nhảy ra, phát đi một thông điệp. Tuy ý tứ của bà ấy là giúp Lâm Hoán Khê rửa sạch nỗi nghi ngờ nhưng chỉ cần là một người bình thường cùng biết thận ra bà ấy muốn một lần nữa khuấy đảo chuyện này lên. Không phải tất cả những người mẹ đều vĩ đại, còn rất độc ác. Chương 1143, chúc hai người yêu nhau tới đầu bạc răng long. Trong thế giới hư ảo, tức là vừa mộng ảo vừa chân thật. Cho dù là chuyện tốt đẹp hay điều rất đáng ghê tởm, hàng ngày đều có một lượng tin tức khổng lồ xuất hiện trước mắt bạn. Bạn còn chưa kịp vui vì chuyện vui của người khác, những chuyện vui khác đã liên tiếp tới. Khi bạn còn đang oán hận chuyện cả gia đình gặp cảnh ngộ bất hạnh, chuyện bi kịch khác đã nối đuôi nhau diễn ra. Nếu như nói một cách nghiêm túc, cơ bắp trên gương mặt luôn ở vào trạng thái cứng đờ bởi vì chưa kịp có phản ứng với chuyện mình chứng kiến, những thông tin mới nhất đã liên tiếp dội xuống. Sự kiện ảnh nút hội trường, vốn đã chìm xuống nhưng chỉ vì tuyên bố của một người phụ nữ mà một lần nữa lại nổi sóng. Một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng. Có người nói đây chính là vì nhân vật chính, hội trưởng Lâm Hoán Khê muốn danh tiếng tới phát điên. Nếu không thì cố gắng thu hút sự chú ý làm gì? Vừa mới dẹp loạn xong lại xuất hiện những chuyện khác, làm vậy có phiền không? Mặc dù tất cả mọi người đối với sự kiện ảnh nút và băng video có người thái độ rất hung hăng, có người bình thường nhưng sau khi đọc xong bài viết này, bọn họ liên tục chửi mắng, lãng mạ. Người khác đang mắng, không mắng. Có phải mình rất thấp kém, thô tục, lạc loài, không có văn hóa không? Cũng có người có lý trí xét đoán chuyện này. Bọn họ nói, Lâm Hoán Khê không thể là tác giả của bài viết đó được. Nếu như nàng muốn làm như vậy, trước tiên sẽ không có lý do gì nàng để cho chồng của mình bị đám phóng viên thúc ép. Bọn họ thích viết thế nào thì viết, quan tâm làm chi. Tiếp nữa Lâm Hoán Khê cũng không phải ngôi sao điện ảnh, truyền hình, cũng không phải ca sĩ hạng ba. Lâm Hoán Khê là một người đứng đầu một công ty. Một người truyền thống, tích cực. Có cần thiết phải lợi dụng chuyện ảnh nút này không? Không phải Mã Hóa Đằng cố ý phát tán ảnh chụp của mình và những người phụ nữ khác sao?
nhất định Lâm Hoán Khê bị người khác hãm hại, rõ ràng có người cố tình hắt một bát nước bẩn lên nàng. Cũng có một loại ý kiến ác, Thiên Vương Tần Lạc lợi dụng ảnh nút của bạn gái mình để khiến Hiệp hội Trung Y nổi tiếng. Trung Y nổi tiếng vì dù gì đi nữa hắn mới chính là hội trưởng Hiệp hội Trung Y mà. Thế nhưng loại ý kiến này nhanh chóng bị bao phủ quanh nước miếng của hội fan hâm mộ Tần Lạc. Nếu như là những người đoán trước được sự việc thì sẽ cảm thấy chuyện này rất nhàm chán, lập tức không quan tâm tới. Thế nhưng chi sau sự việc bài viết giải thích không lâu, trên mạng lại một lần nữa xuất hiện một bài viết có tên là Bùng Nổ. Đây là một bài viết của một dân cư mạng có nick là Đẹp Trai rất thu hút được sự chú ý của dân cư mạng mạo muội giải thích, nhân vật trong ảnh nút không phải Lâm Hoán Khê, hội trưởng Hiệp hội Trung Y mà là một người khác. Trong bài viết của mình người này giải thích rất rõ ràng những điều tai nghe mắt thấy, tôi là hàng xóm của Lâm Hoán Khê. Trước khi Lâm Hoán Khê chuyển trường, chúng tôi cùng sống ở một khu, ông Lâm Hoán Khê chính là Lâm Thanh Nguyên, một thầy thuốc Trung Y rất có danh tiếng ở Yến Kinh, bây giờ là giám đốc bệnh viện Trung Y. Cha Lâm Hoán Khê chính là Lâm Hách Huy, giám đốc một công ty thiết bị y học. Mẹ Lâm Hoán Khê làm việc ở một viện nghiên cứu. Vì cha Lâm Hoán Khê có tình nhân mà cha mẹ cô ấy ly dị, mẹ cô ấy tức giận bỏ đi Mỹ. Sự kiện ảnh nút không phải của Lâm Hoán Khê nhưng rất giống với người mẹ cô ấy khi còn trẻ. Nếu như tôi đoán không sai, ảnh nút này không liên quan tới Lâm Hoán Khê mà có liên quan tới mẹ cô ấy. Có lẽ ảnh này phát tán ra ngoài từ trong tay cha cô ấy là Lâm Hách Huy. Nguyên nhân, có lẽ vì yêu sinh hận ai mà biết được. Không khó điều tra chân tướng sự việc, chỉ cần để Lâm Hách Huy đứng ra chứng nhận, không phải như vậy sẽ được giải quyết sao? Một tảng đá chấn kinh ngàn tầng. Ngay khi bài viết này xuất hiện, sự kiện ảnh Niu và Lâm Hoán Khê lại được đẩy lên tầm cao mới. Rất nhiều người dân bắt đầu chú ý tới tin tức này. Các phóng viên truyền thông cũng bắt đầu ra tay, lần theo dấu vết của người đẹp trai, tìm Lâm Hách Huy phỏng vấn. Thế nhưng điều khiến bọn họ nghi ngờ là Lâm Hách Huy đã biết mất một cách thần bí, phóng viên tới công ty tìm hiểu, thư ký báo ông Chu đã không đi làm nhiều ngày rồi. Lâm Hách Huy sợ tội trốn sao? Vở kịch vui nàng càng lúc càng đặc sắc, hot. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đến tột cùng là kẻ nào đứng sau khuấy động cơn cuồng phong này? Không nghi ngờ gì nữa Lâm Tử, mẹ Lâm Hoán Khê cũng tham gia vào chuyện này. Mặc dù bà không tham gia trực tiếp nhưng chuyện này hoàn toàn liên quan tới bà. Lâm Hách Huy, người coi như khởi phát chuyện này cũng tuyệt đối không nghĩ chuyện phát triển tới mức này. Cái gì? Lâm Hách Huy kinh hãi. Gương mặt ông ta dính đầy bụi đất có vẻ lâu ngày vẫn chưa tắm rửa. Mái tóc bù xù như một tổ quả ở trên đâu, râu ria xồm xoàm, hai mắt hõm sâu. Chỉ vì lòng tham mà lúc này người đàn ông trung niên đầy phong độ đã biến thành một người dừng tự mình thanh minh sao? Sao có thể như vậy? Không phải cô ta đang ở nước Mỹ sao? Tần Lạc tung chân đá. Hất thân thể Lâm Hách Huy nện vào bức tường lạnh giá, tức giận nói, vấn đề này hẳn phải do tôi hỏi. Tại sao bà ấy lại phát hiện ra? Tại sao bà ấy lại xuất hiện? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Bụng Lâm Hách Huy chứng cước, đau đớn, ông ta cuống cuồng cầu xin tha thứ, nhiều năm rồi tôi không liên lạc với cô ta. Từ sau khi ly hôn tôi không còn nhận được tin tức của cô ta nữa. Tôi chỉ nghe tin cô ta đi Mỹ, tôi thật sự không hiểu vì sao cô ta phải làm như vậy. Xem ra ông rất không thành thật. Tần Lạc cười nhạt nói, có phải trong này có giao dịch gì không? Nếu không vì sao bà ấy sau nhiều năm không có tin tức, sự việc vừa dẹp yên, bà ấy lại xuất hiện. Không phải bà ấy làm vậy vì muốn cứu ông sao? Không, thật sự không phải. Tần Tiên Sinh, hãy tin tưởng tôi, chúng tôi không liên lạc với nhau. Cô ta sao có thể làm vậy để cứu tôi? Cô ta hận tôi, hận không thể chém chết tôi, sao cô ta có thể cứu tôi được? Chúng tôi không có giao dịch gì, thật sự không có. Vậy ông hãy giải thích cho tôi nghe toàn bộ chuyện này thế nào đây? Tần Lạc càng dùng sức vào chăn, gương mặt Lâm Hách Huy càng cao có. Nếu như không phải chuyện này chưa kết thúc, Tần Lạc sẽ không chút do dự cho người này ăn thuốc độc. Nếu như không vì ông ta tham tiền, chuyện này có thể từng bước leo thang rồi biến thành chuyện to như hôm nay không? Điều càng đáng hận hơn không phải ông ta đã bán danh tiếng của chính con gái mình mà ông ta đã bán rẻ danh tiếng người vợ cũ của mình. Cũng là một người đàn ông, Tần Lạc thật sự khinh ghét những kẻ hèn mọn, độc ác. Ông ta có phải là người không? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Lâm Hách Huy điên cuồng lắc đầu, Lâm Hách Huy giơ tay muốn đẩy Tần Lạc ra nhưng vì nhiều ngày bụng đói, ông ta nào còn sức nữa đây. Xuyệt, Tần Lạc hít một hơi thật sâu. Dám cấu tôi hả? Tần Lạc lạnh lùng nhìn Lâm Hách Huy,
giống như đang nhìn một người chết. Tôi không dám, xin lỗi, rất xin lỗi, Lâm Hách Huy sợ run người, ông ta biết người thanh niên trước mặt này cực kỳ căm hận ông ta, xin cậu đừng giết tôi. Đừng giết tôi quỳ xuống, tôi dập đầu. Hãy nể mặt Hoán Khê, hãy nể mặt cha tôi, hãy tha thứ cho tôi, hãy tha cái mạng chó này của tôi. Không nói tới bê thì còn được, Tần Lạc đổ vào mặt Lâm Hách Huy, nói, cú này đã thay Hoán Khê. Lại một cước nữa, cú này đã thay cha ông. Binh binh binh. Tần Lạc điên cuồng đá, không tiếp tục nói lý do của mình. Cần lý do không? Không cần. Khi đánh đã đời, Tần Lạc nhìn Lâm Hách Huy nằm lã trên nền nhà giống như đã ngất xỉu, nói với Bullet ở sau, hãy kéo ông ta vào trong. Được Bullet trả lời, gã cầm hai tay Lâm Hách Huy kéo vào trong lồng sắt sau đó khóa cửa lại. Tần Lạc vốn định tới chỉ để chút giận, hắn thật sự không mong đợi thu được tin tức có ích nào từ miệng Lâm Hách Huy. Nhìn bộ dạng như một bao cỏ thế kia, chắc chắn ông ta cũng không biết tin tức bí mật nào đó. Nếu ông ta biết, nhất định ông ta đã nói lần trước khi hắn đánh rồi. Tần Lạc lại đi tới lồng giam Tôn Lệ, dùng chân đá Tôn Lệ đang nằm ngủ trên nền, đánh thức cô ta dậy, nói, nếu như cô có thể cho tôi biết một vài chuyện mà tôi không biết, tôi có thể cho Lâm Hách Huy vào giam chung một phòng. Tôi nghĩ nhất định cô muốn báo thù thay cho em trai của mình, đúng không? Nếu như ông ta không nói cho chúng tôi biết em trai cô cũng tham gia vào chuyện này, anh ta sẽ không chết. Tôn Lệ đang nằm dưới đất nhỏm dậy, ánh mắt yếu ớt, cô ta hỏi, muốn biết chuyện gì? Nơi này dưới hầm ngầm, ngọn đèn mờ mờ u ám, không khí ẩm thấp. Tôn Lệ tóc tai bù xù đứng dậy, một mùi hôi thối, khó chịu bay thẳng vào mũi. Tần Lạc không nhìn rõ gương mặt Tôn Lệ, hắn chỉ nhìn thấy một đôi mắt không có sự tức giận mà trông giống như trinh tử. Với đôi mắt hung ác lúc nửa đêm ở Nhật Bản bò ra từ màn hình TV. Lâm Tử Tần Lạc nói trên thế giới này người hiểu rõ đối phương nhất chính là tình địch. Đối với Tôn Lệ mà nói, Lâm Tử chính là tình địch chính vì vậy Tôn Lệ sẽ biết nhiều hơn những người khác một chút. Tính cách bảo thủ, lãnh đạm, không thích nói. Cả ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Sau khi ly hôn cô ta đã tới nước Mỹ, tôi chỉ biết từng đó giọng nói khô khốc, khàn khàn của Tôn Lệ vang lên. Được lắm, Tần Lạc vuốt cằm nói với Bullet, hãy. Được Bullet nghi ngờ nhìn Tần Lạc nhưng rồi vẫn làm theo mệnh lệnh. Tần Lạc quay người đi ra ngoài, miệng thì thào, chúc hai người yêu thương nhau tới đầu bạc răng long. Hắn vừa nói xong từ bên trong truyền ra một tiếng gào cực kỳ thảm thiết của người đàn ông. Binh. Chương 1144, Nguyền Rũa. Một lát sau Bullet đi tới, nói với Tần Lạc, người phụ nữ đó quá độc ác. Cắn đứt hai ngón tay của người đàn ông chúng ta có cần tách bọn họ ra không? Tách ra, vì sao phải tách ra? Tần Lạc hỏi ngược lại, ban đầu khi Lâm Hách Huy vứt bỏ vợ con, không phải ông ta muốn sống với cô ta sao? Bọn họ bỏ ra 9 tệ mua giấy chứng nhận kết hôn, vì sao phải tách bọn họ ra? Bullet sững sờ một lát rồi quay người bước đi. Bullet đã nhận ra tâm trạng hôm nay của ông chủ rất không tốt, điều quan trọng hơn cả là ông chủ hy vọng hai người bọn họ tự giết lẫn nhau. Hy vọng hai người tự đi tìm cái chết. Ông chủ bảo mình chuyển hai người vào cùng một chỗ chính là tiễn bọn họ đi tìm cái chết. Tần, anh muốn giết chết bọn họ sao? Giê-xu đi tới hỏi. Không, Tần Lạc cười nói. Oh, my God, anh không nên chê cười tôi. Điệu cười của anh trông chẳng khác nào một ác ma. Giê-xu nói. Tần, bình thường anh không cười như vậy. Hôm nay tôi rất tức giận. Tôi không cười được, anh có thích cái cảm giác đó không? Tần Lạc tức giận hỏi. Nhưng có tức giận cũng không thể nghĩ cách giải quyết vấn đề. Giê-xu khuyên nhủ, muốn cởi chuông cần người buộc chuông. Có cần tôi đi nước Mỹ một chuyến không? Tôi nghĩ tôi có thể tìm được mẹ của Lâm Tiểu Thư. Chúng ta có thể biết được câu trả lời đầy đủ. Nhất định bà ấy biết gì đó nếu như chúng ta có thể tìm được bà ấy. Đừng, tuyệt đối không được. Tần Lạc vội vàng xua tay nói, bây giờ mỗi khi nhắc tới nước Mỹ, Tần Lạc có một tâm trạng hoảng loạn. Hoàng đế biến thái kia vẫn còn đang ở nước Mỹ. Nếu Giê-xu đi, anh ta còn sống quay về không? Lúc này Giê-xu không chỉ là con tốt thí có thể hy sinh bất kỳ lúc nào mà còn là một người bạn, một chiến hữu thân thiết. Chúng ta cứ ở Trung Quốc, thật ra tôi muốn xem chúng còn chiêu gì nữa đây. Cứ như vậy mà xong sao? Tần, anh cần tỉnh táo lại, Giê-xu nói. Bây giờ tôi rất bình tĩnh, Tần Lạc nói khi nhớ tới dáng vẻ khóc mà không khóc được của Lâm Hoán Khê. Tần Lạc chỉ muốn giết người. Hắn đã nghĩ chính tay mình đâm thủng 180 lỗ trên người đôi cẩu nam nữ này nhưng hắn thật sự không thể làm được. Hắn có thể giết chết Tôn Lệ nhưng hắn tuyệt đối không thể giết chết Lâm Hách Huy.
cho dù Lâm Hách Huy có đáng hận cỡ nào đi nữa, ông ta vẫn là cha của Lâm Hoán Khê, là con trai của Lâm Thanh Nguyên. Bọn họ hận ông ta, thậm chí chỉ muốn ông ta chết, nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn người giết chết Lâm Hách Huy là Tần Lạc hắn. Ông ta không còn tính người, là con chó điên. Chẳng lẽ mình cũng muốn làm một người giống như ông ta sao? Tần Lạc tuyệt đối không muốn bàn tay mình dính máu của cha Lâm Hoán Khê, cho dù nàng có nhận người cha này hay không. Chính vì vậy Tần Lạc lựa chọn cách nhốt hai người chung một lồng sắt, hơn nữa còn chúc bọn họ đầu bạc răng long. Ô Giê-xu gật đầu, anh phải biết rằng, chuyện đã có chuyển biến. Bây giờ tất cả giới phóng viên đang tìm ông ta, còn cả đám cảnh sát ở sau nữa, lúc này chúng ta không thể làm tổn thương ông ta. Hay chúng ta hãy thả ông ta ra đi. Thả ra, Tần Lạc cười nói, tại sao lại thả ra? Nếu như thả ra, không phải sẽ mắc bẫy những người đó sao? Đương nhiên, tôi chỉ nói thế thời mà Giê-xu nhún nhún vai nói, tôi chỉ sợ anh chứng kế. Nếu như anh đã suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi, anh biết đó. Trước kia tôi đã làm sát thủ hơn nữa cũng không tệ, nên nếu như anh cần điều gì, tôi cực kỳ vui lòng được dốc sức. Tần Lạc hiểu ý Giê-xu, nếu như hắn muốn dê người, có thể giao cho Giê-xu xử lý. Thế nhưng bây giờ Tần Lạc không cần làm chuyện này, hắn xua tay nói, tạm thời không cần thiết. Thế nhưng tôi có một chuyện phiền phức cần anh giúp đỡ. Tần Lạc biết Lâm Tỏ đứng ra giải thích chuyện này, đơn giản chỉ có hai mục đích. Thế nhưng bà ấy còn tình cảm với Lâm Hách Huy, hy vọng gây áp lực lên hắn khiến hắn có thể thả người. Thứ hai, bà ấy biết Lâm Hách Huy bị bắt cóc, muốn nhân cơ hội này mượn đao giết người, giết chết Lâm Hách Huy. Thế nhưng với suy đoán của mình, Tần Lạc cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn nhiều. Thế nhưng khi trang mạng đãng bài bùng nổ cùng với lời khá của Tôn Lệ, đã nhắc tới một thông tin về Lâm Tỏ khiến Tần Lạc chú ý. Trước đây Lâm Tử làm việc ở một viện nghiên cứu trung y. Bà là người cực kỳ yêu thích công việc nghiên cứu. Bà ấy cũng là một thầy thuốc, cùng là đồng nghiệp với mình. Tần Lạc lấy di động, bấm gọi một số và nói, hãy giúp tôi điều tra một việc. Sofa màu trắng, tường màu trắng, ngay cả rèm cửa sổ cũng màu trắng. Màu trắng là màu chủ đạo của đồ đạc bày biện trong phòng. Màu trắng của cái kệ chứa những chai lọ to nhỏ đủ màu. Màu sắc của những cái chai đấy chính là sự tô điểm duy nhất cho căn phòng. Trước bàn một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu trắng, đeo kính đen đang ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính vẻ mặt tàn khốc, lạnh lùng, giống như cô ta có thâm thù đại hận với chiếc máy tính trước mặt vậy. Tóc ngắn, trên tai và cổ không đeo bất kỳ vật trang sức nào. Trên cổ tay chỉ là một chiếc đồng hồ điện tỏ cũ, có lẽ đây chính là vật phẩm trang sức duy nhất trên người người phụ nữ. Liếc mắt nhìn qua thì thấy đây chỉ là một người phụ nữ rất bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát kỹ gương mặt của cô ta, sẽ phát hiện thật ra đây là một người có gương mặt rất đẹp, một người thực sự là mỹ nhân hại người, chỉ có điều không trang điểm, không ăn mặc tươm tất, ngồi trong một thế giới màu trắng giống như một cuồng nhân khoa học hay một nữ kỹ thuật viên, hoàn toàn không gây cho người khác một cảm giác là người đẹp. Chết đi, các người hãy chết hết đi, người phụ nữ lẩm bẩm. Sắc mặt cô ta không dữ tợn, không thù hận mà ngược lại có một cảm giác cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng một gương mặt như này mà lại có câu nói độc ác đó càng khiến người ta thêm phần sợ hãi, một cảm giác rất quỷ dị. Giống như cô ta chúng ta, cô ta hoàn toàn không biết bản thân mình đang nói điều gì. Oe oe. Trên bàn của cô ta có một cái bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh có một con ếch xanh to đang nhảy, kêu oe oe. Người phụ nữ cau mày rồi đột nhiên cô ta thò bàn tay vào trong bình, bắt con ếch to ra ngoài. Dùng sức, lại dùng sức, phụt, cái bụng con ếch bị phá, máu, nước chảy ra. Chất lỏng bay vào miệng bình, rơi xuống nước, dính vào quần áo người phụ nữ, lên mặt loang lổ, trông giống như một ác quỷ mới ăn thịt người xong. Ruột nội tạng của con ếch theo khe hở ngón tay cô ta trượt ra ngoài, chất lỏng dinh dính, khiến người ta không dám nhìn. Đương nhiên cô ta không nhìn. Trong khi làm chuyện này, ánh mắt người phụ nữ vẫn dán vào màn hình máy tính, sắc mặt vô cùng chăm chú. Cạch cạch, có người gõ cửa bên ngoài. Người phụ nữ nhìn qua bức tường thủy tinh trong suốt nhận ra người quen, cô ta liền bấm chiếc đồng hồ điện tử ở cổ tay. Bức tường thủy tinh tự động chạy sang hai bên, xuất hiện một cửa phòng tự nhiên. Đợi khi người khách vào bên trong, người phụ nữ lại bấm chiếc đồng hồ điện tử. Một lần nữa bức tường thủy tinh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Người phụ nữ lại bấm một cái nút màu đỏ khác, bức tường thủy tinh vốn trong suốt lập tức rơi vào trạng thái bị ma sát. Từ bên trong không nhìn thấy bên ngoài mà từ bên ngoài cùng không thể nhìn thấy bên trong. Người mới vào là hai người, một nam, một nữ.
người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, mặc một bộ trang phục nữ nhân viên văn phòng đúng tiêu chuẩn. Người đàn ông mặc một bộ vest đen, vẫn một mực gọi Dạ Bảo Vân đi theo sau lưng người phụ nữ, trông có vẻ như người hầu của cô ta. Người phụ nữ lấy một chiếc khăn tay trong ngăn kéo lau vết máu trên mặt, sau đó rửa nước rồi mới đứng dậy đón khách. Người phụ nữ tóc vàng dáng vẻ kiêu ngạo, từ sau khi vào trong cũng không thèm nhìn người phụ nữ quần áo trắng, cô ta thản nhiên đi tới ngồi xuống ghế sofa. Natasha nhìn lướt qua vết máu, chất dính trên quần áo, cổ và gương mặt vẫn chưa được lau hết của người phụ nữ bạch y, cười nói, có phải có một cảm giác cực kỳ hận không? Đúng vậy, người phụ nữ nói, tôi chỉ hy vọng anh ta chết. Ngày nào tôi cũng nguyền rủa cho anh ta chết, tôi đồng ý gia nhập tổ chức chính là vì ngày này. Tôi biết, Natasha nói, vì vậy tôi đã thành toàn cho cô. Coi như là thù lao cô làm việc nhiều năm cho tổ chức. Người phụ nữ bạch y trầm ngâm một lát rồi hỏi, tôi không hiểu. Không hiểu gì? Vì sao lại làm như vậy? Cô có tin Phật không? Không tin, người phụ nữ trả lời dứt khoát. Cô có tin tưởng trên thế giới này có cái gọi là duyên phận không? Không tin. Natasha cười rất vui vẻ nói, ban đầu khi tổ chức chào mời cô vì cô là người tài hoa nhưng không một ai ngờ cô lại có người con gái tốt như vậy. Tôi không có con gái, đột nhiên người phụ nữ quát to giống như một con báo mẹ bị chọc giận vậy, tôi không có con gái. Sao tôi có thể sinh con gái cho thứ cặn bã như anh ta? Anh ta nằm mơ. Tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, Natasha không thèm quan tâm tới thái độ của người phụ nữ kia. Cô ta chỉ coi trọng kết quả, là một quan chấp chính cấp 5, người khác cũng chỉ coi trọng kết quả làm việc của cô ta, không thể không nói. Con bé tìm được một người chồng mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải kiêu ngạo vì người đàn ông của mình. Natasha nhìn người phụ nữ, châm biếm, tôi và cô giống nhau, hàng ngày cũng đều phải nguyền rủa mong một người đàn ông chết đi. Chương 1145, nhất định phải giành được. Két. Một chiếc xe Hummer màu xanh quân sự treo biển quân đội dừng lại trước cổng. Đám bảo vệ kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp với gương mặt lạnh lùng. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt như giết người của nàng, bọn họ vội vàng né tránh. Xin cho xem chứng minh, viên bảo vệ lên tiếng trước. Một tấm thẻ nhỏ màu xanh tư trong xe bay ra, không ngờ tấm thẻ nhỏ chỉ như mảnh giấy lại sắc bén như dao, mang theo tiếng rít gào, tiếng gió và cả sát khí. Gã bảo vệ giơ tay đón, cầm tấm thẻ ở trong tay. Thế nhưng lòng bàn tay gã đau nhức giống như bị người ta quất một roi, gã bảo vệ đã khéo léo bắt tấm thẻ khiến nó giảm nhiều lực đạo nhưng nó vẫn còn có thể đả thương người. Gã bảo vệ tức giận trừng mắt nhìn mấy gã thuộc hạ bên cạnh. Nếu như không phải vì đôi mắt ngu ngốc của mấy thằng này gây chuyện, gã có phải chịu thiệt thòi này không? Chúng tôi cần gọi điện thoại thông báo vào bên trong. Xin hỏi cô xưng hô thế nào? Viên vệ sĩ nhìn người phụ nữ chín chắn ngồi cạnh ghế lái xe hỏi, cho dù không dám trêu chọc vào nhưng vẫn phải hỏi rõ tên tuổi, chức vụ. Từ sau khi ông già kia vào trong này sống, trại an dưỡng không còn là một trại an dưỡng bình thường nữa, để phòng nghiêm ngặt cứ như nó là căn cứ quân sự quốc gia cấp SS vậy. Anh hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chẳng một S chứng nhận của tôi là giả sao? Mỹ nữ xinh đẹp quá to. Ánh mắt của những gã đàn ông này nhìn chăm chăm vào ngực nàng còn chưa tính mà còn hỏi tới hỏi lui, rất phiền phức. Nàng không biết một điều. Bên trong chiếc áo khoác da chỉ có một chiếc áo phông ba lỗ, ngực nổi gồ to như hai cái bánh bao nhúng nước. Một người đàn ông bình thường có thể nhẫn nhịn không nhìn vào chỗ đó được sao? Ly, không được tức giận, người phụ nữ trong trang phục màu tím cười nhẹ nói, bọn họ chỉ làm nhiệm vụ của mình, thời bọn họ càng nghiêm ngặt chúng ta mới có thể càng yên tâm, đúng không? Sau đó cô quay sang gã bảo vệ đứng đầu nói, xin lỗi, em tôi tính tình nóng nảy. Xin hãy bỏ qua, anh có thể thông báo vào trong tôi là quân sư. Không sao, viên đầu lĩnh bảo vệ nghiêm mặt nói, nhưng hai chân thoáng run rẩy. Người phụ nữ này thật sự là một phụ nữ cực phẩm động lòng, trái tim cũng run rẩy theo, xin hãy chờ chút. Gã móc điện thoại ra gọi vào bên trong, nói mấy câu, rất nhanh bên trong vang lên tiếng trả lời, hãy mời các cô ấy vào trong này. Mời vào, gã bảo vệ ra hiệu mở cánh cổng điện tử. Két. Một lần nữa chiếc Hummer ầm ầm nổ máy, phun ra một luồng khói đen rồi vọt qua mặt bọn họ. Tiểu mỹ nữ kia thật xinh đẹp, tình tình lại hung bạo. Đúng là một quả ớt cay, một bảo vệ nói. Tôi cảm thấy thích cô gái thành thục kia hơn, đây mới chính thức là một người phụ nữ. Dáng người đẹp, thắt đáy lưng ong, chân dài ngực cũng không bé đâu. Không được ồn ào, gã bảo vệ đứng đầu quát to. Mọi người im lặng, mọi người đều biết thường ngày đội trưởng của mình không thích nói chuyện,
đương nhiên càng không thích thì thào bàn tán sau lưng người khác. Thành thục rất xinh đẹp, gã bảo vệ đứng đầu nói với vẻ mặt si mê. Két, Ly đỗ xe ở bãi đỗ xe, sau đó nàng cùng quân sư xuống xe. Hai người đi bộ tới biệt thự Long Vương đang ở. Đội trưởng đại đầu đứng chờ ở trước cửa, đứng thẳng người chào. Mặc dù đại đầu cố gắng che giấu nhưng trong ánh mắt hắn vẫn hiện lên sự vui mừng và kích động. Quân sư vỗ vai đại đầu nói, nghe nói lần này cậu bị thương rất nặng. Bị thương ngoài da, đại đầu nói quả thật hắn chỉ bị thương ngoài da bởi vì da của hắn bị cháy gần như toàn bộ. Cậu làm tốt lắm, quân sư nói, nhưng lần sau phải chú ý phương thức hành động. Có thể cứu người nhưng cũng cần phải có cách thức tự bảo vệ mình. Chúng ta không thiếu người nhưng chúng ta thiếu nhân tài. Dạ, đội trưởng, một lần nữa đại đầu đứng nghiêm chào. Nhận được lời khen của quân sư chính là sự kiện có thể khiến người ta kích động nhất. Tôi không phải là đội trưởng, sau này không cần gọi tôi là đội trưởng, quân sư nói. Dạ, đội trưởng. Quân sư nhìn đại đầu cười nói, vào thôi. Nói xong cô đi trước vào trong biệt thự. Chỉ thích vuốt mông ngựa Ly đi tới bên cạnh đại đầu, đứng lại nói. Đại đầu không nói, buồn bực đi vào trong. Long Vương đang ngồi ở ghế uống trà, khi nhìn thấy quân sư đi vào, ông cười nói, quay về là tốt rồi, lại đây uống trà với ta. Dạ, quân sư ngồi đối diện với Long Vương, cố gắng ngồi thẳng tắp, mông chỉ như hơi chạm vào mặt ghế. Cho dù cô đi tới đâu, cho dù vị trí của cô là gì thì ông già trước mặt này luôn là hình tượng, là tín ngưỡng của cô, cũng là sức mạnh tinh thần nữa. Chính vì vậy quân sư và vô số Long Tử, Long Tôn đều tôn trọng Long Vương. Quân sư rót trà vào chén trà không của Long Vương, cô cười hỏi, sức khỏe dạo này thế nào? Được Long Vương uống từng ngụm, còn ngược lại quân sư uống trà như uống rượu, Long Vương tắc miệng nói, chỉ muốn uống rượu. Vậy uống đi, quân sư nói. Cũng chỉ có con mới nói vậy, Long Vương cười nói, đại đầu, lấy cho ta vỏ rượu. Đại đầu đi vào trong phòng, sau đó hắn ôm một vỏ rượu có buộc lụa đỏ ra. Đây là nữ nhi Hồng Long Vương giật giải lụa đỏ ra. Một trưởng phá vỡ niêm phong, nói, chôn 45 năm rồi. Quân sư thở dài nói, con gái nhà này nhất định là quân nhân. Khu Thiệu Hưng có phong lục là nhà ai sinh con gái, cha mẹ sẽ chôn ở trong vườn mấy vỏ rượu Thiệu Hưng, tục gọi là nữ nhi Hồng, đợi sau khi con gái xuất giá sẽ đào lên uống, mùi rượu nồng, đậm, cực thơm ngon. Thế nhưng nữ nhi Hồng chôn 45 năm vậy không phải con gái nhà này vẫn chưa xuất giá sao? Chính vì vậy, quân sư mới nói con gái nhà này nhất định là quân nhân. Những quân nhân như bọn họ, lầm lỡ trung thân đại sự là chuyện bình thường. Một lần nữa Long Vương phá lên cười, rót hai chén to, bưng lên uống cạn một chén. Đương nhiên tửu lượng của quân sư cũng vào hàng khủng, cô cầm chén còn lại lên cũng uống một hơi cạn. Một lần nữa Long Vương rót rượu, rót xong uống liền, không chạm chén, quân sư cũng học theo Long Vương vui, cô cũng vui. Gần như hai người đồng thời cầm chén, đồng thời bỏ chén. Sau khi uống cạn chén thứ ba, lúc này mới hơi chút sảng khoái. Long Vương vuốt chòm râu đài nói, sảng khoái. Gương mặt trắng của quân sư xuất hiện một phớt hồng rung động lòng người, cô cười nói, lâu rồi không say rượu. Lâu rồi không uống rượu thoải mái như này. Hôm nay uống thật sướng. Một lần nữa Long Vương rót rượu cho quân sư. Nhưng lần này quân sư không uống cạn như trước, cô chỉ nhấp một ngụm rồi nói, nhiệm vụ đã hoàn thành. Con tới báo cáo. Long Vương xua tay nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bây giờ ta không còn đảm nhiệm chức vụ nữa. Con không nên báo cáo với ta. Quân sư cười nói, con phải về rồi. Long Vương gật đầu nói, về thôi. Mới rồi con nói với đại đầu mấy câu, cậu ấy gọi con là đội trưởng. Con nói con không phải là đội trưởng, sau này không nên tiếp tục gọi là đội trưởng, quân sư nói với vẻ đùa cợt. Chúng ta là quân nhân, không được phép tranh quyền đoạt lợi, quân sư nói. Dạ, quân sư vội vàng trả lời. Nhưng nếu như vì nước vì dân mà phục vụ, chúng ta việc gì đáng làm thì phải làm. Sư phụ nói rất đúng, quân sư cười nói. Tần Lạc có một thứ bảo ta chuyển cho con, Long Vương nói, thằng nhóc này coi như có lương tâm, hiểu được đạo lý có ân thì báo. Quân sư cười gượng nói, vốn là trả nợ mà, nhận vật hắn tặng con lại thiếu hắn một khoản. Khoản nợ này không rõ ràng. Người một nhà còn phân chia rõ ràng làm gì? Long Vương nói. Sau khi hai người chào Long Vương, đại đầu tiễn hai người ra ngoài cổng. Vết thương thế nào rồi? Quân sư hỏi. Khỏi hẳn rồi, đại đầu nói, Tần Lạc để tôi ở lại bảo vệ Long Vương. Ừ, cậu ở lại, quân sư nói,
mặc dù tôi biết bọn họ không dám nhưng vẫn cần đề phòng có kẻ chó cùng làm càn. Dạ, đội trưởng, đại đầu đứng nghiêm trả lời. Khi xe dừng lại trước cửa Long Tức, quân sư nhìn cánh cổng, tấm biển và trạm gác quen thuộc, tâm trạng đan xen lẫn lộn. Đây chính là ngôi nhà của cô, bến đỗ và sự ấm áp của cô. Trước kia mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, nơi cô nhớ nhất chính là nơi này. Mỗi lần quay về đây, con người của cô thực sự yên tĩnh. Nhưng lúc này cô thật sự không thể tìm lại cái cảm giác đó. Cảnh còn người mất. Cảnh còn người mất. Chị nhất định phải nắm được nó, Ly nói. Chương 1146, chống lại. Vào thôi, quân sư nói, giọng nói nặng nề, có gì đó không vui lắm. Đứng trước phòng mình, tất cả vẫn bày biện như trước, gần như không có bất kỳ thay đổi gì, quân sư mới tìm được những cảm giác quen thuộc. Quân sư cười nói, có nhiều thứ vẫn không thay đổi, chờ chị trở về. Chúng mình vẫn ở đây, Ly nói. Ly, quân sư nhìn Ly nói. Ly nhìn quân sư, không hiểu quân sư muốn nói gì. Từ khi quay về từ nước Mỹ, em nói nhiều hơn trước. Quân sư nói. Khi biết quân sư quay về, không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tất cả những thành viên Long Tức đều tới thăm quân sư, tiểu lý phi đao, hòa thượng, hỏa dược, hầu tử đều tập trung đông đủ, trong biệt thự màu trắng, bầu không khí rất náo nhiệt. Không một ai nhắc đến cái tên Hoàng Thiên Trọng, trong tiềm thức của mình, tất cả mọi người đều như quên đi gã đội trưởng Long Tức tạm thời này. Trong lòng bọn họ chỉ có một đội trưởng. Bây giờ người đội trưởng đó đang ở trước mặt. Đáng tiếc không nói tới người không có nghĩa hắn không xuất hiện. Náo nhiệt quá, một giọng nói đàn ông đột nhiên vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Hoàng Thiên Trọng trong bộ quân phục huấn luyện đang đứng trước cửa. Giày quân sự, quần màu xanh rộng thùng thình, áo ba lỗ bó sát người, tóc ngắn, da đen sạm, ánh mắt rất có thần, thoạt nhìn như Hoàng Thiên Trọng đang có thời gian huấn luyện gian khổ. Ít nhất nhìn vẻ ngoài Hoàng Thiên Trọng đã hòa nhập với người Long Tức, không còn cảnh áo sơ mi trắng, vét đen như ngày mới vào nữa, trông dáng vẻ như một công tử ăn chơi đàng điếm. Quân sư đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy. Có quấy rầy mọi người không? Hoàng Thiên Trọng đi vào, nhìn quân sư hỏi. Gã biết mối uy hiếp lớn nhất của gã chính là cô gái này, cô gái có thể cạnh tranh cùng gã. Khi Long Thiên Trượng còn nắm quyền, đã từng ủng hộ cô gái này tiếp nhận vị trí đội trưởng Long Tức. Thế nhưng mới đây cô ta được giao đi thực hiện nhiệm vụ khó khăn hạng nhất nên bỏ lỡ cơ hội này. Bây giờ cô ta đã quay về, liệu một cuộc tranh đoạt mới sẽ vì vậy mà bắt đầu xảy ra không? Đáng tiếc bây giờ mình đã trở thành đội trưởng. Không, quân sư mỉm cười. Tốt lắm, Hoàng Thiên Trọng gật đầu nói. Có vài chuyện muốn nói với cô, có tiện không? Khi Hoàng Thiên Trọng nói ra những câu này là có ý mời chào. Nếu như cô gái này chấp thuận phục tùng gã, cho dù sau một năm gã có phải chuyển nhượng lại chức vụ đội trưởng này cũng không thành vấn đề vì bản thân gã không nghĩ mình sẽ vĩnh viễn chiếm nó. Tuy Hoàng Thiên Trọng biết cô gái này chính là tâm phúc số một của lão già bất tử kia nhưng không thử thì sao có thể biết được. Không thử thì sao đã mất hy vọng. Quân sư nhìn các đồng đội bên cạnh, nói, có vẻ không tiện lắm. Đây là lời từ chối thẳng thừng, và sự thật không nể mặt người ta. Sát ý lóe lên trong mắt Hoàng Thiên Trọng rồi biến mất. Gã cười nói, thôi được, nửa tiếng nữa tới phòng làm việc của tôi. Tôi có nhiệm vụ muốn giao cho cô. Nói xong Hoàng Thiên Trọng quay người bước đi. Không phải các người đoàn kết sao? Không phải các người muốn đoàn kết thành một khối sao? Được lá, tao sẽ cho chúng mày vĩnh viễn không còn cơ hội gặp nhau. Tao sẽ chia tách bọn mày, một người đi châu Âu, một người đi châu Phi, tao sẽ không ngừng phái bọn mày ra ngoài làm nhiệm vụ. Khinh người quá đáng. Hỏa dược tính tình nóng nảy quá to. Mày có nhân tính không hả? Quân sư mới chấp hành nhiệm vụ quay về. Mày dựa vào cái gì má phái cô ấy đi tiếp? Chẳng lẽ cô ấy không cần nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ cô ấy không cần khôi phục sức khỏe, điều trị vết thương sao? Quả thực Long Tức là bộ đội mũi dao nhọn, đa số những nhiệm vụ chấp hành đều có hệ số khó khăn cực cao. Mỗi đội viên khi chấp hành nhiệm vụ quay về đều có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Đây coi như phúc lợi. Cũng là thời gian để đội viên khôi phục sức khỏe, bổ sung năng lượng. Thế nhưng Hoàng Thiên Trọng này ngay lập tức phái đi làm nhiệm vụ tiếp, rõ ràng gã đang tiến hành công kích, chia rẽ. Vừa mới chấp hành nhiệm vụ quay về sao? Theo tôi được biết, nhiệm vụ đã sớm hoàn thành rồi. Hoàng Thiên Trọng cười nhạt nói, một khi nhiệm vụ đã hoàn thành, vì sao không quay về báo cáo? Bởi vì tình hình nguy cấp nên tôi không thể quay về ngay được.
quân sư biết việc mình ở lại nước Mỹ hỗ trợ Tần Lạc sẽ là cái đích khiến nhiều người lợi dụng công kích. Quả nhiên Hoàng Thiên Trọng này đã không lãng phí viên đạn này. Tình hình nguy cấp thì vì sao cô còn giúp người khác chém giết? Nếu như thân phận của cô bộc lộ ra ngoài thì như thế nào? Nếu như cô bị người ta giết thì sao hả? Nếu như cô vì đình chỉ nhiệm vụ mà xảy ra tình huống xấu thì chuyện sẽ như thế nào? Hoàng Thiên Trọng liên tục dồn ép, lấn tới. Trong chuyện này quả thật Hoàng Thiên Trọng đúng ở vị trí bề trên để xét đoán, chính vì vậy gã khởi xướng bão tố với lý lẽ hào hùng. Dù gì đi nữa quân sư giúp đỡ Tần Lạc xuất phát từ mục đích gì đi nữa, tất cả đều không được phép. Bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ mang tính chất đơn độc và bí mật, thậm chí người ngoài cũng không biết thế, nhưng quân sư xuất hiện trước mặt đám người Tần Lạc và Ly. Điều này đã vi phạm quy định. Ý nghĩa tồn tại của Long Tức chính là bảo vệ quốc gia. Nếu như chúng ta nhìn thấy đồng bào của mình đang bị người khác hãm hại nhưng chúng ta không ra tay cứu giúp, Long Tức tuyệt đối không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Quân sư đã mất lý nên kỳ còn cách gán hành động của mình là vì dân vì nước. Đây chính là ngụy biện, không thể nói là đúng nhưng tuyệt đối không một ai dám nói là sai. Nếu như không phải vì lợi ích của đất nước và nhân dân thì Long Tức còn có ý nghĩa tồn tại nữa không? Bảo vệ quốc gia, nói dễ nghe thật, có bao nhiêu đồng bào cần phải cứu? Vì sao hết lần này tới lần khác cô chỉ cứu mấy người đó? Bởi vì tôi nhìn thấy bọn họ. Hoàng Thiên Trọng tức ứ cổ, gã sớm biết cô gái này rất trí tuệ, không ngờ tiếp xúc còn rất khó chơi. Hoàng Thiên Trọng cười nhạt nói, được lắm, thế nhưng tôi đã báo cáo với quân bộ, cô cứ mang lý do này tới đánh lừa quân bộ, nhất định bọn họ sẽ không tin. Tôi tin tưởng vào trí tuệ và sự nhân từ của bọn họ. Quân sư cười nói, hy vọng là thế. Hoàng Thiên Trọng cười nhạt nói, thế nhưng cô cũng đừng quên bây giờ tôi là đội trưởng của Long Tức. Tôi có quyền ra lệnh, lúc này có rất nhiều công việc, cô cần phải đi một chuyến. Người tài phải chịu vất vả mà. Tôi không đồng ý, quân sư đang bị thương cần phải nghỉ ngơi. Ly kiên quyết phản đối, rõ ràng không coi người ta là người mà đối xử như súc vật vậy. Tôi đồng ý, công là công, tư là tư, không thể lấy chuyện công trả thù tư. Tiểu Lý Thám Hoa nói còn thẳng thừng. Chỉa chúng tim đen. Nếu như anh sắp đặt nhiệm vụ như vậy, không phải chúng tôi mệt mỏi muốn chết sao? Thế nào mọi người có ý kiến sao? Hoàng Thiên Trọng phá lên cười nhìn mọi người. Xem ra vừa qua gã đã để cuộc sống của bọn họ quá thư thái rồi. Không sai, Ly đối mặt với Hoàng Thiên Trọng mà không e ngại. Tôi cảm thấy có gì không đúng. Cách phân công nhiệm vụ của anh có vấn đề. Hoàng Thiên Trọng nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói, quả thật là có vấn đề. Vì mọi người lại kiên quyết phản đối, hơn nữa nhiệm vụ rất khẩn cấp, chỉ còn cách phân cho mỗi người một nhiệm vụ hạng nhất, để mọi người san sẻ bớt gánh nặng cho đồng đội của mình. Mọi người không từ chối chứ? Mọi người im lặng. Đứng như vậy, bọn họ có thể phản đối Hoàng Thiên Trọng trả thù quân sư nhưng bọn họ không thể phản đối không nhận nhiệm vụ. Long Tức vì nhiệm vụ mà sinh tồn, vì nhiệm vụ mà chết. Chẳng lẽ chỉ vì muốn đối phó với Hoàng Thiên Trọng mà từ chối nhận nhiệm vụ sao? Nói như vậy Hoàng Thiên Trọng là người vui nhất, gã có thể mượn cơ hội này tiến hành thanh trừng Long Tức, hoàn toàn đổi thành người của mình. Gã chỉ thiếu một cái cớ nhưng đám người ngu xuẩn này lại đưa ra. Đây chính là cơ hội, gã chờ cơ hội này đã lâu. Không thành vấn đề, quân sư cười nói, tôi đã nói, ý nghĩa của sự tồn tại của Long Tức chính là bảo vệ quốc gia. Khi quốc gia cần chúng ta có thể hy sinh không chút do dự nhưng chúng ta cần phải tiến hành cách thức phân chia nhiệm vụ và những nghi ngại. Nếu như điều động đội viên không hợp lý, không có ý nghĩa khi chấp hành hay hiệu suất sống sót thấp, chúng ta có thể đưa ý kiến phản đối. Tôi phản đối, Hoàng Thiên Trọng từ chối. Nếu như gã đồng ý yêu cầu này của bọn họ, gã còn làm đội trưởng làm gì? Không phải hoàn toàn mất quyền lực sao? Tôi mới là đội trưởng Long Tức, tôi có quyền và trách nhiệm phân công nhiệm vụ. Các người có thể có ý kiến nhưng điều duy nhất các người phải làm là chấp hành nhiệm vụ. Tôi phản đối, quân sư nói. Tôi cũng phản đối, Ly nói. Tôi phản đối, Tiểu Lý Thám Hoa nói. Các người có thể giữ lại ý kiến của mình. Sắc mặt Hoàng Thiên Trọng âm trầm như nước băng mùa đông Hắc Long Giang. Nhưng đây là mệnh lệnh của tôi. Tôi có nghi ngờ và khiếu nại với hành vi trên cương vị đội trưởng của anh. Quân sư nói, tôi sẽ khiếu nại lên cấp trên. Anh không thích hợp để đảm nhiệm đội trưởng Long Tức. Minh Kính, cô không có quyền làm như vậy. Hoàng Thiên Trọng liên tục cười nhạt. Nếu như tôi có tê của người sáng lập Long Tức, quân sư cười hỏi. Tôi cũng có, Hoàng Thiên Trọng phản kích.
nhưng tôi có hai cái. Khi đang nói, quân sư móc từ trong túi ra một tấm thẻ bài sơn đen, sau đó lại một tấm khác. Chương 1147, mẹ xem con có giống như một con chó không? Long Tức có ba người sáng lập, mỗi một người sáng lập đều có một tấm thẻ bài đại diện cho thân phận của mình. Vì Tần Lạc có công trong việc chữa trị cho Long Vương nên Phó Phong Tuyết đã đưa tấm thẻ bài của mình cho Tần Lạc, Long Vương vẫn mang tấm thẻ bài của mình bên người, điều hành với tư cách người đứng đầu Long Tức. Hoàng Thiên Minh chết, đương nhiên thẻ bài của ông ấy rơi vào tay con trai mình, đây chính là tình hình phân chia ba tấm thẻ bài. Đương nhiên đó là trước kia. Trong hành trình tới nước Mỹ của Tần Lạc, quân sư vào sinh ra tử. Nói thật sự, nếu như không có quân sư độc diễn vai mình, mấy người Tần Lạc và Ly đều bị bá tước cắt thành từng miếng thịt cho vào nồi nấu. Bọn họ sao có thể còn sống quay về. Chính vì vậy khi Tần Lạc đi thăm Long Vương, hắn đã để lại tấm thẻ bài của mình. Trong khi đó Long Vương cũng hiểu ý tứ của Tần Lạc, chuyển tấm thẻ bài cho quân sư, dù gì đi nữa tấm thẻ bài ở trong tay Tần Lạc chỉ có mỗi tác dụng tán gái mà thôi, mang trên người còn nặng nề nữa. Trong khi đó nếu đưa cho quân sư, nó có thể được phát huy hiệu quả lớn nhất. Đương nhiên Long Vương cũng đưa tấm thẻ bài của mình cho quân sư, như vậy trong tay quân sư có hai tấm thẻ bài. Ban đầu khi sáng lập Long Tức, ba người sáng lập từng lập một quy định, nếu như một người có thể nhận được sự đồng ý của hai người, người đó chính là Võ Lâm Minh Chủ, không đội trưởng Long Tức. Cách làm này của bọn họ không chính quy mà còn mang một phong cách đơn giản, nhưng chuyện này đã được định đoạt, hơn nữa không một ai lên tiếng phản đối. Trong mắt người của Long Tức, ba người bọn họ chính là quyền uy, chính là tín ngưỡng, chính là thần. Có người nào công kích chính tín ngưỡng của mình không? Thế nhưng cách làm này không thành vãn bản chính thức, chính vì vậy nói nó chỉ là lời nói suông cũng đúng, không có hiệu lực pháp luật, nên lúc này bắt đầu xảy ra xung đột. Quy củ của Long Tức, nếu như người nào đạt được sự chấp thuận của hai thành viên sáng lập Long Tức, người đó chính là đội trưởng Long Tức. Mặc dù anh đã bị đuổi nhưng anh đã từng ở Long Tức mấy năm. Quân sư cầm hai tấm thẻ bài cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ anh chưa từng nghe thấy điển cố này sao? Hoàng Thiên Trọng bừng bừng tức giận, nộ khí ngút trời. Chuyện đối đầu đã thật sự không tránh được rồi. Hoàng Thiên Trọng đã sớm tính tới tình huống này, nhưng gã hoàn toàn không tính tới chuyện quân sư có hai tấm thẻ bài. Mặc dù mẹ gã, Lạc Sân liên tục thuyết phục Phó Phong Tuyết, hỗ trợ gã, hy vọng Phó Phong Tuyết có thể nể mặt huynh đệ mình, có thể lấy đại cục làm trọng, đưa tấm thẻ bài cho Hoàng Thiên Trọng, nhưng chuyện này vẫn chấm dứt trong thất bại. Hoàng Thiên Trọng vẫn chú ý lấy lòng Phó Phong Tuyết, hàng ngày đều bưng trà, mưa gió không quản ngại, thế nhưng vẫn không nhận được cảm tình của lão bất tử đó. Rất nhiều khi Hoàng Thiên Trọng thực sự hâm mộ Tần Lạc. Thằng danh đó đã làm gì? Hắn không làm gì cả, vậy vì sao hắn có vận khí tốt nhận được tấm thẻ bài đó? Thế nhưng nhất định khi đó Phó Phong Tuyết không ngờ tấm thẻ bài lại liên quan tới việc tranh đoạt quyền lực trong nội bộ Long Tức, mà chỉ coi nó như một lễ vật có tính chất tượng trung tặng đi mà thôi. Tần Lạc và Long Vương là quan hệ thầy trò, lại có quan hệ thân thiết với quân sư. Hắn có thể không đưa thẻ bài cho quân sư sao? Long Thiên Trưởng, lão thất phu đó dù không lên tiếng. Nguyên nhân Hoàng Thiên Trọng tức giận chính là câu nói của quân sư, gã bị đuổi. Đó chính là vết ở nhục trong đời, một nỗi đau vĩnh viễn trong lòng gã. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Hoàng Thiên Trọng quyết liệt tranh đoạt chức đội trưởng Long Tức. Gã chỉ muốn cho những kẻ chê cười mình biết chính bản thân gã có trình độ tới cỡ nào. Ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó. Thế nhưng đây chính là sự thật, gã căn bản không thể phản bác được. Vì vậy Hoàng Thiên Trọng càng thêm uất ức. Có hai tấm thẻ bài thì sao nào? Hoàng Thiên Trọng chỉ còn cách di chuyển chiến y ương. Gã không thể tiếp tục giày dưa với quân sư trong đồ bỏ đi của Long Tức kia, biết điển cố này thì sao? Tôi mới là đội trưởng chính thức của Long Tức, có công văn bổ nhiệm đội trưởng của quán bộ. Tôi có quyết định bổ nhiệm, còn có tài liệu của quân bộ. Nếu như cô không phục thì có thể mang theo hai tấm thẻ bài này tới quán bộ mà kháng nghị. Nếu như vẫn chưa đủ, tôi có thể cho cô mượn thèm một tấm nữa. Quân sư đương nhiên sẽ không ngu như suy nghĩ của Hoàng Thiên Trọng. Đương nhiên cô sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc, chất vấn quyết định của cấp trên. Tôi thừa nhận anh chính là đội trưởng Long Tức do quán bộ bổ nhiệm, nhưng người sáng lập Long Tức cũng có chức năng giám sát đốc thúc. Cho dù là quân bộ cũng không thể phủ nhận chuyện này. Chúng tôi có quyền nghi ngờ, chất vấn chuyện sắp đặt đội viên, nhiệm vụ không hợp lý. Nếu như anh là người vô tư, lòng dạ ngay thẳng, anh nên chấp nhận sự giám sát của chúng tôi. Cô là ai nào? Cô có tư cách gì mà đòi giám sát chức năng đội trưởng được pháp luật giao phó của tôi?
anh chỉ là đồ bỏ đi nên anh không làm được đại sự. Quân sư cười khinh miệt, nói, nếu như anh không chấp nhận yêu cầu của chúng tôi cũng từ chối nhận nhiệm vụ. Cho dù phải đưa việc này tới tận quân bộ, chúng tôi tuyệt đối cũng không lùi bước. Quân sư liếc nhìn mọi người, cười nói, tôi nghĩ bọn họ cũng vui vẻ phụng bồi. Tôi hy vọng lần này anh không nên lùi bước. Tiểu Lý Thám Hoa cười nói, dù sao lần trước chúng tôi đã đánh anh một trận no đòn, anh có thể trả thù, phải không? Mặc dù nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn nhưng anh thật sự không thể chờ tới 10 năm, phải không? Lão Thử nhe răng cười nói, khi đó chúng ta già cả rồi. Xem tới khi đó người bị thiệt là ai nào? Ly nói. Tức. Phẫn nộ. Nổi giận. Lửa giận ngút trời. Hận. Hoàng Thiên Trọng thật sự muốn trở thành một Superman, đánh đám người này thành những đống thịt vụn. Sắc mặt Hoàng Thiên Trọng âm trầm, đen sạm, miệng mím chặt để tránh cho hai hàm răng nghiến vào nhau, hai bàn tay nắm lại, xương khớp kêu róc rách như băng đạn, dáng vẻ như bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn công. Anh không phải là đối thủ của tôi. Quân sư cười nói, 10 năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng thế. Hoàng Thiện Trọng nhìn chằm chằm vào đám người này, rất chăm chú. Một lúc lâu sau gã quay người đi sang chỗ khác. Động tác cứng đơ, chậm chạp như một người máy kỹ thuật lạc hậu vậy. Đáng tiếc, quân sư nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên Trọng đi ra cửa nói, anh ta lại không dám ra tay. Rùa đen rụt cổ, Ly khinh bỉ nói. Quân sư lắc đầu nói, nhục nhã như này mà anh ta vẫn còn nhẫn nhịn được, chúng ta cần phải đánh giá anh ta kỹ hơn một chút. Hoàng Thiên Trọng không biết người sau đang bàn luận những gì về mình, gã cứ mơ màng, bước chân lảo đảo đi ra ngoài. Phụt! Một dòng máu tươi phụt ra, vết máu thấm đẫm khóe miệng cùng một bụi cỏ nhỏ. Đáng chết, máu tươi trào ra, lúc này Hoàng Thiên Trọng mới cảm thấy tâm trạng thư thái hơn nhiều. Gã móc một chiếc khăn ở trong túi, lau khóe miệng, cười ha hả nói, tất cả đều đáng chết. Ánh nắng một trời quả thật là một vật tốt lành, nơi nào có nó, có thể mang tới tâm tình tốt lành cho con người. Mặc dù tinh thần không tốt nhưng khi gặp nó chiếc xuống, tâm trạng cũng ít nhiều dịu bớt. Khi nhìn thấy Lạc Sân tay cầm quyển sách đang nằm phơi nắng, ngủ gà ngủ gật, tâm trạng tồi tệ của Hoàng Thiên Trọng mới vơi bớt phần nào. Nhìn thấy làn gió nhẹ thổi tung mái tóc của Lạc Sân. Hoàng Thiên Trọng đi tới, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của Lạc Sân. Lạc Sân cảm giác mở mắt khi nhìn thấy con trai đang đứng trước mặt, bà cười nói, con đã về. Quay về gặp mẹ, Hoàng Thiên Trọng nói. Ngồi xuống nói chuyện, Lạc Sân chỉ cái ghế trước mặt. Hoàng Thiên Trọng nghe lời ngồi xuống, nói, mẹ đang đọc sách gì vậy? Con không nên quan tâm tới những điều này. Lạc Sân cầm cuốn sách trong tay, nói, một quyển tiểu, thuyết tình yêu, không chú ý tác giả là ai, chỉ thấy đầu đề thú vị nên mua, không ngờ nội dung không hay. Hoàng Thiên Trọng tiện tay lật mấy trang, sau đó gập quyển sách lại, cười nói, con không thích đọc những quyển sách này. Những người già chúng ta đọc để giết thời gian nhàm chán. Những người trẻ tuổi như con sao cần đọc cái này cho tốn thời gian. Hoàng Thiên Trọng cười nói, bây giờ con có nhiều thời gian. Vẻ tươi cười của Lạc Sân dần dần biến mất, bà nghiêm mặt nhìn Hoàng Thiên Trọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Quân sư đã quay về, Hoàng Thiên Trọng nói. Lạc Sân ngần ngừ một lát rồi hỏi, con tranh chấp với cô ta à? Nơi đó là đại bản doanh của lão thất phu Long Thiên Trượng trấn giữ đã mấy chục năm, sao có thể dễ dàng công phá? Sau lưng cô ta có chỗ dựa, có người bên cạnh ủng hộ, còn có hai tấm thẻ bài. Hai tấm thẻ bài, Lạc Sân cau mày, nói, xem ra ông ta đã hạ quyết tâm rồi. Đúng vậy, ông ta sẽ không dễ dàng giao Long Tức ra. Lão già chó má này, Hoàng Thiên Trọng hung hăng nói, dù thế nào đi nữa gã cũng thật sự không thích Long Thiên Trượng. Chỉ có hận thù, trong lòng tràn ngập hận thù. Lạc Sân cau mày, bà muốn nói gì đó nhưng nghẹn lời không nói được. Bà chỉ nhìn Hoàng Thiên Trọng, nói, chúng ta rút lui đi không cần phải tranh giành sức đầu mẻ chán với bọn họ nữa. Nếu như Long Thiên Trượng đã hạ quyết tâm, chúng ta lại không nhận được sự ủng hộ của Phó Phong Tuyết, chúng ta không thể nắm chắc phần thắng trong trận này, cần gì phải cố chấp để rơi vào tình trạng bết bát. Rút lui, Hoàng Thiên Trọng cười, nụ cười thê lương, bi thương, giống như gã mới chấm dứt một tình cảm khắc cốt ghi tâm vậy. Hoàng Thiên Trọng nói, lại giống như lần trước. Một lần nữa bị người ta đuổi ra khỏi cửa sao? Hoàng Thiên Trọng vỗ vào mặt mình, nói với Lạc Sân, mẹ hãy nhìn con đi. Mẹ xem con có giống một con chó không? Một con chó lang thang chỉ biết vẫy đuôi bị người xua đuổi sao? Chương 1148,
anh ấy yêu cô nhưng tôi thì không. Lạc Sản giơ tay nắm tay Hoàng Thiên Trọng, nói, Thiên Trọng, con không nên kích động. Đây không phải là trốn tránh, cũng không phải là xua đuổi. Chúng ta hoàn toàn có thể đổi một vị trí khác tốt hơn. Con không có nghĩa khí khi nắm quyền. Con không có nghĩa khí khi nắm quyền. Cái đó mà gọi là nghĩa khí khi nắm quyền sao? Người khác nhục mạ, đánh con, kết bè phải ức hiếp con đều bỏ qua. Đây không phải là nghĩa khí khi nắm quyền sao? Hoàng Thiên Trọng nói giọng khàn khàn, con không phục, con không phục. Nhưng con phải học cách chấp nhận sự thật. Sự thật là như vậy, con phải học cách chấp nhận nó, con phải học cách thỏa hiệp. Ánh mắt Lạc Sản lo lắng nhìn Hoàng Thiên Trọng, bà nói tiếp. Con chỉ muốn dựa vào chính mình. Hoàng Thiên Trọng cười nói, ít nhất bây giờ con đã là đội trưởng Long Tức. Cho dù thế nào đi nữa, con cũng phải ngồi vững chắc ở vị trí này. Con sẽ chờ đợi, con không tin chúng không bao giờ mắc sai lầm. Con cũng không tin chúng vĩnh viễn đối xử với nhau như vậy, chỉ cần có một ngày như vậy, con sẽ nhổ tận gốc của lão, con sẽ khiến tất cả chúng phải chết, tất cả phải chết. Lạc Sản lắc đầu nói, Thiên Trọng, con không cần uất ức như vậy. Với tài năng của con có thể ngồi vào bất kỳ vị trí nào tương đối cao. Sao con lại tự nhét mình vào trong đám bùn nhão, xông vào chém giết với bọn họ? Điều này đang lãng phí thời gian và sức lực của con. Con đã hiểu rất rõ ràng, đối thủ của con không phải là quân sư, không phải Ly, càng không phải những đội viên Long Tức. Đối thủ của con cao cấp hơn chứ không hẳn là bọn họ. Đối thủ cao cấp hơn, Hoàng Thiên Trọng cười nhại nói, đúng vậy, giống như mẹ nói. Con chính là thái tử thế nhưng có thái tử nào nhiều lần thất bại bỏ trốn không? Nếu như lần này thái tử lặp lại thua trận bỏ chạy thì sao? Nếu như lần này con vẫn giống như lần trước bỏ trận, con không còn cách nào ngẩng đầu ở Yến Kinh này nữa, hoàn toàn không còn gì tốt đẹp để phát triển nữa. Hoàn toàn không có lý trí. Mẹ không đồng ý, Lạc Sản nói. Con đã quyết định rồi, Hoàng Thiên Trọng nói, con có thể chết nhưng tuyệt đối không lùi bước. Cho dù có xảy ra chuyện gì, con cũng không lùi bước. Hoàng Thiên Trọng, vỗ vỗ vào lưng mẹ mình, cười nói, đã quấy rầy nghỉ ngơi của mẹ. Mẹ tiếp tục đọc sách, con đi đây. Thiên Trọng, Lạc Sản gọi to. Còn việc gì nữa sao? Hoàng Thiên Trọng quay người, gương mặt hơi gầy trông cực kỳ anh tuấn, giống như phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc vậy, một diễn viên nam tiêu chuẩn Hàn Quốc. Sau này làm việc phải chính đại một chút, Lạc Sản nói. Sắc mặt Hoàng Thiên Trọng cứng đơ, gã chậm rãi quay người nhìn chằm chằm vào Lạc Sản hỏi, mẹ biết cái gì? Mẹ biết con hận hắn, cũng biết hắn là một đối thủ không nhẹ. Mẹ hy vọng con chiến thắng hắn nhưng mẹ hy vọng con có thể dùng một cách khác. Lạc Sản nói, một chàng chẳng đầu chẳng đuôi hắt bát nước bẩn lên người khác, đôi khi nó cũng bẩn tung tóe lên người mình. Mẹ không yêu cầu con nhất định theo chính đạo nhưng mẹ càng không hy vọng con chỉ đi theo tiểu đạo. Cục diện nhỏ, thành tựu cũng nhỏ. Là ai? Hoàng Thiên Trọng âm trầm hỏi. Là kẻ nào nói cho mẹ biết? Thái Liên phải? Không. Hơn nữa từ góc độ kỹ thuật mà nói, chuyện này kinh động tới nhiều người. Lạc Sản nói, tường đổ, người đẩy. Bây giờ chúng ta không có bất kỳ cái gì khiến người ta hy vọng, phụ thuộc vào, cho nên lúc này con không có một người hoàn toàn tin cậy, kể cả hạnh cấp nhị tướng của con. Con biết rồi, ánh mắt Hoàng Thiên Trọng đằng đằng sát khí, hiển nhiên gã rất tức giận. Người mà gã tin tưởng nhất, coi như tâm phúc nhất lại là người bán đứng gã. Mặc dù đối tượng để bán này chính là mẹ gã nhưng chuyện này cũng tuyệt đối không thể tha thứ được. Người đó có thể bán đứng gã một lần thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Chẳng lẽ con không cảm thấy lúc này con giả vờ hoàn toàn không biết điều gì mới có lợi hơn cho quan hệ của con sao? Lạc Sản cười nhắc nhớ, không cầu người ta có thể ra sống vào chết, không tiếc cả mạng sống của mình giúp chúng ta, chỉ cần hò hét bên ngoài trợ uy cũng đã là giúp người rồi ít nhất. Khí thế, con vẫn là thái tử. Con phải có tác phong này nếu không con sẽ hoàn toàn bị thằng danh kia dẫm nát dưới chân nó. Con biết rồi, sau khi Hoàng Thiên Trọng cố gắng trấn tĩnh tinh thần, gã nhìn Lạc Sản, cúi đầu nói, cảm ơn. Lúc này đây bước chân của Hoàng Thiên Trọng, mới chững chạc, có lực. Cho tới tận khi trong sàn vang lên tiếng động cơ ô tô, Lạc Sản mới thu hồi ánh mắt của mình. Nó đã trưởng thành hơn một chút rồi, Lạc Sản nói, phương pháp tôi luyện tốt nhất chính là tìm cho nó một đối thủ hùng mạnh. Từ phương diện này mà nói, thằng nhóc họ Tần này vẫn có công. Khi nhớ tới chuyện lần trước hai người ngã trong bụi cỏ, nhớ tới chiếc áo sườn xám rách nát, thân thể Lạc Sản đột nhiên nóng lên. Lạc Sản đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, để mặt gió mát thổi trên chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm của mình. Có lẽ đã tới lúc đi gặp hắn rồi, Lạc Sản nói.
Quân sư đứng im không nhúc nhích trước mặt ông già, thái độ có vẻ còn tôn trọng hơn khi đứng trước mặt Long Vương. Quân sư và Long Vương có quan hệ thầy trò, Long Vương phát hiện ra cô, bồi dưỡng cô chính là thành tựu của Long Vương. Cô quan tâm tới Long Vương, cũng tôn trọng Long Vương nhưng sự tôn trọng này giống như của con gái với cha của mình hơn. Phó Phong Tuyết thì khác. Đây là một người có tính cách rất cổ quái, bình thường Phó Phong Tuyết rất ít nói, mặc dù quân sư cũng được coi là đội viên lâu năm của Long Tức nhưng số lần nói chuyện với Phó Phong Tuyết chỉ trên đầu ngón tay. Trước đây Phó Phong Tuyết như một lão ăn mày già, suốt ngày ngủ trước cửa biệt thự của Long Vương. Khi mấy người quân sư đi qua cánh cửa biệt thự đều cố gắng bước nhẹ nhàng nhưng không nói với nhau câu nào. Sau khi Long Vương rời đi, Phó Phong Tuyết lập tức trở thành thân bảo vệ mới của Long Tức. Quân sư quay về đương nhiên phải tới chào ông. Một lúc lâu sau Phó Phong Tuyết mới lên tiếng, giọng nói uể oải, giống như ông mới ngủ dậy. Cô rất khá, Phó Phong Tuyết nói, và làm rất tốt. Cảm ơn quân sư cung kính chào. Phó Phong Tuyết xua tay, lập tức quân sư quay người đi ra ngoài. Khi quân sư ra tới cửa biệt thự, cô không khỏi thở dài. Không thể không nói bây giờ Phó Phong Tuyết hoàn toàn không giống như thường ngày, trường bào màu xanh, ông chỉ cần ngồi im ở đó, không nói không rằng cũng khiến người khác lạnh lưng, cảm nhận một áp lực cực lớn. Đây chính là khí thế của kẻ mạnh, đây chính là phản ứng tự nhiên của kẻ mạnh khi gặp phải một đối thủ còn mạnh hơn. Kiều Mộc, đội trưởng đội bảo vệ của Long Vương đi nhanh tới, gặp quân sư, ông cười nói, đội trưởng không nghỉ ngơi sao? Không, quân sư gật đầu. Kiều Mộc và quân sư đều thuộc về dòng chính trong hệ Long Vương, quan hệ ngày thường của hai người khá tốt. Đương nhiên ngoại trừ Hoàng Thiên Trọng, quân sư có mối quan hệ rất tốt với từng người một ở nơi này. Cho dù là người tính tình quái dị như Ly, lời nói lãnh đạm như Hỏa Dược hay Trí Tuệ, sâu cay như Tiểu Lý Thám Hoa, quân sư có thể xử lý tốt mối quan hệ với bọn họ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Long Vương kiên quyết tiến cử cô làm đội trưởng Long Tức. Bọn họ có mối quan hệ thân thiết với quân sư. Hơn nữa còn cực kỳ tôn trọng và khâm phục cô. Đội trưởng Long Tức không chỉ dẫn dắt mọi người thực thi nhiệm vụ, lên kế hoạch tác chiến mà còn phải biết đội viên của mình đang nghĩ gì, đang làm gì. Hơn nữa đội trưởng Long Tức cũng chính là người đứng đầu Long Tức sau này, chính là vị trí trước đây của Long Vương cũng ngụy trí lúc này của Phó Phong Tuyết. Đó chính là tinh thần, là biểu tượng, đây chính là nguyên nhân Hoàng Thiên Trọng coi trọng vị trí này. Năm xưa cha gã đã làm được nên lúc này gã cũng cho rằng mình cũng nhất định phải làm được. Tôi vào báo Kiều Mộc nói, có Lạc phu nhân tới thăm. Quân sư cười, cô biết Kiều Mộc đang mật báo cho mình. Lạc Sản đi vào biệt thự, nhìn thấy người đang ngồi ở ghế trong sân không còn trẻ trung nữa, tâm trạng bà thoáng hốt hoảng. Giống như có một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm tới, hồi ức thanh xuân của bà với hiện tại và tương lai lập tức bị cắt đứt. Cũng không nên nhớ nữa, Lạc Sản thầm nói với lòng mình. Lạc Sản đi vào, nhìn Phó Phong Tuyết nói, Phong Tuyết, tôi tới gặp ông. Là ai nói nhỉ, người trẻ tuổi luôn ảo tưởng về tương lai vì tương lai của bọn họ luôn rất tuyệt vời. Người già chỉ thích nhớ về quá khứ vì khi chúng ta già, điều tốt nhất chính là cuộc sống và quá khứ. Bây giờ việc muốn làm nhất chính là gặp mặt bạn bè cũ. Cô ấy vẫn rất tốt, Phó Phong Tuyết nói, cũng làm rất tốt. Lạc Sản liếc nhìn Phó Phong Tuyết, nói tiếp, Hoa Hoa công tử trước kia đi đâu mất rồi hả? Không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, ông yên tâm lần này tôi tới không phải vì muốn ông thu hồi tấm thẻ bài đó, cũng không yêu cầu ông ủng hộ Thiên Trọng. Cô muốn gì? Phó Phong Tuyết luôn hỏi ngắn gọn, rõ ràng như vậy. Ồ, Lạc Sản thở dài nói chuyện với ông tốt nhất là đi tìm lão già ngoan cố Long Thiên Trượng kia còn thú vị hơn. Mỗi câu nói của ông đều làm người khác đau lòng. Hắn yêu cô, Phó Phong Tuyết nói, tôi thì không. Chương 1149, cô là một người phụ nữ tốt. Anh ấy yêu cô, tôi không. Đây chính là lý do hay nhất. Khi nghe câu trả lời đó, Lạc Sân không những không tức giận mà ngược lại bà còn tươi cười nói, khi Thiên Minh còn sống, ông đã từng nói những câu này. Tôi nhớ thái độ khi đó của ông với tôi rất thù địch. Tôi còn hỏi ông vì sao như vậy, ông nói là, bọn họ yêu cô còn tôi thì không. Cuối cùng gương mặt Phó Phong Tuyết cũng trở nên hòa hoãn, sắc mặt như đang nhớ lại chuyện cũ. Khi đó ba huynh đệ bọn họ tung hoành thiên hạ, không có đối thủ, là những nhân vật nổi trội ở Trung Quốc nhưng đại ca của Phó Phong Tuyết, Long Thiên Trượng và nhị ca Hoàng Thiên Minh lại cùng yêu đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh khi đó, Lạc Sân. Quan hệ của hai người càng ngày càng gay gắt, thậm chí bắt đầu xảy ra đấu tranh quyết liệt.
Phó Phong Tuyết cho rằng Lạc Sân chính là thủ phạm ly gián tình cảm huynh đệ của bọn họ, vì vậy ông rất tức giận với Lạc Sân. Có một lần bốn người gặp mặt nhau, Lạc Sân lén hỏi Phó Phong Tuyết nguyên nhân, Phó Phong Tuyết đã đưa ra câu trả lời này. 30 năm hay là 35 năm, hay còn nhiều hơn? Quên rồi, cũng quên thời gian, cũng quên địa điểm, nhưng Phó Phong Tuyết vẫn nhớ như in gương mặt bọn họ khi đó. Đại ca cuồng, nhị ca ngạo, Lạc Sân xinh đẹp chỉ còn chính mình hăng hái. Đáng tiếc nhất là những năm tháng tốt đẹp đó không quay về nữa. Tôi nhớ rồi, Phó Phong Tuyết nói. Lạc Sân thầm mừng trong lòng, bà biết bản thân mình ít nhiều đã khuấy động được tâm tư Phó Phong Tuyết. Tôi nhớ kỹ khi đó Thiên Trượng và Thiên Minh không ngừng xung đột với nhau, nhưng quãng thời gian đó chính là quãng thời gian vui vẻ nhất. Từ sau khi Thiên Minh qua đời, hình như không còn tìm được chuyện mình thích làm nữa. Cuộc sống không có gì thú vị, cuộc sống không còn thú vị. Phó Phong Tuyết liếc nhìn Lạc Sân nói, cho nên cô bắt đầu nghĩ tới chuyện tranh giành, đoạt lợi sao? Mẹ quá con côi, tôi không tranh thì cũng có người tới tranh. Không muốn bị người khác ức hiếp thì chỉ có thể nghĩ cách làm nhiều chuyện hơn người ta mà thôi. Phó Phong Tuyết không phản bác lại câu của Lạc Sân, ông biết bà nói sự thật. Thế giới này chính là như vậy. Không phải chỉ cần bạn an phận thủ thường là được bình yên. Bạn không gây chuyện với người khác thì bọn họ cũng sẽ động vào bạn. Bạn không ức hiếp, lấn áp người ta cũng không tha cho bạn. Tất cả mọi chuyện đều dựa vào thực lực và nắm tay để nói chuyện. Nếu như không có Lạc Sân xoay sở, cuộc sống của hai mẹ con bà quả thật không tốt lắm. Cô muốn gì? Phó Phong Tuyết hỏi. Hãy thu hồi Long Tức lại, đổi Hoàng Thiên Trọng, Lạc Sân nói. Phó Phong Tuyết ngẩng đầu nhìn Lạc Sân hỏi, vì sao? Phó Phong Tuyết, năm xưa tất cả mọi người đều nói Long Thiên Trượng giỏi thủ đoạn. Ông giỏi mưu kế, Hoàng Thiên Minh giỏi chấp hành. Ông là người có trí tuệ nhất trong ba huynh đệ, chẳng lẽ khi già rồi thì chỉ số thông minh giảm tệ hại vậy sao? Lạc Sân châm chọc. Tôi biết cuộc sống của nó không tốt, Phó Phong Tuyết nói, nhưng tôi không hiểu vì sao cô làm vậy. Tranh đoạt không được thì còn mất thời gian ở nơi này làm gì? Trong giọng nói của Lạc Sân có chút oán hận, hai người anh em vào sinh ra tử của chồng đều đi giúp đỡ người ngoài. Con trai bà không có chỗ nương tựa bị người ta chèn ép không ngóc đầu dậy được, bảo sao ba không khó chịu. Quân sư thích hợp hơn so với nó, Phó Phong Tuyết nói, đây là sự thật. Nhưng Thiên Trọng là con trai Thiên Minh. Đây cũng là sự thật. Phó Phong Tuyết không trả lời. Có mấy người có thể phân biệt rõ ràng giữa công và tư. Ôi, Phong Tuyết, tôi không có ý trách cứ ông. Lạc Sân nói, tôi chỉ muốn biết câu trả lời. Tại sao ông lại không coi trọng Thiên Trọng? Nó rất thông minh, Phó Phong Tuyết nói. Lạc Sân gật đầu, hiểu rồi. Nếu như người ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, nhất định sẽ ù ù cạc cạc. Sao thông minh phải hiểu sang một nghĩa châm biếm đây? Thế nhưng Lạc Sân vừa nghe đã hiểu. Lạc Sân biết Phó Phong Tuyết nói thông minh chính là nói Hoàng Thiên Trọng rất mưu mô. Có mưu mô cũng không phải là một nghĩa xấu, nhưng một người có mưu mô mà chỉ cần người ta liếc mắt cũng nhận ra. Đó chính là sự thất bại lớn nhất trong đời. Ví dụ như Tần Lạc, hắn không ngu, thậm chí tâm cơ âm trầm khiến người khác phải kinh hãi, nhưng khi người nào tiếp xúc với hắn cũng có cảm giác thân thiết. Vì sao lại như vậy? Vì Tần Lạc thích cười, thoạt nhìn hắn có vẻ ngu ngơ. Vì người ta khi tiếp xúc với hắn đã yêu mến hắn. Đây chính là chỗ thất bại của Hoàng Thiên Trọng so với Tần Lạc. Cho dù bất kỳ người nào nhìn thấy một người trẻ tuổi cả ngày bận bịu tính toán, đương nhiên sẽ không thích. Có lẽ bản thân Hoàng Thiên Trọng cảm thấy bản thân mình che giấu rất tốt, nhưng sao gã có thể thoát được hai con mắt như mắt hồ ly của Phó Phong Tuyết. Thật ra bản tính của Tần Lạc lộ ra ngoài, hắn cũng không che giấu suy nghĩ của mình, nhưng ngược lại điều này càng nhận được sự ủng hộ của bọn họ. Nhớ tới những điều này, Lạc Sân không khỏi thở dài một tiếng vì con mình. Có nhiều thứ đã được định từ khi còn bé mất rồi. Hãy đuổi nó ra đi, Lạc Sân nói, ông hãy ra mặt đuổi nó đi, hãy bắt nó rời khỏi Long Tức. Rời khỏi vũng bùn này. Đây không phải là thứ mình tôi có thể quyết định được. Ông hãy đưa ra ý kiến, tôi sẽ bảo bên Lão Điền ủng hộ. Điều kiện là gì? Phó Phong Tuyết hỏi, có thể đẩy Hoàng Thiên Trọng khỏi vị trí đội trưởng Long Tức. Quân sư tiếp nhận vị trí này càng phù hợp với suy nghĩ của Long Vương và lo lắng của ông. Thế nhưng cho tới bây giờ Lạc Sân luôn không phải là người phụ nữ rộng lượng. Nay bà chủ động đề nghị, nhất định trong đó có âm mưu. Tôi sẽ đổi lại cho nó một vị trí khác, cần có ông lên tiếng hỗ trợ. Lạc Sân nói. Không thành vấn đề, Phó Phong Tuyết sảng khoái đồng ý. Lạc Sân cười nói,
giao dịch thành công. Đây không phải là giao dịch, Phó Phong Tuyết phản bác. Cái gì? Bởi vì nó là con trai của Thiên Minh, Phó Phong Tuyết nói, cũng là con nuôi của tôi nên đây là việc tôi phải làm. Năm đó ba người Hoàng Thiên Minh, Long Thiên Trưởng, Phó Phong Tuyết, tình nghĩa thân thiết như anh em, có ước hẹn với nhau, nếu như người nào có con trai, sẽ là con nuôi của hai người kia. Người nào có con gái, sẽ là con gái nuôi của hai người kia. Thế nhưng đứa con nuôi Hoàng Thiên Trọng này hiển nhiên không được hai người cha nuôi thích, vẫn là đối tượng bị bài xích và công kích. Vốn Lạc Sơn đã quên ước định này của bọn họ, không ngờ Phó Phong Tuyết này vẫn còn nhớ. Cảm ơn, Lạc Sơn tay phải chặn ngực, cúi đầu rất sâu, nói. Sau đó Lạc Sơn vội vàng quay mặt bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc Lạc Sơn quay người, Phó Phong Tuyết nhìn thấy hai hốc mắt ướt át và ánh mắt đau thương của bà. Ánh mắt bọn họ quả không sai. Cô ấy thật sự là một người phụ nữ tốt, Phó Phong Tuyết nói nhỏ. Một lúc lâu sau Phó Phong Tuyết còn nói thêm, bản thân rất thích đóng kịch. Một trận gió nổi lên, lá rụng trong sân bay tán loạn. Phó Phong Tuyết đứng ở trong sân lâu ngày không quét dọn, trong tiếng gió và tiếng lá bay, để mặc trường bào, mái tóc dài bay trong gió, rất lâu mà không nói một câu nào. Không còn hứng thú gì nữa, Phó Phong Tuyết nói nhỏ, bóng dáng cao gầy, cao ngạo. Mặt trời lên cao, Hoa cười với mình. Ngồi trước bàn, cạnh cửa sổ lớn trong phòng làm việc. Ánh nắng chiếu rọi, Hoa tiên nhân trưởng nở bông hoa nhỏ trong ánh nắng chói chang. Trong tay cầm tờ tạp chí thời đại mới xuất bản, cuộc sống thanh nhàn, yên tĩnh. Đối với văn nhân Mục Nguyệt mà nói, kinh doanh là một chuyện dễ dàng nhất. Văn nhân Mục Nguyệt rất ít khi can thiệp vào công việc cụ thể của tập đoàn. Nàng chỉ quản người bởi vì làm việc là con người, chỉ cần trói buộc dã tâm của bọn họ. Năng lực của con người được phát huy tối đa như vậy công việc sẽ có hiệu quả rất cao. Không phải văn nhân Mục Nguyệt bị ảnh hưởng bởi tư tưởng vô vi của đạo gia mà nàng đã từng trải qua vô số lần thất bại mà nhận được bài học máu và nước mắt. Bất kỳ người nào thành công cũng không có sự ngẫu nhiên. Trong ánh mắt của mọi người, văn nhân Mục Nguyệt đang đội vương miện phong quang vô hạn nhưng rất ý người hiểu rằng nàng đã đổ bao mồ hôi và nước mắt. Vô vi, tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ thuận theo tự nhiên, không làm gì cả. Thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của đạo giáo thời xưa. Thật tốt, bây giờ tất cả mọi việc đều đi vào quỹ đạo. Cạch cạch, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một số ít người đủ tư cách bước vào phòng làm việc của văn nhân Mục Nguyệt đều hiểu mỹ nữ, bà chủ lớn của mình thích sự yên tĩnh, không thích âm thanh bất ngờ, chói tai chính vì vậy cho tới nay chuông cửa phòng làm việc của văn nhân Mục Nguyệt không được dùng, mà cũng không ai dám dùng. Mọi người đều sử dụng cách gõ cửa nguyên thủy nhất, truyền thống nhất. Biểu thị sự kính trọng và kính nể nàng. Thói quen này của văn nhân Mục Nguyệt đã hình thành một trào lưu trong tập đoàn. Những nhân vật cao cấp trong tập đoàn khi tiếp xúc với văn nhân Mục Nguyệt đã hình thành nên thói quen này. Sau đó đám nhân viên bậc trung học theo, cuối cùng là những quản lý cấp thấp nhất. Khách hàng của tập đoàn văn nhân rất ít khi nghe thấy tiếng chuông cửa như khi tới những công ty khác nhưng ngược lại tần suất làm việc của bọn họ còn nhanh hơn những công ty khác. Vào đi, văn nhân Mục Nguyệt nói mà không ngẩng đầu. Ánh mắt nàng vẫn tập trung vào quyển tạp chí. Nhân vật trên trang bìa của tạp chí chính là Ôn Thủ tướng của Trung Quốc, bài phỏng vấn của ông rất thú vị. Mã Duyệt đẩy cửa bước vào, dừng lại trước một vị trí cố định của mình, nói, Tần Túng Hoành muốn gặp chị. Hả, văn nhân Mục Nguyệt dừng mở trang. Sau khi dừng một chút, nàng tiếp tục lật trang đọc, nói, hãy mời anh ta vào. Mã Duyệt không nói, cũng giống như khi đi vào, cô im lặng đi ra ngoài. Chương 1150, văn nhân chiếu mất tích. Một lát sau tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, lần này không đợi văn nhân Mục Nguyệt nói hai từ mời vào, cánh cửa đã bị người đẩy ra. Tần Tung Hoành trong bộ vest, phóng thải phóng khoáng, anh Tuấn đi vào, cười nói, tôi biết em hẳn không thích nói hai từ đó nên giúp em tiết kiệm. Cảm ơn, văn nhân Mục Nguyệt gấp quyển tạp chí, ngẩng đầu nhìn Tần Tung Hoành. Tôi càng biết em không thích hai từ. Cảm ơn này cho nên em cũng có thể tiết kiệm. Tần Tung Hoành cười nói, gã đi thẳng tới ngồi xuống đối diện với văn nhân Mục Nguyệt. Ngoại trừ Tần Lạc, một người đàn ông khác vẫn có thể giữ được thái độ tự nhiên khi đứng trước mặt văn nhân Mục Nguyệt chính là Tần Tung Hoành này. Cho dù văn nhân Mục Nguyệt có yêu thích Tần Tung Hoành hay không, nàng không phủ nhận trên người Tần Tung Hoành có một khí chất đàn ông rất hấp dẫn phụ nữ. Tần Tung Hoành là một người đàn ông thông minh, hiểu được tất thảy ý nghĩa của việc tận dụng ưu thế. Khi một người đàn ông và một người phụ nữ xảy ra chiến tranh, đó chỉ là quá trình tranh đoạt quyền chủ đạo và không chế.
người thắng làm vua, thua làm giặc. Thế nhưng Tần Tung Hoành hiểu rất rõ rằng Văn Nhân Mục Nguyệt khác với những người phụ nữ khác. Nếu như tất cả của hắn đều bị cô gái này nắm giữ, chỉ đạo như vậy gã vĩnh viễn không còn cơ hội. Muốn chinh phục cô gái này, gã chỉ có thể biểu hiện bản thân mình ưu tú, hùng mạnh hơn mà thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt không nói nữa. Nàng chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp, chăm chú nhìn Tần Tung Hoành, hỏi, có chuyện gì hả? Từ sau chuyện lần đó, rất lâu rồi tôi không tới thăm em. Tần Tung Hoành nói không sai, quả thật đã rất lâu rồi gã không tới thăm Văn Nhân Mục Nguyệt. Trước khi Tần Lạc xuất hiện, Tần Tung Hoành chính là người theo đuổi Văn Nhân Mục Nguyệt có sức mạnh nhất. Bởi vì Tần Tung Hoành tham gia vào, rất nhiều công tử nhà giàu có quan hệ với gã hay gia đình có quan hệ làm ăn với công ty Tần gia đều chủ động rút lui. Không thể nào khác được, bọn họ thật sự không có sự tự tin khi đối mặt với người đàn ông này. Tất cả mọi người đều nghĩ Tần Tung Hoành sẽ thành công. Việc Văn Nhân Mục Nguyệt trở thành người phụ nữ của Tần Tung Hoành chỉ còn là vấn đề thời gian. Một trí công tử, một cô gái thiên tài, một người phong lưu, phong độ, một người xinh đẹp như hoa. Đây chính là một đôi trời sinh. Nếu như hai người bọn họ không thể cùng nhau, còn ai tin vào tình yêu nữa không? Thế nhưng điều khiến người ta rất kính mắt là sau này phát sinh rất nhiều biến cố. Văn Nhân Mục Nguyệt thật sự không từ chối Tần Tung Hoành nhưng lại có quan hệ thân mật với một tiểu tử vô danh tới từ Dương Thành. Văn Nhân Chiếu cũng thay đổi mặt trận, gọi gã đó là anh rể ngay trước mặt mọi người. Có thể nói từ sau khi Tần Tung Hoành thất bại khi mời Văn Nhân Mục Nguyệt tham gia tiệc mừng thọ của ông mình, hai người bắt đầu ít tiếp xúc với nhau. Tôi nghĩ anh bận rộn nhiều việc, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đương nhiên nàng sẽ không nói không chào đón vì như vậy cao u sỗ sàng. Tần Tung Hoành là bạn của nàng, cũng là đối thủ của nàng. Đối xử đối thủ ít nhất phải giữ được sự tôn trọng, huống chi trên thế giới này người có thể trở thành đối thủ của nàng thật sự quá ít. Quả thật bận rất nhiều việc, Tần Tung Hoành nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, cười nói, không thể không nói gần đây em hợp tác với kẻ điên kia mang tới cho tôi áp lực không nhỏ. Mục đích của tư bản chính là theo đuổi lợi ích lớn nhất. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, tôi chịu trách nhiệm với những người tình nguyện hợp tác với tôi. Tôi hiểu, tôi hiểu. Tần Tung Hoành xua tay ngắt ngang lời Văn Nhân Mục Nguyệt, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nói, Mục Nguyệt, em hiểu lầm rồi. Lần này tôi tới không phải là khởi binh hỏi tội hơn nữa tôi cũng không có tư cách và quyền làm như vậy. Được làm vua thua làm giặc, tôi có thể chấp nhận bất kỳ kết quả nào. Tôi cũng thực sự tôn trọng hai đối thủ, em và Bạch Điên Cuồng kia. Tôi chỉ muốn tới thăm em. Nhìn xem em đang làm gì, xem em có khỏe không, tôi cũng chỉ muốn nói mấy câu với em mà thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt không nói. Người ta thẳng thắn bộc lộ tình cảm, nàng không thể thẳng thừng giáng cho một cái bạt tai, đuổi người ta cút đi. Tôi xin em, đây chỉ là thổ lộ, không phải thô lỗ. Nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt im lặng, Tần Tung Hoành nhếch miệng cười. Em hoàn toàn không thay đổi, Tần Tung Hoành nói, gã nói rất đúng. Khi Văn Nhân Mục Nguyệt gặp phải vấn đề không trả lời được thì nàng chỉ giữ im lặng giống như một đứa trẻ cố chấp hay một công chúa nhỏ kiêu ngạo. Thay đổi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, không có người nào là không thay đổi. Đúng vậy, Tần Tung Hoành gật đầu nói, gần đây Yến Kinh quả thật rất náo nhiệt. Anh muốn nói gì? Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn chằm vào Tần Tung Hoành hỏi. Tần Tung Hoành cười gượng nói, Mục Nguyệt, tôi không có ý gì. Em không nên tràn ngập ý ù địch và đề phòng với tôi. Em biết đó tôi mới nói rồi tôi tới đây không vì công việc. Nói chung khi một người đàn ông ở cùng với một người phụ nữ, người đàn ông phụ trách tìm chủ đề. Em có thể im lặng nhưng tôi chỉ muốn tìm chủ đề chung giữa hai chúng ta mà thôi. Tìm kiếm chủ đề sao? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Nói chung là như vậy, Tần Tung Hoành gật đầu. Còn một câu mà Tần Tung Hoành không nói. Khi gã ở cùng với những người phụ nữ khác, gã không cần tìm kiếm chủ đề mà ngược lại bọn họ tìm trăm phương ngàn kế lấy lòng gã. Hơn nữa giữa gã và bọn họ hoàn toàn không thiếu chủ đề vì vấn đề gì gã cũng có thể nói được. Gã là một người uyên bác, thiên văn địch lý, quốc họa, cờ vây, âm nhạc, phim, tiểu thuyết, đồ cổ, thời trang, châu báu, cái gì gã cũng đọc qua. Thế nhưng một thân sở học của gã hoàn toàn không có cơ hội sử dụng trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt. Bởi vì Tần Tung Hoành hiểu rõ rằng cô gái này quá thông minh, kiêu ngạo. Những gì gã biết, nàng cũng biết. Những gì gã không biết, nàng biết. Nếu như không có cái gì khác thì cần gì phải miễn cưỡng mình và người khác. Văn Nhân Mục Nguyệt bình thản nói, có lẽ im lặng cũng là hình thức trao đổi với nhau. Khi nghĩ tới khoảng thời gian sống ở trong viện an dưỡng của Long Tức,
cả ngày Tần Lạc ở bên cạnh mình, hai người ngồi sóng vai nhau bên bờ sông cả ngày cũng chẳng nói câu nào nhưng nàng vẫn không cảm thấy nhàm chán mà ngược lại còn rất nhớ hạnh phúc không lời nói đó. Nhìn thấy nét tươi cười trên gương mặt văn nhân Mục Nguyệt, Tần Tung Hoành không khỏi thấy chua xót trong lòng nhưng gã cười nói, có lẽ nhưng Mục Nguyệt, nói này có thể hơi vô lễ nhưng em không hiểu tình yêu. Tần Tung Hoành đứng dậy, cười nói, không quấy rầy nữa. Nói xong gã quay đầu đi ra bên ngoài phòng. Văn nhân Mục Nguyệt không tiến, nàng chỉ ngồi yên nhìn thấy bóng dáng Tần Tung Hoành. Không hiểu tình yêu sao? Văn nhân Mục Nguyệt ngồi nghiền ngẫm câu chỉ trích này của Tần Tung Hoành. Một lúc lâu sau nàng nói, có lẽ vậy. Vậy thì sao nhỉ? Đúng lúc này cánh cửa phòng bị người hấp tấp đẩy ra. Mã Duyệt hoảng hốt đi vào trong, gấp gáp nói với văn nhân Mục Nguyệt, vệ sĩ của văn nhân Chiếu bị người tập kích, văn nhân Chiếu mất tích. Trong khoảng thời gian này, quả thật Yến Kinh rất náo nhiệt. Không chính xác phải nói thế giới mạng của Trung Quốc rất náo nhiệt. Đầu tiên là sự kiện ảnh nút như một kíp nổ thu hút sự chú ý của mọi người ở phạm vi hẹp. Ngay sau đó là sự kiện cú đá tuyệt hậu vang bóng một thời rồi tiếp ngay đó là những kẻ xảo trá còn tuyệt vời hơn tiếp xúc thu hút sự chú ý của mọi người. Trong lúc mọi người tưởng chuyện này vì thế mà được dẹp yên, một người phụ nữ nhảy ra thanh minh, một lần nữa kéo nhân vật chính Lâm Hoán Khê rơi vào vũng bùn. Có người dự đoán rằng người phụ nữ này không phải là người khác mà chính là Lâm Tử, mẹ của hội trưởng Hiệp hội Trung Y, Lâm Hoán Khê vì vậy bây giờ trên mạng xuất hiện sự kiện người mẹ. Có người than thở về tình yêu thương vĩ đại của người mẹ. Vì sự trong sạch của con gái mình, không tiếc bản thân, xuất hiện giải thích mặc cho mình nhiễm bẩn, chỉ là thời điểm xuất hiện không đúng lúc mà thôi. Con gái mình thật vất vả mới bơi được vào bờ nhưng lại bị bà ta đá văng xuống nước. Chẳng lẽ mạng ở nước Mỹ và Trung Quốc chậm hơn nhau nên bà ta không theo dõi được tình hình. Đương nhiên cũng có người sành âm mưu thì cho rằng đây chính là màn độc thủ cố ý, mục đích chính là hủy hoại danh tiếng của Lâm Hoán Khê. Nếu như chính là mẹ, bà ta sao có thể làm chuyện ngu ngốc này? Trừ khi là mẹ kế. Thế nhưng người hiểu rõ tình hình là Tần Lạc và Lâm Hoán Khê từ chối phỏng vấn của giới truyền thông, không nói một câu về chuyện này. Khi mới bắt đầu tâm trạng của Lâm Hoán Khê không thật sự ổn định. Sau khi được Tần Lạc tỉ mỉ khuyên nhủ và Lâm Thanh Nguyên quan tâm tận tình, còn cả Bối Bối hay làm nũng, đáng yêu, lúc này Lâm Hoán Khê đã cởi được khúc mắc trong lòng. Không thể không nói. Từ khi vào công ty đã tôi luyện Lâm Hoán Khê rất nhiều. Nàng càng ngày càng cứng cỏi, giống như chuyện này hoàn toàn không có cách nào gây tổn thương cho nàng. Mặc dù lần này hai người, cha mẹ ruột thay nhau đâm cho nàng một nhát dao chí tử nhưng nàng đã nhanh chóng hồi phục. Thế nhưng Tần Lạc biết ác ma ẩn sâu trong tâm hồn Lâm Hoán Khê đã bị hai người bọn họ đánh thức. Sau này nàng trả thù như thế nào thì đó là do bọn họ tự tìm lấy. Hai ngày nay Tần Lạc vẫn ở trong nhà làm bạn với Lâm Hoán Khê, không bước ra khỏi cổng nửa bước cho tới tận khi Lâm Hoán Khê đi tới Hiệp hội Trung Y làm việc, Tần Lạc mới có thời gian rỗi. Hôm nay là Chủ nhật, Tần Lạc đang định giúp Bối Bối làm bài tập thì tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Vừa nhìn thấy số trên màn hình điện thoại, Tần Lạc vội vàng nhận cuộc gọi, hắn cười nói, vừa mới định tới thăm em thì em đã gọi tới rồi. Chương 1151, Ba Tâm Sự. Thật ra em cũng không muốn quấy rầy anh nhưng không thể không gọi. Giọng nói dịu dàng của Tô Tử vang lên. Không hiểu Gabo nghe tin ở đâu mà biết anh đã quay về Yến Kinh nên chạy ra cổng chờ anh, không ăn không uống, gọi không thưa, thật khiến người ta phải lo lắng. Tần Lạc liếc nhìn Bối Bối, nói, anh biết rồi. Bây giờ anh sẽ tới ngay. Cha muốn đi đâu vậy? Tuy Bối Bối đang cầm quyển sách, dáng vẻ như chăm chú đọc sách, thật ra cô bé đang lắng nghe cuộc điện thoại của Tần Lạc. Khi nghe Tần Lạc nói, bây giờ anh sẽ tới ngay nên vội vàng hỏi. Phải nhớ rằng trước khi mẹ đi làm đã nói cha ở nhà chơi với mình, làm bài tập với mình. Hừ, lừa đảo, đàn ông đều lừa đảo. Cha đi thăm một cô bé. Tần Lạc cười nói, thật ra tuổi Gabo không còn nhỏ nhưng tính cách thì chỉ như một đứa trẻ, có lẽ còn không bằng Bối Bối. Ít nhất khi giảng đạo lý Bối Bối vẫn còn có thể hiểu được. Gabo căn bản không biết đạo lý là cái gì nữa. Được rồi. Cha đi đi, con sẽ ở nhà làm bài tập một mình. Con sẽ không mở khí ga lung tung, cũng không tự mình ngã vào nước sôi, khi có người gõ cửa con cũng không mở. Bối Bối hào phóng nói nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn u oán, cho dù là một kẻ mù cũng có thể nhận ra được. Nói là ủng hộ Tần Lạc đi ra ngoài không chính xác bằng uy hiếp không cho Tần Lạc đi. Nói ngược lại là con có thể mở khí ga lung tung, có thể ngã vào nước sôi, khi có người xấu con sẽ mở cửa.
không phải cha muốn đi ra ngoài mà chúng ta cùng đi. Tần Lạc vuốt đầu Bối Bối nói. Thật sao? Bối Bối nghe nói Tần Lạc tình nguyện mang mình đi ra ngoài cùng, Cơ Hứng ôm cổ, hôn mấy cái lên mặt hắn. Cảm ơn cha, cha thật tốt, con yêu cha nhất, con đi thay quần áo. Nói xong cô bé quay người chạy lên lầu. Để cha giúp con thay, Tần Lạc vội vàng đi theo. Không cần, mẹ nói chuyện của mình phải tự mình làm, Bối Bối thẳng thừng từ chối. Tần Lạc cười thầm nghĩ, đã vậy cứ để cô bé thay quần áo. Không thể nghi ngờ, phương pháp giáo dục của Lâm Hoán Khê rất đúng. Những đứa trẻ được nuông chiều quá mức khi trưởng thành sẽ không chịu được khó khăn và sự đả kích. Khi không tìm được việc, nhảy lầu, không tìm được bạn gái, nhảy lầu. Con gái không tìm được bạn trai hay chia tay với bạn trai cũng nhảy lầu giống như muốn toàn bộ thế giới này biết kẻ đó ngốc như thế nào. Tần Lạc dẫn theo Bối Bối trong bộ quần áo màu đỏ trông giống như một đóa hoa hồng nhỏ nở rộ đi tới cổng tứ hợp viện của Tô Tử, quả nhiên hắn nhìn thấy một đám người đang đứng chờ ở đó. Tần, giọng nói vui mừng, kích động của một cô gái vang lên sau đó một đóa hoa trắng nhỏ phá vòng vây chạy tới nhanh chóng nhào vào lòng Tần Lạc. Tần Lạc ôm đóa hoa trắng nhỏ vào lòng, bàn tay còn lại của hắn nhân cơ hội tiến vào trước ngực Gabo ăn vụng sau đó hắn cười, vuốt ve đầu Gabo, nói, tại sao lại không nghe lời. Tần Tần, Gabo mặc kệ Tần Lạc nói gì đi nữa, cô chỉ thấy Tần Lạc tới mà vui vẻ. Hai tay Gabo ôm chặt Tần Lạc, tựa đầu vào lòng hắn. Điều này khiến Bối Bối đi theo Tần Lạc có vẻ không vui. Cô bé thầm nghĩ, đây là cha của tôi, không phải cha của chị dựa vào cái gì mà ôm cha tôi. Cha, con cũng muốn được ôm, Bối Bối cầm tay Tần Lạc nói. Được rồi, Tần Lạc bất đắc dĩ, hắn không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh được. Vì vậy một tay ôm Gabo, một tay ôm Bối Bối, cũng may cả hai người không nặng lắm khiến Tần Lạc không phải chịu nhiều sức nặng. Một đôi mắt xanh như nước biển, một đôi mắt đen như mực cùng đối mặt với nhau. Một đôi mắt vô cùng đắc ý, trong khi đó đôi mắt còn lại đầy vẻ ngơ ngác nhưng cũng không ít địch ý. Tới rồi, Tô Tử đứng trước cửa, dịu dàng, nhu hòa như làn gió xuân. Tô Tử chính là người phụ nữ mà bất kỳ ai ở chung với nàng đều cảm thấy thoải mái. Trên người Tô Tử có tất cả những tố chất ưu tú của con người nhưng nàng lại không khiến người ta đố kỵ với mình. Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ rằng, Tô Tử là người như vậy nên nàng như thế. Ừ, Tần Lạc cười nói, ở cửa có rất nhiều người, hắn không tiện nói nhiều với Tô Tử, hắn chỉ có thể ra hiệu xin lỗi nàng mà thôi. Tô Tử là người thông minh, nàng đã hiểu được ý tứ trong dấu hiệu của Tần Lạc, nàng chỉ cười nói, biết anh gần đây bận nhiều việc, không cần lo lắng chuyện công ty. Tô Tử biết Tần Lạc không lo lắng chuyện công ty, tuy nàng nói là chuyện công ty nhưng ý tứ chính là chuyện nhà. Tần Lạc gật đầu, tay ôm hai cô bé đi vào trong nhà. Tần tiên sinh, lâu rồi không gặp, Ryan mỉm cười chào Tần Lạc. Đúng vậy, Tần Lạc nhìn gương mặt rõ ràng mập da của Ryan nói, xem ra ngài ở Trung Quốc không tệ chút nào. Đúng vậy, anh biết đấy, tôi thích ăn món ăn Trung Quốc, Ryan chỉ vào những thớt thịt trên mặt mình nói, nó đã chứng minh hết thảy. Tần tiên sinh, lơ ra quan nghi lễ của Hoàng gia Thụy Điển bất mãn nhìn Tần Lạc nói, Hoàng gia Thụy Điển và Vương tử Điện Hạ phó thác công chúa cho anh. Đây chính là biểu hiện của sự tin cậy thế mà anh ném khách của mình sang một bên, hơn mấy chục ngày không gặp. Đây chính là lòng hiếu khách của người Trung Quốc sao? Nếu như không phải công chúa Điện Hạ chạy ra cửa chờ anh, có lẽ chúng tôi sẽ rất khó nhìn thấy bóng dáng của anh. Ryan không ngờ ngay khi nhìn thấy Tần Lạc đã bắt đầu chất vấn nên cau mày nói. Miss Ledra cô định làm gì vậy? Có lẽ gần đây Tần tiên sinh bận việc nên không có thời gian tới đây. Chúng ta hẳn nên thông cảm với anh ấy. Ryan, anh chỉ là người phiên dịch, anh hãy làm tốt công việc trong phận sự của mình là được. Tôi là quan lễ nghi của Hoàng gia. Đứng trên lập trường của tôi nhất định sẽ phải nghi ngờ và chất vấn những chuyện không hợp lễ nghi. Nếu không tôi không hoàn thành trách nhiệm với Hoàng gia và công chúa Điện Hạ. Ledra cố chấp nói. Bất đắc dĩ Ryan đành phải phiên dịch những câu nói của Ledra. Tần Lạc cười nói với Ryan, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô Ledra đây. Tôi thật sự xin lỗi. Quả thật gần đây tôi bận rất nhiều việc, dẫn đoàn đi nước Mỹ tham gia một đại hội y học nhưng tôi thật sự vẫn nhớ tới Gabo. Xin hãy nói cô ấy hãy tin tưởng tình cảm của tôi với Gabo. Tôi coi Gabo như em gái ruột của mình. Ryan thoáng thở dài, anh ta không ngờ Tần Lạc lại có thiện ý như vậy. Nếu như Tần Lạc cố chấp trả đũa Ledra mấy câu thì anh ta là người giữa sẽ rất khó xử. Sau khi nghe Ryan dịch lại câu nói của Tần Lạc, bất mãn trong lòng Ledra lập tức biến mất,
Ledra biết gã này chính là bạn thân thiết của vương tử Philip, cho dù cô ta có chống đối cũng không thu được lợi ích nào. Thế nhưng vì cô chịu trách nhiệm mà tới đây, nếu như chính bản thân mình coi như không nhìn thấy, không nghe thấy, không hỏi đối với những đãi ngộ đối với công chúa, khi chuyện này truyền về hoàng gia, đây chính là sự thiếu trách nhiệm của cô. Sau khi vào trong phòng, Tần Lạc mới bỏ Gabo và Bối Bối xuống. Thế nhưng Gabo vẫn ôm cứng lấy Tần Lạc không chịu rời khỏi, khiến cho Bối Bối đã rời khỏi người Tần Lạc lại nảy sinh lòng ghen tị, tiếp tục nhào vào ôm cứng lấy chân Tần Lạc, nép vào người Tần Lạc như con chim nhỏ. Điều này khiến Tần Lạc cực kỳ đau đầu, hắn nói với Bối Bối, Bối Bối, không phải con mang theo dĩa mèo và chuột sao? Hãy mở cho Gabo xem một chút được không? Không được, con không mở cho chị ấy xem, Bối Bối nói. Bối Bối rất bất mãn với hành vi tranh giành cha của mình. Con không mở cho chị ấy xem thì chị ấy không biết con có mèo và chuột. Tần Lạc dụ dỗ Bối Bối. Khi trước, khi biết hắn tới thăm một tiểu tỷ tỷ, Bối Bối rất muốn mang theo đĩa mèo và chuột, nói muốn xem cùng chị đó. Thế nhưng sau khi Bối Bối nhìn thấy thái độ của Gabo với Tần Lạc, đột nhiên cô bé cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức thay đổi ý định. Gương mặt bực bội nhỏ nhắn của Bối Bối đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng cô bé không thể chống cự được sự hấp dẫn của việc cho chị ấy biết mình có mèo và chuột nên nói, được rồi thế nhưng con chỉ cho chị ấy xem một tập. Được, Tần Lạc cười gật đầu. Trong phòng có thiết bị mở, Bối Bối thành thạo cho dĩa VCD vào trong máy sau đó bấm phím mở đĩa. Đôi mắt màu xanh nước biển của Gabo mở to nhìn Bối Bối không chớp mắt, rất ngạc nhiên trước hành động của Bối Bối. Sau khi trên màn hình TV xuất hiện một con mèo béo mập, vẻ nghi ngờ xuất hiện trên gương mặt Gabo. Gabo vừa nhìn con mèo đầu đen to tướng ngồi bên cạnh mình, vừa nhìn con mèo trong tivi, không hiểu đang nghĩ gì. Đây là mèo Tom, nó cực ngu, nó luôn không bắt được con chuột, Bối Bối bắt đầu lên tiếng chỉ bảo cho. Với hiểu biết của Tần Lạc về Bối Bối thì Bối Bối sẽ yêu thích tất cả những người cũng yêu thích mèo và chuột như mình. Thế nhưng điều khiến Tần Lạc vui mừng, ngạc nhiên là ánh mắt Gabo dần dần chuyển lên màn hình tivi, rồi trở nên mê mẩn. Thì ra Gabo cũng thích mèo và chuột. Điều này khiến Tần Lạc có phần tin tưởng hơn vào việc chữa trị triệu chứng im lặng của Gabo. Nên nhớ rằng Gabo cũng cảm thấy hứng thú với một con mèo một người. Con mèo đó bị Gabo đem theo từ Thụy Điển tới Trung Quốc và người đó chính là Tần Lạc hắn. Thế nhưng điều này còn lâu mới đủ vì con mèo không biết nói chuyện, không thể giao tiếp với Gabo. Ở chung lâu ngày khiến Tần Lạc lo rằng Gabo sẽ không học được bất kỳ ngôn ngữ nào mà lại học âm thanh của loài mèo. Dù gì đi nữa lúc này Gabo cũng là một tờ giấy trắng, rất dễ dàng bị ảnh hưởng của sự vật xung quanh. Chính bản thân hắn có thể giao tiếp với Gabo nhưng Gabo không có ngôn ngữ cơ bản, cho dù có nói gì thì mọi người cũng không hiểu. Nói một cách chính xác thì trong lòng Gabo, Tần Lạc cũng chỉ là một con mèo, hay nói cách khác Gabo không phân biệt được sự khác nhau giữa mèo và người. Gabo chính là một sinh vật rất đơn giản. Trong phim Mèo và Chuột có nội dung, có lời thoại, chỉ cần Gabo xem nó, Tần Lạc có thể giải quyết được vấn đề khó khăn nhất với Gabo. Hiển nhiên Tô Tử cũng nghĩ tới điều này. Không ngờ Gabo cũng thích mèo và chuột, đây chính là thu hoạch rất bất ngờ. Tô Tử cười nói, đã giải quyết được gánh nặng trong lòng, Tần Lạc gật đầu. Trong lòng Tần Lạc có ba tâm sự, thứ nhất là làm cho Long Vương đứng dậy được, thứ hai là làm cho Gabo nói chuyện, thứ ba là thế giới hòa bình. Tâm sự cuối cùng chính là khiến Trung Y phát triển. Chương 1152, Quỷ Vương Sơn. Quỷ Vương Sơn, một ngọn núi ở ngoại thành Yến Kinh, cách trung tâm 13 km, ngọn núi không cao, có lẽ chưa tới 100 mét. Vì có truyền thuyết là vào tháng 3 hàng năm, quỷ môn quan mở cửa, các tiểu quỷ tụ tập ở trên núi này nên có tên là Quỷ Vương Sơn. Có quan chức thấy nơi này gần thủ đô, gọi là Quỷ Vương không may mắn nên mới đổi tên thành Thiên Vương Sơn. Thế nhưng bọn họ có đổi tên, sửa lại bản đồ cũng không thể đổi được thói quen của người dân. Mọi người vẫn gọi theo tên cũ là Quỷ Vương Sơn. Quỷ Vương Sơn không nổi tiếng, rất nhiều dân chúng bình thường ở Yến Kinh không biết có một nơi như vậy ở ngoại thành. Nhưng trong đám hoàn khố ở Yến Kinh, nó lại rất nổi tiếng. Bởi vì địa hình Quỷ Vương Sơn hẻo lánh hơn nữa, con đường nhỏ hẹp uốn khúc quanh co, chiều rộng không đồng nhất hơn nữa còn dốc, cực kỳ hiểm trở nên đã trở thành một nơi đua xe, đua ngựa của đám công tử nhà giàu ăn no rừng mỡ không có việc làm. Trước kia chưa tới chân núi đã nghe tiếng người hò reo, tiếng động cơ ô tô, từng chiếc xe lướt nhanh như chớp, khói bụi bay lên từng mảng, chỉ cần nhìn qua cũng khiến nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng tình hình hôm nay rất quỷ dị. Yên tĩnh,
cực kỳ yên tĩnh. Cả ngọn núi yên ắng, không một tiếng người, không có tiếng xe, thậm chí còn không có cả tiếng chim hót. Đường lên núi bị phong tỏa, trên núi có cảnh sát, còn cả hàng dãy những người đàn ông mặc đồ đen, sắc mặt đằng đằng sát khí. Khá nhiều công tử và những cô gái ăn mặc khiêu gợi đứng dưới chân núi, thì thào bàn tán gì đó nhưng không một ai dám tiến lên chửi mắng, công kích đám cảnh sát như trước kia. Nếu là trước kia, đám cảnh sát phong tỏa đường của bọn họ đã xông tới mắng chửi. Có thể bọn họ không có nhiều năng lực nhưng tính cách bọn họ thật không bé. Thế nhưng cục phó cục công an Yến Kinh, Lưu Diệu Trân lại cảm thấy không dễ dàng gì. Lưu Diệu Trân xuất thân từ quân đội, dựa vào năng lực điều tra xuất chúng của mình, từng bước tiến lên, trở thành nữ cục trưởng công an duy nhất ở Yến Kinh. Cũng vì nguyên nhân là nữ nên ngay sau khi báo án, Lưu Diệu Trân được cử phụ trách vụ án này. Không còn cách nào khác, ai bảo có người nói phụ nữ với phụ nữ giao tiếp dễ hơn nhỉ? Theo lý mà nói cục trưởng phải đích thân chỉ đạo vụ án này nhưng cái lão đầu chọc đó lại lấy lý do ra nước ngoài khảo sát để trốn tránh vụ án này. Người phụ nữ kia có bối cảnh kinh người, tiền nhiều dọa người. Vấn đề quan trọng là thông minh cả Yến Kinh đều biết, căn bản không thể nói dối. Nếu như có sự lựa chọn, ngay cả Lưu Diệu Trân cũng không muốn tới. Lục soát, tiếp tục lục soát, tôi yêu cầu các anh hãy lục soát mọi ngõ ngách ở trên Quỷ Vương Sơn này. Chạy trốn. Sao anh lại biết là chạy trốn? Cho dù có chạy trốn, chẳng lẽ chúng không để lại một dấu vết nào sao? Người bị thương đã đưa vào bệnh viện chưa? Có đảm bảo an toàn tính mạng không? Lưu Diệu Trân liên tục đưa ra mệnh lệnh, cô không biết bản thân mình làm như vậy có hiệu quả hay không? Bọn cướp đã bắt đi Văn Nhân Chiếu, liệu chúng còn trốn ở trong núi này mà chưa rời khỏi đây không? Thế nhưng cô thật sự phải làm cái gì đó? Nói cách khác khi người phụ nữ đó tới đây mà bản thân cô không làm gì, vậy ai có thể phong tỏa được lửa giận của cô ta? Nghe nói cô ta rất yêu mến người em trai ngốc nghếch của mình. Đột nhiên đám người trở nên náo động. Từ nơi bọn họ đang đứng ở trên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới. Một đội xe đang cuồn cuộn đi về bên này. Không cần phải nghi ngờ, nhất định là người phụ nữ đó đang tới. Ở Yến Kinh này cũng chỉ có cô ta khi ra ngoài mới có thanh thế lớn như vậy. Tới rồi, ha ha, đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh tới rồi. Tôi chỉ nhìn thấy một lần, anh đã gặp mấy lần rồi. Ha ha, cô gái này quả thật thú vị. Đạt huynh, hôm nay không tính là xui xẻo. Mặc dù không được xem một màn đua xe đặc sắc, kích thích nhưng có thể nhìn thấy đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh cũng không tệ. Văn nhân Mục Nguyệt không ngồi trong chiếc xe Rolls-Royce xa hoa đi giữa đoàn xe mà ngồi trong một chiếc Bentley thứ ba. Chiếc Rolls-Royce chỉ là ngụy trang, một cái bia ngắm. Vì để an toàn Văn nhân Mục Nguyệt có 3 chiếc xe dự phòng trong đội xe. Mỗi chiếc đều được chế tạo đặc biệt, có thể nói độ an toàn và thoải mái thuộc hạng nhất, đạt tới cấp bậc tổng thống quốc gia. Khi ra ngoài đi chiếc xe nào là do nàng quyết định theo ý thích nên người khác rất khó dò ra quy luật của nàng. Cho nên những kẻ tập kích cũng gặp khó khăn, chỉ có một cơ hội nhưng lựa chọn nhiều mục tiêu tấn công, đương nhiên xác suất thành công nhỏ đi nhiều. Rất nhiều lần xe của Văn nhân Mục Nguyệt bị sát thủ bắn nát nhưng mục tiêu chính thức lại không có mặt trong xe nên không có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt Văn nhân Mục Nguyệt rất không tốt nhưng vẫn chưa tới tình trạng mất khống chế. Ngược lại mỗi lần lâm vào tình cảnh nguy hiểm, Văn nhân Mục Nguyệt càng thêm tỉnh táo so với bình thường, tính toán suy nghĩ tới mức xuất thần. Có thể đây chính là nguyên nhân Văn nhân Mục Nguyệt có thể dùng tấm thân gầy yếu của mình kéo con thuyền công ty gia tộc khổng lồ nhưng không mạnh phát triển nhanh chóng. Văn nhân Mục Nguyệt ngồi thẳng người, hai tay bắt chéo trước bụng, ánh mắt lạnh lùng mà có thần, giống như nàng đang nhìn con đường phía trước hay như đang suy nghĩ điều gì đó. Mã Duyệt ngồi ở phía trước nhìn sắc mặt lạnh lùng, tàn khốc của Văn nhân Mục Nguyệt qua kính mà không biểu thị thái độ. Mấy lần Mã Duyệt muốn lên tiếng an ủi nhưng rồi lại thôi, cuối cùng lời nói ra tới mép lại biến thành tiếng thở dài. Mã Duyệt biết tính tình tiểu thư, biết tiểu thư là một cô gái kiêu ngạo tới mức không cần bất kỳ sự thông cảm và an ủi. Văn nhân Mục Nguyệt có thể xử lý tốt mọi việc, kể cả chuyện lần này. Cục phái ai tới, cuối cùng Văn nhân Mục Nguyệt cũng lên tiếng hỏi. Phó Cục trưởng Lưu Diệu Trân, Mã Duyệt bình tĩnh trả lời. Tính cách Mã Duyệt rất giống chủ nhân của mình, hỏi gì nói đó, không một câu nói thừa. Gần như hai người cùng một khuôn đúc ra. Tôi muốn tư liệu về thân thế người này, Văn nhân Mục Nguyệt nói. Mã Duyệt gọi điện thoại. Sau một phút đồng hồ, điện thoại di động trong tay Mã Duyệt liên tiếp nhận được tin tức. Mã Duyệt mở tin tức sau đó chuyển điện thoại xuống dưới. Văn nhân Mục Nguyệt cầm điện thoại,
Sau khi xem đi xem lại mấy lần, nàng trầm ngâm trả điện thoại lại. Chiếc xe lặng lẽ dừng lại. Ngay lập tức những vệ sĩ ở những xe phía trước và sau nhanh chóng hành động. Văn nhân Mục Nguyệt đang ngồi được vây chặt như nêm cối, hơn nữa còn có một người đi lên chiếm lĩnh những điểm cao có thể tấn công ở xung quanh tránh bị đối phương tấn công từ xa. Sau 2 phút đồng hồ, cánh cửa xe được mở ra từ bên ngoài. Điều bày chứng tỏ bọn họ đã thu xếp ổn thỏa. Văn nhân Mục Nguyệt bước chân xuống xe, sau đó bước đi trong vòng vây di chuyển của những người xung quanh, giống như một tòa thành người di động vậy. Văn nhân Mục Nguyệt cảm thấy rất phiền phức nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được sự sắp đặt này. Vì sống sót. Đây là một câu nói rất đơn giản nhưng đối với văn nhân Mục Nguyệt thì vô cùng gian nan. Văn nhân Mục Nguyệt tới khiến những người đang có mặt ở hiện trường rơi vào một hồi náo động mới. Mặc dù mọi người biết hoan hô trong trường hợp này là không đúng nhưng mọi người vẫn không kìm lòng được thì thào nói chuyện với nhau. Nhiều người, đương nhiên âm thanh cộng hưởng to lên, tiếng bàn tán lọt vào tai văn nhân Mục Nguyệt. Văn nhân Mục Nguyệt không nghe, không hỏi, chỉ đi thẳng về phía trước. Tiểu thư, Lưu Cục trưởng muốn gặp chị. Mã Duyệt đi tới, nói với văn nhân Mục Nguyệt. Xin mời, văn nhân Mục Nguyệt trả lời. Đội vệ sĩ tự động tách ra, hình thành một lối đi cho Lưu Diệu Chân đi vào. Sắc mặt Lưu Diệu Chân ửng đỏ, đầu đầy mồ hôi. Trước đây cô đã trải qua nhiều trận chiến nhưng lú này nhìn thấy người phụ nữ trong truyền thuyết, Lưu Diệu Chân vẫn căng thẳng. Chị văn nhân. Rất hân hạnh được quen biết chị, Lưu Diệu Chân kính cẩn nói. Lưu Diệu Chân giơ tay ra nhưng lại vội vàng rụt lại. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng đột nhiên Lưu Diệu Chân chột dạ, cô có cảm giác tay mình rất bẩn. Lưu Diệu Chân không hiểu vì sao mình có suy nghĩ này nhưng khi nhìn thấy văn nhân Mục Nguyệt, cô đã có suy nghĩ đó. Văn nhân Mục Nguyệt lạnh như băng nhìn Lưu Diệu Chân, hỏi mà sắc mặt không thay đổi, đã xảy ra chuyện gì? Lập tức Lưu Diệu Chân trấn tĩnh tinh thần. Cô bắt đầu báo cáo. Chị văn nhân, 3 giờ 25 chiều hôm nay phân cục Huyền Vũ nhận được tin báo án, nói bên Quỷ Vương Sơn náy xảy ra vụ án bắt cóc. Lập tức đồng chí Mã Siêu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục Huyền Vũ đã dẫn đội tới nơi này, tới hiện trường sau 30 phút. Căn cứ vào việc điều tra hiện trường, bọn họ phát hiện có 2 người đàn ông trung niên ngất xỉu trong một chiếc Audi. Thân phận của bọn họ đã được đội trưởng vệ sĩ của chị xác nhận. Bọn họ là vệ sĩ của văn nhân Chiếu Tiên Sinh. Tôi đã cho người đưa bọn họ tới bệnh viện, tạm thời bọn họ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trên đường núi cách chân núi Quỷ Vương Sơn 5 km có một chiếc Ferrari màu đỏ. Chiếc xe trong trạng thái tắt máy, không có dấu vết nổ súng và va chạm, trên thân xe không có vết đạn, cũng không có dấu máu nhưng chủ xe đã mất tích. Căn cứ vào hiện trường và tư liệu do người khác cung cấp, chúng tôi biết đây là chiếc xe mới của văn nhân Chiếu Tiên Sinh. Có nhân chứng nhìn thấy không? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Không có, Lưu Diệu Chân nói, khi đó đang có một cuộc đua xe, ánh mắt của mọi người đang bị hút vào cuộc đua. Hãy rút người của chị về, bây giờ người của tôi tiếp quản nơi này, văn nhân Mục Nguyệt nói. Chị văn nhân, tôi đã nói rất rõ ràng. Được, Lưu Diệu Chân không cố gắng nữa, trong lòng cô như có một sự giải thoát, nhẹ nhõm. Văn nhân Mục Nguyệt quay người nhìn một người đàn ông trẻ tuổi. Nói, hãy nói cho tôi biết. Khi không có súng nổ, không có va chạm, không có vết đạn và chảy máu, làm thế nào có thể khiến một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đứng lại? Chương 1153, Tần Lạc và Mèo. Đi theo sát văn nhân Mục Nguyệt lúc nào cũng có 2 tổ. Tổ trí não số 1 và tổ trí não số 2. Tổ trí não số 1 phụ trách việc thu thập tin tức tình báo cùng với công việc đưa ra ý kiến, quyết sách. Có thể nói đây chính là tổ cố vấn, tổ thư ký của văn nhân Mục Nguyệt. Tổ trưởng tổ này chính là Mã Duyệt, bởi vì bản thân Mã Duyệt chính là thiên tài kinh doanh, quái vật có chỉ số IQ thuộc hàng cao nhất trong cả trăm năm, năng lực cực kỳ xuất chúng, hơn nữa có rất nhiều chuyện chỉ có thể giao cho một người đáng tin cậy xử lý. Không nghi ngờ gì nữa, Mã Duyệt chính là người tâm phúc nhất của văn nhân Mục Nguyệt. Tổ trí não số 2 phụ trách bảo vệ và xử lý một số công việc không cho người bên ngoài biết. Tổ trưởng tổ này là Tiêu Hà, cũng chính là người thanh niên có gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn đang đứng trước mặt văn nhân Mục Nguyệt. Hai người này không phải được tuyển chọn từ bên ngoài mà do chính gia tộc văn nhân tiến hành bồi dưỡng. Nghe câu hỏi của văn nhân Mục Nguyệt, Tiêu Hà trầm ngâm một chút rồi trả lời, nếu như tự thiếu gia dừng xe lại thì trong khi xe đang dừng, đám bắt cóc có thể dùng nhiều phương thức để bắt thiếu gia mang đi. Nhưng nếu như xe bị bắt buộc phải dừng lại thì kẻ bắt cóc chỉ có một cách duy nhất.
chúng dùng một chiếc xe có tốc độ tương tự theo sát, sau đó dùng súng hay một loại vũ khí nào đó bắt buộc thiếu gia dừng xe. Như vậy cũng không xuất hiện va chạm và đổ máu. Tôi cần phải tới hiện trường điều tra cẩn thận thì mới có kết luận cụ thể. Bây giờ cậu tiếp nhận vụ án này. Văn nhân Mục Nguyệt xua tay nói, tất cả mọi thành viên đều do cậu điều động. Dạ, tiểu thư, Tiêu Hà trả lời, anh ta lập tức mang hai thuộc hạ đi lên trước. Bọn họ muốn đi tìm chứng cứ ở hiện trường xảy ra sự việc. Văn nhân Mục Nguyệt không có hy vọng vào đám cảnh sát kia. Văn nhân Mục Nguyệt liếc nhìn đám công tử đang đứng ở bên ngoài, nói với Mã Duyệt, hãy tìm một người quen. Tôi có chuyện muốn hỏi. Mã Duyệt đi nhanh tới đó rồi nhanh chóng dẫn theo một thanh niên cao gầy, phong độ, đẹp trai đi về. Văn nhân tiểu thư, người thanh niên có vẻ rất kích động nhưng vẫn cố gắng giữ phong độ của công tử thế gia, chủ động giơ tay ra. Trời ơi, lúc này ở Yến Kinh này có biết bao người đang hâm mộ mình. Nếu như hôm nay có thể bắt tay đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, cả một năm nay anh ta sẽ có vốn khoe khoang với mọi người. Văn nhân Mục Nguyệt vì giữ thể diện cho đối phương nên bắt tay anh ta, hỏi mà sắc mặt vẫn bình thản. Văn nhân Chiếu rời đi lúc mấy giờ? Rời đi từ vị trí nào? 12 giờ trưa hôm nay có một cuộc đua xe, hoa si, mê gái. Người thanh niên liếc nhìn văn nhân Mục Nguyệt, nhìn thấy văn nhân Mục Nguyệt không vì anh ta theo thói quen gọi biệt hiệu của văn nhân Chiếu mà tức giận mới thầm thở phào một hơi, nói tiếp, văn nhân Chiếu cũng đánh cược, chúng tôi đang cùng nhau chờ kết quả. Thì văn nhân Chiếu nghe điện thoại sau đó cậu ấy lái xe bỏ đi. Trước khi bỏ đi cậu ấy còn nói với tôi là nếu cậu ấy thắng hãy lấy tiền cho cậu ấy. Lúc đó vào khoảng 3 giờ vì mọi người đang tập trung vào cuộc đua nên không chú ý lắm tới thời gian. Nó có nói đi gặp ai, làm gì không? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Không, người thanh niên lắc đầu rồi như nhớ ra điều gì, anh ta nói tiếp, thế nhưng cậu ấy rất vui, hình như nhận được tin tức tốt. Cảm ơn. Văn nhân Mục Nguyệt nói sau đó nạc quay người đi về chiếc xe của mình. Văn nhân tiểu thư quá, người thanh niên nói, khi đang nói câu này anh ta chăm chú nhìn theo bóng dáng gợi cảm của văn nhân Mục Nguyệt. Kiêu kỳ, khi văn nhân Mục Nguyệt ngồi vào trong xe Rolls Royce, Mã Duyệt mở một chai nước lọc đưa tới. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Mã Duyệt, nhận chai nước lọc, nhấp một ngụm rồi hỏi, liệu có phải văn nhân Chiếu trúng độc không? Khi nó nhận thấy người không khỏe đã dừng xe lại. Bị đám bắt cóc theo đằng sau bắt đi. Không thể loại trừ khả năng này, Mã Duyệt nói. Khi Tiêu Hà quay về hãy bảo cậu ấy tới gặp tôi. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Em chờ ở bên ngoài, Mã Duyệt nói xong đi tới giúp văn nhân Mục Nguyệt đóng cửa xe lại. Một lát sau Tiêu Hà quay lại. Mã Duyệt mở cửa xe ra hiệu cho anh ta đi vào trong, sau đó một lần nữa Mã Duyệt đóng cửa xe lại, bản thân Mã Duyệt không lên xe. Tiểu thư, trên mặt đất không có vết trượt. Không có vết phanh gấp. Có thể xác định thiếu gia tự mình dừng xe. Tiêu Hà nhỏ nhẹ báo cáo. Khi thấy văn nhân Mục Nguyệt không nói, chỉ nhìn vào chai nước lọc trong tay, cũng không có ý hỏi han, Tiêu Hà mới báo cáo tiếp. Trên mặt đất có khá nhiều dấu lốp xe, tôi đã cho người thu thập kiểm tra. Trên xe, ngoại trừ dấu vân tay của thiếu gia còn không thu được dấu vân tay của người khác. Chỗ ngồi trên xe không phát hiện tóc khả nghi và những vật đáng nghi khác. Kết luận thế nào? Thiếu gia tự mình rời khỏi xe. Trên mặt đất có dấu chân của nó. Đúng vậy. Một lần nữa văn nhân Mục Nguyệt trầm ngâm. Tự văn nhân Chiếu rời khỏi xe. Nếu như nói như vậy thì trò đùa này có vẻ hơi quá rồi. Với hiểu biết của văn nhân Mục Nguyệt với văn nhân Chiếu, nàng biết hắn tuyệt đối không có lá gan đó. Vậy nói cách khác có chuyện gì đó khiến văn nhân Chiếu kích động xuống xe mà không biết rằng có người đang phục kích. Nơi này giao cho cậu. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Dạ, Tiêu Hà trả lời sau đó cẩn thận rời khỏi xe. Mã Duyệt, văn nhân Mục Nguyệt gọi. Tiểu thư, Mã Duyệt đi vào hỏi dò. Chúng ta quay về, văn nhân Mục Nguyệt nói. Mã Duyệt sủng sốt rồi lập tức chấp hành mệnh lệnh của văn nhân Mục Nguyệt, nàng lập tức bảo đội xe quay về. Cũng giống như khi tới, văn nhân Mục Nguyệt ngồi ở ghế sau xe, Mã Duyệt ngồi cạnh lái xe. Điều khác biệt duy nhất là khi tới bọn họ ngồi xe Ben còn khi về thì ngồi xe Rolls Royce. Văn nhân Mục Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, không thể nhìn ra bất kỳ tâm trạng nào từ gương mặt nàng. Đau thương, phẫn nộ, tất cả đều không có. Bốn bối bối chỉ định mở cho Gabo xem một tập Mèo và Chuột, kết quả chính cô bé càng xem càng mê mẩn. Cứ như vậy từng tập được mở, thậm chí khi ăn cơm trưa cũng bưng bát ngồi trước tivi ăn. Gabo cũng làm như bối bối. Cũng mê mẩn như vậy. Thậm chí khi Tần Lạc đứng dậy đi ăn cơm trưa Gabo cũng không nhận ra,
khiến Tần Lạc có chút thời gian đi điều trị chân cho Tô Tử. Tần Lạc bưng chén trà ngồi dưới mái hiên hóng mát, thảo luận bệnh tình của Gabo. Chấm cây SI ở Thụy Điển Anh đã từng thử qua chiêu này nhưng không hiệu quả. Tô Tử nói, chúng ta không thể ép buộc cô ấy thích cái gì, tiếp nhận cái gì, làm như vậy chỉ khiến tăng thêm tâm lý bài xích của cô ấy. Hơn nữa nếu không như vậy Vương tử Philip đã không cho cô ấy tới Trung Quốc, học tiếng Trung Quốc của chúng ta. Bây giờ cô ấy chỉ phát âm được mỗi một chữ Tần. Cô ấy thích anh, coi trọng anh nên mới nhớ tên anh. Chúng ta có lẽ phải cho cô ấy chủ động thích mới được. Có lẽ mèo và chuột chính là một cơ hội. Anh cũng nghĩ như vậy. Tần Lạc gật đầu nói, hơn nữa bộ phim này có nội dung rất thú vị, hơn nữa trong phim còn có một con mèo. Anh nghĩ trong lòng của Gabo, ngoại trừ anh thì còn có mèo. Hay nói cách khác, ngoại trừ mèo thì chính là anh. Đây chính là thứ mà cô ấy có thể chấp nhận nhưng mà trong bộ phim này hơi thiếu một chút. Ngoại trừ nữ chủ nhân đi ra nói mấy câu dạy bảo, gần như không có ngôn ngữ nào khác. Như vậy có đủ kiến thức vỡ lòng cho cô ấy không? Có thể lồng tiếng, Tô Tử tươi cười nói, nếu như anh lồng tiếng, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Khi giọng nói của anh từ trong TV truyền ra ngoài, nhất định cô ấy sẽ rất tò mò. Có thể thử, ngược lại Tần Lạc thấy đây chính là một ý kiến rất hay. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, việc lồng tiếng của mình vào một bộ phim hoạt hình không có gì quá khó. Anh thật sự muốn làm như thế này sao? Tô Tử kinh ngạc nhìn Tần Lạc, nàng chỉ thuận miệng đề cập tới chuyện này, không ngờ Tần Lạc lại đồng ý. Xem ra trong lòng Tần Lạc, Gabo có một vị trí cực kỳ quan trọng. Tại sao lại không thử? Tần Lạc cười nói, muốn tìm ra cái gì Gabo không bài xích thực sự quá khó. Một khi đã tìm được rồi thì dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này. Tô Tử gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Tần Lạc, người đàn ông này tuổi còn rất trẻ nhưng đã rất trưởng thành. Bây giờ anh ấy là một người đàn ông tốt, sau này anh ấy sẽ là một người cha tốt. Tần Lạc đứng dậy, đi tới vuốt đầu Bối Bối, Bối Bối ôm tay Tần Lạc, rồi lại ôm bụng nói, Tom quá ngốc, đánh vỡ tất cả đĩa rồi. Tần Lạc lại đi tới bên cạnh Gabo, ôm thân thể mềm mại của nàng. Cười hỏi, Gabo, có đẹp không? Gabo quay đầu nhìn Tần Lạc, đôi mắt màu xanh ngơ ngác, hiển nhiên Gabo không hiểu đẹp là cái gì. Không có việc gì, em tiếp tục xem đi. Tần Lạc chỉ vào màn hình TV nói. Sắc mặt Gabo thay đổi, nàng nhếch môi cười, đôi con ngươi xanh lam như đá quý nheo lại, sau đó cái miệng nhỏ nhắn hé ra, mèo. Tần Lạc sủng sốt sau đó hắn cầm tay Gabo hỏi, Gabo, lúc nãy em mới nói gì? Em hãy lặp lại một lần nữa xem nào. Khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc, khẩn trương của Tần Lạc, Gabo bối rối không biết làm thế nào. Tần Lạc biết bản thân mình rất kích động. Vì vậy Tần Lạc nhoẻn miệng cười, lộ hai hàm răng trắng nhỏ, nụ cười giết người có thể giết chết già trẻ trai gái, chỉ vào mèo Tom trên màn hình TV hỏi, đó là gì? Nó tên là gì? Gabo há miệng nhỏ nhắn, khó nhọc nói ra một từ. M. Chương 1154. Phun một bát súp nấm. Không phải là em mờ, là mèo. Hãy nói lại lần nữa. Gabo, em hãy nhìn xem đây là cái gì. Đúng, em đang ôm cái gì trong lòng vậy? Gabo thông minh nhất, em hãy nói cho anh biết, nó tên là gì, được không? Chấm, Tần, Tần. Điều đáng tiếc là cho dù Tần Lạc có gợi ý như thế nào đi nữa thì Gabo cũng không chịu lặp lại cái từ kia. Thậm chí sau khi Gabo nhận ra thái độ kỳ lạ của Tần Lạc, nàng chỉ ôm chặt chú mèo đen vào lòng, co rúm người lại, dè dặt, đáng thương nhìn Tần Lạc mà gọi tên của hắn. Điều này khiến Tần Lạc vừa thất vọng vừa tiếc nuối nhưng hắn không thể ép buộc Gabo quá mức. Từ từ rồi sẽ tới mà. Tô Tử vỗ vỗ vào mờ u bàn tay Tần Lạc, an ủi hắn, lúc này mới được mấy tiếng đồng hồ, tiến bộ như thế này đã được coi là kỳ tích rồi. Anh nên biết Gabo trước đó chỉ gọi tên của anh. Khi ở Thụy Điển, em ngủ cùng cô ấy. Cô ấy cũng không nhớ em là ai mà. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói, anh chỉ hy vọng đó không phải là hành vi vô thức của cô ấy, giống như khi chúng ta ăn một cái kẹo ngon nhưng sau khi ăn xong thì chợt phát hiện ra không còn cái kẹo nào để ăn nữa. Không đâu, không đâu, Tô Tử biết lo lắng của Tần Lạc, nếu như Gabo chỉ vô thức gọi từ mèo một lần, rất có thể sau này sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa, vậy mọi thứ sẽ quay về giống như trước. Một khi như vậy thì niềm vui mừng ngày hôm nay sẽ biến thành sự mất mát của ngày mai. Cô ấy thật sự biết loài vật này, cũng biết tên của nó. Điều khiến chúng ta vui mừng, đây chính là thức cô ấy chủ động đón nhận và học tập. Nếu như cô ấy có thể tiếp tục duy trì,
việc Gabo học tiếng vào giao tiếp với người khác không còn là chuyện khó khăn nữa. Chỉ hy vọng là thế. Tần Lạc cười vuốt đầu Gabo nói, Gabo, em phải cố gắng nhé. Gabo rất biết hưởng thụ, ngả đầu vào đùi Tần Lạc, ánh mắt một lần nữa chăm chú nhìn màn hình TV. Bối Bối đi tới, nói với Tần Lạc, cha, cha cũng phải sờ đầu con. Được rồi, Tần Lạc vuốt ve cái đầu nhỏ của Bối Bối, cười nói, như này được chưa? Rõ ràng con thông minh hơn chị ấy, vì sao cha lại nói chị ấy thông minh nhất? Bối Bối nghiêm túc hỏi Tần Lạc, chị ấy cao hơn con nhưng không biết nói mèo tom, gọi mèo tom. Con lùn hơn chị ấy nhưng con đều biết nói. Tần Lạc ngẩn người, rồi hắn nhìn Tô Tử cùng cười. Ghen chính là bản tính của phụ nữ, không liên quan tới vấn đề ít tuổi hay nhiều tuổi. Tần Lạc cười nói, anh muốn nói em không phải là phụ nữ hả? Tô Tử trừng mắt nhìn Tần Lạc hỏi. Tính cách Tô Tử thoải mái, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, rất ít khi tranh đoạt với người ta. Anh tới, em vui, anh đi, em không quan tâm, chính vì vậy câu này của Tần Lạc thật sự có ý chỉ trích nàng. Em là phụ nữ, Tần Lạc cười nói, khi tâm trạng vui vẻ, con người thường tình nguyện vui đùa một chút chuyện vợ chồng. Anh mới kiểm chứng rồi mà. Tiếng chuông điện thoại di động chói tai vang lên, quấy rầy khoảng thời gian yên tĩnh, thư thái này. Tần Lạc có vẻ khó chịu lấy điện thoại di động ra. Sau khi nhìn thấy dãy số gọi tới, sắc mặt hắn nhìn Tô Tử vẻ quái dị rồi mới tiếp nhận cuộc gọi, hắn cười nói, Mã Duyệt, có chuyện gì vậy? Tiểu thư mời anh tới một chuyến. Giọng nói của Mã Duyệt vẫn lãnh đạm, giống như xa cách cả ngàn dặm. Có phải xảy ra chuyện gì không? Tần Lạc hỏi. Không, Mã Duyệt trả lời. Tôi, hôm nay hắn mang theo Bối Bối ra ngoài. Nếu như không có chuyện gì, hắn sẽ không muốn đi đâu nữa. Dù gì đi nữa, hắn cũng không thể mang Bối Bối chạy loạn khắp nơi, đúng không? Văn Nhân Chiếu mất tích, Mã Duyệt bổ sung một câu. Sắc mặt Tần Lạc cứng đơ, hắn nói, tôi lập tức tới ngay. Cha, cha muốn đi đâu? Bối Bối chạy tới hỏi. Cô bé sợ Tần Lạc bỏ đi, để lại một mình cô bé ở nơi này. Ngay cả Gabo cũng đi tới, cầm tay Tần Lạc lắc lắc, như lo lắng hắn sẽ bỏ đi. Cha cần đi công tác, Tần Lạc nói, hắn nhéo gương mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh của cô bé, nói, Bối Bối, con ở lại nơi này, chơi đùa cùng với chị, được không? Không được, Bối Bối lắc đầu nói, bọn con không nói chuyện, chơi không vui. Vậy con có thể dạy chị ấy, Tần Lạc nói, giống như cô giáo dạy con viết chữ đó. Con biết chữ vậy con cũng dạy chị ấy biết chữ, được không? Con không muốn làm cô giáo sao? Bối Bối suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, vậy cũng được. Con hiểu cha không muốn con đi cùng với cha. Đôi khi Tần Lạc chỉ muốn dùng thái ất thần châm, châm cho Bối Bối một châm để xem trong cái đầu nhỏ của cô bé đang nghĩ gì. Sau đó Tần Lạc bị Gabo quấn lấy một lát rồi nhân cơ hội Gabo không chú ý, hắn mới lén chuồn ra ngoài. Sau khi lên xe, Tần Lạc dặn dò Tô Tử, hai người đó giao cho em. Yên tâm, Tô Tử trả lời ngắn gọn. Khi Tần Lạc tới Ánh Nguyệt Sơn Trang thì trời đã tối sầm, ánh đèn rực rỡ, vô số ánh sao lấp lánh. Những chiếc đèn chụp như rừng rậm chiếu ánh sáng, trông có vẻ cực kỳ lãng phí. Thế nhưng lúc này Tần Lạc không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Tới tận lúc này Tần Lạc vẫn không thể tiêu hóa được tin tức Mã Duyệt thông báo. Văn Nhân Chiếu mất tích. Tại sao lại là Văn Nhân Chiếu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Là kẻ nào? Là kẻ nào? Là kẻ nào? Ba chuyện này hành hạ Tần Lạc khiến hắn thật sự chết đi sống lại. Chẳng lẽ trong tay Văn Nhân Mục Nguyệt có một quân bài rất lớn? Khi nghĩ tới năng lực khủng bố, có thể kiểm soát tất cả mọi chuyện, Tần Lạc mới chậm rãi chân tĩnh. Xem ra lời khuyên bảo lần trước của mình có hiệu quả, Văn Nhân Mục Nguyệt chuẩn bị lật quân bài lên. Vẫn như những lần tới đây trước đó, Mã Duyệt đại diện cho Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn đứng chờ trước cửa. Đợi khi Tần Lạc mở cửa xe ra, Mã Duyệt đi tới nói. Tiểu thư đang chờ anh ăn cơm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó Mã Duyệt nói với Giê-xu và Hồng Phu ở đằng sau, đã chuẩn bị cơm cho hai vị. Xin mời theo tôi. Hai người Giê-xu và Hồng Phu nhìn nhau, cực kỳ hài lòng với sự sắp đặt này. Bọn họ có thể uống mời mấy ly sữa chua rồi. Tần Lạc đã là khách quen của Ánh Nguyệt Sơn Trang, quen thuộc đi lại trong biệt thự, hắn đi thẳng lên phòng ăn ở tầng 2. Khi gặp người làm, bọn họ cung kính chào hắn giống như đang chào nam chủ nhân của mình vậy. Văn Nhân Mục Nguyệt mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng đang ngồi ở salon đọc tạp chí. Khi nhìn thấy Tần Lạc đi vào,
nàng gấp quyển tạp chí, đứng dậy nói, ăn cơm. Văn Nhân Chiếu mất tích, chuyện xảy ra khi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có nguy hiểm không? Ăn cơm, Văn Nhân Mục Nguyệt nói một lần nữa, sau đó nàng đi tới ngồi xuống ghế, bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Tần Lạc nghi ngờ nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, em không gấp sao? Gấp, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, ăn cơm. Tần Lạc cầm đũa ăn cơm, hắn nhận ra cơm và thức ăn vẫn nóng hổi. Xem ra ngay khi hắn vào cổng Sơn Trang, người làm mới bưng thức ăn lên. Tư thế ngồi ăn cơm của Văn Nhân Mục Nguyệt tao nhã, đẹp mắt, cái miệng nhỏ nhắn tinh tế nhai cơm. Mỗi một miếng đều cực kỳ chăm chú, thoạt nhìn khi ăn vào rất vô vị nhưng thời gian nhai của nàng dài dằng dặc, giống như là một quá trình hưởng thụ vậy. Tần Lạc ngược lại ăn rất nhanh bát cơm, sau đó hắn lại uống một bát canh, bỏ bát đũa xuống ngồi chờ Văn Nhân Mục Nguyệt ăn cơm. Văn Nhân Mục Nguyệt không nói câu nào, Tần Lạc không nói, bữa ăn trôi qua trong sự trầm lắng. Đợi khi Văn Nhân Mục Nguyệt ăn xong bát cơm của mình, uống một bát súp nấm, Tần Lạc mới lên tiếng hỏi, bây giờ em có thể nói cho tôi biết chưa? Văn Nhân Mục Nguyệt dùng khăn ướt, ấm lau tay rồi hỏi mà không ngừng đầu lên, nói cho anh biết cái gì? Nói cho anh biết chuyện của Văn Nhân Chiếu, cậu ấy ở đâu, tại sao lại mất tích, bọn em có tìm được tin tức có ích nào không? Sau đó, cái gì sau đó? Sau khi nói xong cho anh có thể cùng em phân tích tình hình, cùng nhau đối mặt. Có tác dụng gì không? Suýt chút nữa Tần Lạc phun hết bát súp nấm ra ngoài. Cô gái này là ai vậy? Có người kiêu ngạo, tự phụ không coi ai vào mắt như thế này sao? Hơn nữa dù trong lòng mình thật sự suy nghĩ như vậy nhưng cũng không nên làm mất mặt người ta chứ. Như thế này làm tổn thương người ta mà. Anh đã tới là tốt rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Cơn giận của Tần Lạc lập tức biến mất, vừa vui vẻ vừa kích động. Tần Lạc không ngờ bản thân mình có một địa vị đặc thù như vậy trong trái tim Văn Nhân Mục Nguyệt. Chỉ cần mình có mặt, chỉ cần mình ở cùng với nàng, tất thảy không có chuyện gì nữa. Thật ra anh cũng không giúp được gì, Tần Lạc ngượng ngùng. Ngại ngần, khiêm tốn nói. Em biết, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Lần này Tần Lạc thật sự phun bát súp nấm ra ngoài. Chương 1155, rốt cuộc ai mới là người bắt cóc? Nhìn thấy dáng vẻ gần như phát điên của Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt thoáng nhếch miệng. Động tác này cực kỳ kín đáo, gần như không thể phát hiện. Trước kia cho dù xảy ra chuyện gì, em đều tìm anh tới thương lượng. Văn Nhân Mục Nguyệt giải thích mà sắc mặt vẫn như trước. Nàng nói, nếu như lần này anh không tới đây, nhất định sẽ có kẻ nghi ngờ chuyện này có gì đó dối trá. Ít nhất em muốn chúng nhìn thấy là em đang rất nôn nóng. Ý của em tìm anh tới chỉ là khiến người ta không nghi ngờ sao? Tần Lạc cười gượng nói, giá trị của anh quả thật nhỏ bé nhỉ. Đối với anh mà nói đây chính là tác dụng lớn nhất rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Được rồi, vậy em hãy nói cho anh biết rốt cuộc em muốn làm gì hả? Tần Lạc hỏi. Văn Nhân Chiến ở đâu? Kẻ nào bắt cóc cậu ấy? Em biết được tới đâu rồi? Tối nay anh có bận chuyện gì không? Văn Nhân Mục Nguyệt không trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà hỏi ngược lại. Tối nay anh không có chuyện gì hết, Tần Lạc nói. Bên em cũng không có chuyện gì cả. Anh hãy quay về đi. Văn Nhân Mục Nguyệt ra lệnh tiễn khách. Em nghĩ hay thật, Tần Lạc chơi xấu, không đứng dậy. Em gọi anh tới nhưng không nói chuyện gì cho anh biết. Nếu cứ như thế này quay về. Nhất định tối nay sẽ mất ngủ. Em phải nói cho anh biết nếu không anh sẽ không đi. Tùy anh thôi, Văn Nhân Mục Nguyệt quay người đi xuống lầu. Hiển nhiên nàng định không thèm quan tâm tới Tần Lạc nữa, Tần Lạc. Muốn chạy sao, không có cửa đâu. Tần Lạc đi theo sát Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi ở ghế salon phòng khách đọc sách, Tần Lạc cũng đi tới ngồi bên cạnh, dáng vẻ như không định bỏ qua. Nhiều năm nay chỉ có mình Tần Lạc mới dám dùng chiêu vô lại này để đối phó với Văn Nhân Mục Nguyệt. Mặc dù Văn Nhân Chiếu, người em trai nàng thương yêu nhất, chỉ cần nàng quát một tiếng, cậu chàng cũng sẽ co rúm người như một con thỏ. Tất cả những gì anh muốn biết đều đã biết hết rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt bất đắc dĩ nói. Còn rất nhiều chuyện anh không biết. Những gì anh không biết em đang tìm kiếm câu trả lời. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, anh hãy về đi, em muốn nhổ cỏ cho tiên nhân trưởng. Tần Lạc gật đầu, hắn cười nói, hãy nhớ điều anh và em đã nói, diệt trừ một cây hoa đuôi chó không phải là chuyện quá khó khăn. Bên cạnh cây tiên nhân trưởng nhất định sẽ lại xuất hiện một cây hoa đuôi lợn, một cây hoa đuôi ngựa hay một cây hoa đuôi lừa. Em hiểu, Văn Nhân Mục Nguyệt liếc nhìn Tần Lạc rồi ánh mắt nàng lại hút vào quyển tạp chí. Tần Lạc mỉm cười,
lúc này hắn mới đứng dậy đi về. Sau khi đọc mấy trang, Văn Nhân Mục Nguyệt tập yoga, đi tắm xong, Mã Duyệt liền bảo người làm mang tới một cốc nước hoa quả. Đây là một trong những thói quen của Văn Nhân Mục Nguyệt. Buổi tối trước khi đi ngủ đều uống một cốc nước hoa quả. Trong khi đó Mã Duyệt ở sau chuyển tin tức, chờ xem Văn Nhân Mục Nguyệt có gì căn dặn hay không. Đương nhiên đây không phải là yêu cầu của Văn Nhân Mục Nguyệt mà là tự Mã Duyệt kiên quyết làm vậy. Nhiều năm thực hiện rồi thành một thói quen. Bên Tiêu Hà có tiến triển gì không? Không, Mã Duyệt nói, em mới gọi điện thoại cho bọn họ một phút trước. Bọn họ nói hiện nay vẫn đang tìm trên núi, hơn nữa còn tiến hành điều tra những người có mặt ở hiện trường để xem có tìm được manh mối gì hay không. Không còn việc gì nữa, em hãy đi nghỉ đi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói với Mã Duyệt. Dạ, Mã Duyệt trả lời, sắc mặt vẫn như cũ. Văn Nhân Mục Nguyệt uống nước hoa quả, đánh răng xong mới quay về phòng ngủ nghỉ ngơi. Nằm trên giường, điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường. Im lặng một hồi lâu. Tình cảnh này thật sự trông giống một thiếu nữ động tình đang đợi người tình gọi điện thoại tới. Đúng lúc này từ trong điện thoại vang lên tiếng đàn dương cầm. Sau khi NGS bài sông Danube xanh vang lên hai lần, Văn Nhân Mục Nguyệt mới cầm điện thoại, bấm nút nghe. Văn Nhân Mục Nguyệt không chủ động lên tiếng, người bên kia điện thoại cũng vẫn im lặng. Thế nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt biết bên kia có người. Nàng có thể nghe thấy hơi thở rất nhỏ, giống như có một người đàn ông xấu xí đang hà hơi thổi vào lỗ tai nàng vậy. Nàng không thích cảm giác này. May mắn thay đối phương không để nàng chờ lâu. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói đàn ông rất bén nhọn, có phải là Văn Nhân tiểu thư không? Tôi là Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt thẳng thắn nói ra thân phận của mình. Đây là chiếc điện thoại di động duy nhất của nàng, chỉ sử dụng để liên lạc với người thân trong gia đình. Ví dụ như ông nàng. Văn Nhân Đình muốn gọi cho nàng, ông chỉ gọi số này. Nếu như không có người nghe ở số này, ông mới gọi cho Mã Duyệt theo một số khác. Người có thể biết được số điện thoại này đều là người thân cận nhất hay là người dòng chính của gia tộc Văn Nhân. Nếu như đối phương gọi tới số điện thoại này chứng minh Văn Nhân Chiếu đã rơi vào trong tay chúng. Văn Nhân Chiếu đang ở trong tay chúng tôi. Người đàn ông nói, cô có cần xác nhận không? Đương nhiên, Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời. Cho dù nàng đã xác định chính xác Văn Nhân Chiếu đang trong tay đám người này nhưng vẫn phải cẩn thận, nàng cần phải xác định lại. Dù nàng tin vào trí tuệ của mình, nàng còn tin vào chân tướng sự thật hơn. Trong điện thoại vang lên một loạt âm thanh, bên trong vang lên tiếng kêu gào như hoe bị chọc tiết của Văn Nhân Chiếu. Hiển nhiên chúng đang động chân tay với Văn Nhân Chiếu. Xác định được chưa? Gã đàn ông phá lên cười hỏi, nếu như còn chưa xác định được đúng em trai của cô. Chúng tôi sẽ không ngần ngại chứng minh thêm cho cô. Điều kiện là gì? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Chúng bắt Văn Nhân Chiếu đương nhiên chính là muốn đàm phán điều kiện với nàng. Chẳng lẽ chỉ vì chúng coi trọng làn da mịn màng, trắng nõn của Văn Nhân Chiếu hay sao? 2 giờ sáng, gặp mặt nói chuyện. Gã đàn ông nói, hãy nhớ là không được ngủ say. Trước giờ kia chúng tôi sẽ thông báo địa điểm gặp mặt cho cô. Được, Văn Nhân Mục Nguyệt đồng ý. Còn nữa? Một mình cô tới đây. Điều này tuyệt đối không được, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vậy cô hãy chờ nhặt xác em trai mình đi. Cái này còn đỡ hơn là người ta phải đi nhặt 2 cái xác của chúng tôi. Xem ra lời đồn không hề sai, cô thật sự không yêu mến thằng em trai ngốc nghếch của mình như lời đồn đại. Phép khích tướng chỉ vô dụng với tôi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, tôi sẽ dẫn người tới hơn nữa còn mang rất nhiều người. Nếu như các người không đồng ý thì không cần phải thông báo địa điểm gặp mặt cho tôi nữa. Nói xong Văn Nhân Mục Nguyệt cắt điện thoại. Trong căn phòng mờ mờ, một người đàn ông dáng vẻ thấp bé, gương mặt hóp, tay cầm điện thoại vừa mới nói chuyện xong, đang ngồi ngẩn người. Con nhím, có chuyện gì vậy? Trong góc phòng, một người đàn ông đang thực hiện động tác chống đẩy. Một tay gã đặt trên lưng, một bàn tay mở ra chỉ một ngón tay chống xuống đất. Mặc dù động tác như này nhưng gã đã luyện tới nửa tiếng rồi. Trông dáng vẻ như gã không mất sức, gã vừa có thể đang tập, vừa nói chuyện. Giọng nói trầm trầm, to, không có hơi thở mạnh hay dấu hiệu mệt mỏi, đứt quãng. Cô ta cúp điện thoại của tao. Người đàn ông được gọi là con nhím gầm lên, con tiện nhân này dám cúp điện thoại của tao. Cúp điện thoại thì quan trọng gì, quan trọng là cô ta có đồng ý với điều kiện của chúng ta không? Gã đàn ông đang hít nét cau mày nói. Đừng có làm hỏng chuyện này, nếu không lão đại sẽ không tha cho chúng ta. Mày biết hậu quả là gì rồi đó. Cô ta không đồng ý với điều kiện của chúng ta. Con nhím nghĩ tới thủ đoạn của lão đại,
giọng nói không khỏi run rẩy. Cô ta nói cô ta nhất định sẽ dẫn người tới, hơn nữa còn mang theo rất nhiều người tới. Mày không nói chúng ta sẽ giết con tin sao? Gã đàn ông đang hít đất bằng một ngón tay bật lên, cả người lập tức đứng thẳng trên mặt đất. Nói rồi, con nhím nói, tao nói là cô ta dám dẫn người tới thì cô ta chờ mà nhặt xác em mình, nhưng cô ta nói như vậy còn tốt hơn là người khác phải đi nhặt xác cả hai chị em. Hơn nữa cô ta còn nói nếu như tao không đồng ý với điều kiện của nó thì chuyện này coi như chấm dứt, chúng mình không cần thông báo địa chỉ cho cô ta. Hơn nữa cô ta còn cúp điện thoại, rõ ràng là không coi trọng chúng ta. Rốt cuộc chúng ta là người bắt cóc hay cô ta là người bắt cóc hả? Thái độ còn kiêu ngạo hơn so với cả chúng ta. Động tác lau mồ hôi trên mặt bằng khăn tay của gã đàn ông lập tức dừng lại, sau đó gã phá lên cười. Thú vị thật, đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh quả thật danh bất hư truyền. Gã đàn ông nói, cô ta biết mục tiêu của chúng mình là cô ta nên cô ta mới không sợ. Tứ ca, vậy bây giờ cần phải làm gì? Con nhím hỏi, nếu như cô ta thật sự mang theo một đoàn người tới đây, chúng ta có còn hẹn cô ta tới gặp không? Nếu như cô ta báo cảnh sát thì sao? Cô ta sẽ không báo cảnh sát. Tứ ca quả quyết, chúng ta không cần chơi trò mưu kế với cô ta. Nếu nói về chí mưu, cho dù là mười tao và mày cũng không phải là đối thủ của cô ta. Hãy làm theo căn dặn của lão đại đi. Ôi, vẫn là lão đại liệu việc như thần. Anh hãy nói xem làm sao lão đại biết trước cô ta sẽ không đồng ý với điều kiện của chúng ta. Con nhím cười hì hì nói. Đây không phải là điều mày cần biết. Tứ ca nói, hãy đi chuẩn bị đi. Khách sắp tới rồi. Dạ, con nhím trả lời sau đó bước nhanh ra ngoài. Đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh, tứ ca thì thào, thật đáng tiếc. Chương 1156, cô không có quyền từ chối. Khoa học đã chứng minh, 2 giờ sáng chính là khoảng thời gian con người ta ngủ ngon nhất, giấc ngủ sâu nhất, chính vì vậy đây chính là nguyên nhân khiến khoảng thời gian này luôn được một số kẻ xấu chọn để thực hiện những chuyện bất hợp pháp. Ánh Nguyệt Sơn Trang, Bát Mặc Cư. Văn nhân Mục Nguyệt trong trang phục màu trắng đang ngồi ở salon nhắm mắt dưỡng thần. Mã Duyệt mặc bộ đồ công sở màu đen đứng ở cửa ra vào. Mấy chiếc xe đỗ dưới sân, xe tắt máy, không đèn, người ngồi đầy bên trong xe nhưng yên lặng không một tiếng động. Trên bàn có một chiếc điện thoại di động, hiện tại ánh mắt Mã Duyệt đang chăm chú nhìn chiếc điện thoại này. Sau khi Mã Duyệt xử lý xong hết công việc trong ngày, cô đi tắm, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của văn nhân Mục Nguyệt. Đám bắt cóc gọi điện, 2 giờ sáng ra ngoài đàm phán. Mã Duyệt chỉ nhận được một mệnh lệnh như vậy mà cũng không thể nói đó là mệnh lệnh, bởi vì văn nhân Mục Nguyệt chỉ nói cho cô từng đó, không nói cô cần phải chuẩn bị những gì. Thế nhưng với kinh nghiệm làm việc nhiều năm, Mã Duyệt biết bản thân mình cần phải làm gì đó. Mã Duyệt gọi đội xe, chuẩn bị người, vốn cần phải xem xét địa hình, cho người đi trước thăm dò tình huống. Địa hình nhưng vì đám bắt cóc vẫn chưa thông báo địa điểm gặp mặt nên Mã Duyệt chỉ làm được có chừng đó. Thế nhưng Mã Duyệt đã sắp đặt xong đội tiên phong. Chỉ cần sau khi bọn họ nhận được thông tin, đội tiên phong sẽ sớm lên đường, sau đó tiến hành bao vây hoàn toàn khu vực. Bây giờ là 2 giờ 5 phút, cách thời gian ước hẹn 2 giờ của đám bắt cóc 5 phút, thế nhưng điện thoại di động của văn nhân Mục Nguyệt vẫn không đổ chuông, đương nhiên không biết được địa điểm gặp mặt như chúng đã nói. Chẳng lẽ chúng bị tính cố chấp của bà chị này hù dọa chạy hết rồi sao? Hay chúng đã thay đổi ý định? Mã Duyệt trộm nhìn văn nhân Mục Nguyệt, nhìn thấy dáng vẻ không nôn nóng, không nóng nảy của nàng, hình như văn nhân Mục Nguyệt không nóng ruột thì phải. Reng! Một âm thanh lanh lảnh vang lên, Mã Duyệt giật mình, cùng lúc đó văn nhân Mục Nguyệt mở mắt. Văn nhân Mục Nguyệt cầm điện thoại nhìn rồi nói, Quỷ Vương Sơn, thần miếu. Mã Duyệt lấy một chiếc áo gió màu đen khoác lên người văn nhân Mục Nguyệt rồi hai người bước nhanh ra ngoài. Trong bóng đêm, 5 chiếc limousine thành hình một đội xe như con rồng dài tiến đi trên đường. Quỷ Vương Sơn cũng chính là ngọn núi mà văn nhân Chiếu mất tích. Miếu Sơn Thần chính là ngôi miếu do người dân miền núi bỏ tiền ra xây đụng, to, không xa hoa, chỉ do người dân sống trong núi xây dựng nên. Bọn họ không có kỹ thuật cao, chỉ có sức khỏe, hơn nữa trên núi có rất nhiều tảng đá. Gỗ khiến cho miếu Sơn Thần này xây dựng xong trông rất đồ sộ. Bình thường không có ai tới miếu, chỉ có ngày lễ, ngày Tết, người dân sống trong núi mới tới lễ bái, chính vì vậy phần lớn cổng miếu đóng kín. Người bình thường không thể mở cổng vào trong được. Két! Chiếc xe thứ nhất dừng lại, sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba cũng dừng lại ngay giữa đường. Xảy ra chuyện gì vậy? Lập tức Mã Duyệt gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. Phía trước có chướng ngại vật trên đường. Xe không thể nào đi qua được,
Tiêu Hà ngồi trên chiếc xe thứ nhất báo cáo. Có thể dỡ bỏ không? Có thể, Tiêu Hà nói, nhưng mất khoảng chừng nửa tiếng. Xuống xe, văn nhân Mục Nguyệt nói. Chị, Mã Duyệt ngăn cản. Xuống xe, văn nhân Mục Nguyệt nói, đây chính là ý tứ của chúng. Chị, em mang đội theo. Chị ở lại, Mã Duyệt nói. Người chúng muốn là tôi. Văn nhân Mục Nguyệt không muốn bị ngăn cản, nàng tự mình mở cửa xe bước xuống. Xuống xe, Mã Duyệt nói to vào điện thoại. Rào rào. Từng cánh cửa xe bị người đẩy ra. Một đám đàn ông trang phục đen nhanh chóng chạy tới, không hoảng loạn, không lộn xộn, vây xung quanh văn nhân Mục Nguyệt. Đây chính là một đội ngũ với năng lực xuất chúng, cũng là đội ngũ phối hợp cực kỳ ăn ý. Bọn họ đã giúp văn nhân Mục Nguyệt rất nhiều lần tiêu trừ được mối nguy hiểm, vô số lần cứu tính mạng của nàng. Văn nhân Mục Nguyệt ngẩng đầu nhìn bốn xung quanh dãy núi và thâm cốc đen kịt không một tia sáng, khép chặt tà áo gió, nói, đi thôi. Vì vậy đám người cuồn cuộn đi về hướng miếu sơn thần. Không cần văn nhân Mục Nguyệt lên tiếng, Tiêu Hà, một tấc không rời, luôn ở bên cạnh hộ vệ văn nhân Mục Nguyệt đi tới nhanh chóng gõ lên cánh cổng miếu sơn thần. Tiểu thư văn nhân, cô mang theo quá nhiều người, thật sự không có thành ý. Trong cánh cổng có người nói to, chỉ ba người được vào trong, những người khác chờ ở bên ngoài. Nếu như không đồng ý điều kiện này, các vị có thể quay về. Đương nhiên các vị cũng có thể xông vào nhưng như vậy có lẽ văn nhân Chiếu thiếu gia không giữ được mạng của mình. Tôi tới biểu lộ thành ý của tôi. Văn nhân Mục Nguyệt thản nhiên nói. Trong tay các người có con tin, còn sợ chúng tôi ra tay sao? Bọn họ phải đi vào cùng tôi. Nếu như các người từ chối, chúng tôi lập tức quay về. Nếu như vậy thì vào đi nhưng cô nên căn dặn người của mình một tiếng. Khi vào trong đừng đi loạn, nếu không đừng trách anh em chúng tôi hạ độc thủ. Kẹt kẹt. Lúc này cánh cổng màu đỏ được người mở ra, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi mọi người. Xin mời, một người đàn ông dáng vẻ gầy yếu giơ tay mời. Dẫn đường, văn nhân Mục Nguyệt nói. Con nhím đi lên trước dẫn đường. Khi đi được mấy chục bước, gã mới bất chợt nghĩ ra. Mình dựa vào cái gì mà phải nghe lời cô ta? Người phụ nữ này tiền hô hậu ủng như một nữ vương, chính mình là một người hầu của cô ta sao? Thế nhưng nếu như lui xuống thì càng là người thấp kém vì vậy con nhím vừa dẫn đường cho đám người văn nhân Mục Nguyệt vừa chửi thầm trong lòng. Con nhím dẫn văn nhân Mục Nguyệt và đông đảo vệ sĩ của nàng đi vào trong đại điện của miếu sơn thần, gã nói, đứng ở đây chờ một lát. Người muốn gặp cô sẽ nhanh chóng xuất hiện. Sau đó con nhím đứng dưới tượng sơn thần, cười hì hì đánh giá văn nhân Mục Nguyệt, người mà ngay cả đêm tối cũng không thể che mờ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình. Trong lòng bàn tay Tiêu Hà đã xuất hiện một khẩu súng lục màu đen, chốt an toàn đã mở, chỉ cần kẻ thù làm càn, bất kỳ lúc nào viên đạn phẫn nộ cũng được bắn ra. Trong khi đó Mã Duyệt đứng cạnh văn nhân Mục Nguyệt, tư thế như bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng thân thể của mình chống đỡ đòn tấn công của kẻ thù. Tiếng bước chân nặng nề, trầm trầm vang lên. Sau đó một người đàn ông dáng người cường tráng, cao khoảng 2 mét như một ngọn núi di động đi ra. Trên vai gã có một người. Người này đúng là văn nhân Chiếu đã mất tích hơn nửa ngày rồi. Mặc dù ánh sáng trong phòng mờ mờ, chỉ có hai cây nến đỏ cắm ở hai bên cạnh tượng sơn thần nhưng văn nhân Mục Nguyệt vẫn nhận ra người đó chính là văn nhân Chiếu, em trai của mình. Hai mắt văn nhân Chiếu nhắm chặt, gương mặt trắng như hoa như ngọc dính đầy bụi đất thế nhưng trên người không có bất kỳ vết thương hiện hữu nào, còn người có thực sự bị thương hay không thì vẫn chưa biết được. Tôi muốn nói chuyện với nó, văn nhân Mục Nguyệt nói. Văn nhân Chiếu thiếu gia đang ngủ, e rằng lúc này không thể được. Con nhím cười hề hề nói. Nếu như tôi không thể nói chuyện với nó, tôi không thể nào biết được nó còn khỏe mạnh hay không. Văn nhân Mục Nguyệt nói, giao dịch bị hủy. Nói xong văn nhân Mục Nguyệt quay người định rời đi. Văn nhân tiểu thư, bên ngoài trời tối đen như mực, cần gì phải vội vã quay về. Hơn nữa vất vả mới tới được đây, dù gì cũng phải uống chén trà nóng gì mới đi chứ. Một người đàn ông trang phục màu đen cười ha hả đứng chắn trước cửa. Rào rào rào. Đám vệ sĩ bảo vệ xung quanh văn nhân Mục Nguyệt lập tức rút súng, mở chốt an toàn, nòng súng đen ngòm chỉ về bốn phía. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, bọn họ có thể bắn đối phương thành cái sàng. Văn nhân tiểu thư, tốt nhất cô không nên manh động. Con nhím cười nhạt nói, cô không nên quên, em trai cô vẫn đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu như bọn họ dám nổ súng hay là súng cướp cò, em trai cô sẽ mất mạng. Gã đàn ông cao to như một cây cột sắt không cầm súng nhưng trong tay gã có một cái điều khiển.
hiển nhiên chúng đã cài bom trong người Văn Nhân Chiếu. Khi thấy Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn mình, gã há miệng cười hình hịch, đích thị như một con tinh tinh khổng lồ đầu người. Các người muốn tôi tới rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, bây giờ các người có thể nói ra điều kiện của mình. Nếu như các người không có tư cách ra điều kiện thì hãy bảo chủ nhân của các người đi ra đàm phán với tôi. Điều kiện là, một mạng đổi một mạng, cô cảm thấy thế nào? Gã đàn ông đứng chắn trước cửa phá lên cười nói. Nếu như tôi không đồng ý, Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi lại, đương nhiên nàng hiểu đám người này muốn dùng mạng của nàng đổi mạng Văn Nhân Chiếu. Cô không có quyền từ chối, một người phụ nữ lên tiếng. Sau đó họng súng lạnh băng chỉ vào thẳng trái tim Văn Nhân Mục Nguyệt. Chương 1157, Nữ Vương. Vệ sĩ của Văn Nhân Mục Nguyệt đều là những tinh hoa bách chiến. Khi bọn họ phát hiện tình huống không ổn, lập tức rút súng trước. Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước. Một nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trái tim Văn Nhân Mục Nguyệt. Chỉ cần người phụ nữ kia nhẹ nhàng bóp cò, trái tim của Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ nát bấy, nàng ngã trong vũng máu. Người cầm súng là một người phụ nữ xinh đẹp, một người phụ nữ đeo kính đen, mặc bộ đồ công sở màu đen. Khi nhìn thấy rõ chân tướng của sự việc này, những người bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt không khỏi trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu như đổi lại trong một trường hợp khác, nhất định mọi người sẽ nghĩ hai cô gái này đang diễn kịch. Nói cách khác, tại sao lại xảy ra chuyện này? Mã Duyệt, người thân cận nhất bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, người tâm phúc của tâm phúc nhất. Sao cô ta có thể cầm súng chỉ vào ngực Văn Nhân Mục Nguyệt? Cô ta bị kích động gì chăng? Điên rồi sao? Thế nhưng sắc mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng, hoàn toàn không giống với đùa giỡn chút nào. Tiêu Hà và đông đảo huynh đệ của mình vô cùng kinh hãi. Anh ta đã bài binh bố trận, bảo vệ Văn Nhân Mục Nguyệt vô cùng nghiêm ngặt, cho dù có người cầm súng bắn chỉ sợ cũng rất khó chạm vào người Văn Nhân Mục Nguyệt, nhưng ngàn phòng, vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Bây giờ trong đám người bảo vệ xung quanh bọn họ lại xuất hiện một phản đồ. Cũng chỉ có Mã Duyệt mới có thể xông qua hàng rào bảo vệ dày đặc, chỉ thẳng nòng súng lạnh như băng vào người Văn Nhân Mục Nguyệt. Mã Duyệt, cô có biết cô đang làm gì không? Hãy mau thu hồi súng của mình lại. Tiêu Hà gầm lên. Anh ta và Mã Duyệt không lạ gì nhau. Bọn họ đều là nắm chức vụ lãnh đạo. Một người là đội trưởng đội vệ sĩ, một văn một võ, có thể nói hai người, chính là cánh tay trái, phải của Văn Nhân Mục Nguyệt. Bình thường hai người làm việc với nhau rất nhiều, tuy Tiêu Hà này ít nói nhưng cũng có tình cảm với cô gái cực kỳ ưu tú trên các phương diện này, nhưng anh ta nhiều lần thử dò xét nhưng vẫn không thấy cô gái này phản ứng. Sau khi nhận ra hình như cả tâm tư của cô gái này đặt trong việc trợ giúp Văn Nhân Mục Nguyệt, Tiêu Hà từ bỏ chút tình cảm này của mình. Thế nhưng như thế không có nghĩa anh ta không quan tâm tới Mã Duyệt. Khi nhìn thấy Mã Duyệt làm chuyên đại nghịch bất đạo, người giật mình kinh hãi nhất đương nhiên chính là Tiêu Hà. Cô có nghe thấy không hả? Hãy mau bỏ súng xuống. Cô bỏ súng xuống cho tôi. Bàn tay cầm súng của Tiêu Hà ướt đẫm mồ hôi, nòng súng chỉ thẳng vào đầu Mã Duyệt, bàn tay anh ta nổi gân xanh, thở hổn hển, quát to. Bản thân là một vệ sĩ, bản thân là một đội trưởng đội vệ sĩ, anh ta có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân Văn Nhân Mục Nguyệt không bị tổn hại. Thế nhưng nếu vì thế mà anh ta phải nổ súng với một cô gái, một phút trước còn là người một nhà như Mã Duyệt, Tiêu Hà thật sự rất đau khổ, Tần Lạc. Dường như Mã Duyệt không nghe thấy lời nói của Tiêu Hà, như không nhìn thấy những ánh mắt nghi ngờ kinh hãi bốn xung quanh. Mã Duyệt vẫn giữ sự tỉnh táo, bình thản, yên lặng, trầm mặc, không nhúc nhích, cầm súng chỉ thẳng vào vị trí trái tim của Văn Nhân Mục Nguyệt. Khi nhìn thấy nam này, ngay cả con nhím và người được gọi là Tứ Ca cũng ngơ ngác. Trước đó bọn họ còn cò kè mặc cả với Văn Nhân Mục Nguyệt, cho nàng chỉ được mang theo hai người, nhưng không ngờ Văn Nhân Mục Nguyệt không thèm quan tâm tới việc mình đang ở thế yếu. Chuyện ta làm, mang theo đội vệ sĩ của mình tới. Nếu như là bình thường, bọn họ đã sớm bỏ trốn rồi, bởi vì bọn họ không có nhiều người như đối phương, bọn họ còn dám ra mặt chèn ép, bức bách người ta sao? Nói không chừng sẽ bị người ta biến thành sủi cảo, bị tận diệt rồi. Thế nhưng lão đại đã nói với bọn họ, nếu như Văn Nhân Mục Nguyệt muốn mang theo người tới, sẽ phải đồng ý với yêu cầu của cô ta. Bọn họ chỉ cần làm tốt phần công việc của mình là được. Sẽ có người phối hợp với bọn họ. Thế nhưng bọn họ thật sự không biết người phối hợp với mình. Bọn họ vốn tưởng có cao thủ ẩn mình hỗ trợ. Quá điên cuồng. Rất kích thích. Rất có năng lực. Mã Duyệt, người thân tín nhất bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, lại phản thùng hơn nữa, còn ra tay chế ngự ngay mục tiêu của bọn họ. Ha ha ha,
con nhím đắc ý phá lên cười, đây thực sự buồn cười chết đi được. Văn nhân Mục Nguyệt, nghe nói cô là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh cũng là đệ nhất tài nữ, bình thường tính toán rất chu đáo, không sơ sót. Không chuyện gì có thể giấu được cô không tính được người cô tin tưởng nhất thật ra là một nội gián, phải không? Quả thật phải khiến người ta kinh ngạc, mừng vui. Tứ ca cũng đồng thời lên tiếng châm chọc văn nhân Mục Nguyệt, gã nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng, trò này hôm nay so với bộ phim Điệp Trung Điệp được chiếu gần đây còn hay hơn nhiều. Không mừng, không giận, không động tĩnh. Nếu như nói người trấn tĩnh ở nơi này, ngoài văn nhân Mục Nguyệt và phụ tá Mã Duyệt thì không còn ai. Văn nhân Mục Nguyệt không quan tâm tới lời châm chọc, khiêu khích của Tứ ca và con nhím, nàng nói đối với Mã Duyệt, cô có thể làm chủ sao? Khi văn nhân Mục Nguyệt nói, nàng không quay người, sắc mặt vẫn như vậy nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu nàng đang chất vấn Mã Duyệt. Tôi không phải, Mã Duyệt nói. Vậy ai? Ở đây không có ai. Hãy bảo chủ nhân của cô ra đi. Văn nhân Mục Nguyệt nói, một người bạn lâu ngày sắp chết mà anh ta không có hứng thú ra gặp mặt lần cuối cùng sao? Anh ta sẽ không ra. Điều kiện của anh ta là gì? Cô, một người hỏi ngắn, một người trả lời ngắn gọn, hỏi đơn giản, trả lời đơn giản. Gương mặt hai người như nhau, thoạt nhìn cả hai chị em như đang biểu diễn trò cười với nhau. Đúng vậy, ở building Hoàn Cầu có nhiều người coi hai cô là chị em thế nhưng lúc này hai chị em đang trở mặt với nhau. Dừng một chút rồi văn nhân Mục Nguyệt thở dài hỏi, cô muốn giết tôi? Đây là mệnh lệnh tôi nhận được. Còn ai có thể đủ tư cách ra lệnh cho cô? Cô biết, tôi sẽ không nói. Xem ra cô trung thành với ông ta hơn với tôi nhiều. Mã Duyệt không trả lời. Văn nhân tiểu thư, nói nhảm như vậy đủ chưa? Con nhím cười ha hả nói. Khi nhớ tới cảnh người phụ nữ này mấy tiếng trước còn ngang ngược, kiêu căng hò hét, cúp điện thoại của mình, không cho chúng là kẻ bắt cóc mà coi chính mình là kẻ bắt cóc, chỉ trong nháy mắt đã bị người bán đứng, trong lòng con nhím ngập tràn khoái cảm báo thù. Bây giờ hãy cho người của cô bỏ súng xuống và đi ra ngoài. Đã có người nào nói với anh một chuyện không? Văn nhân Mục Nguyệt nhìn con nhím hỏi. Nói cho tôi biết điều gì? Con nhím nghi ngờ hỏi. Nói cho anh biết là anh rất ngu ngốc. Văn nhân Mục Nguyệt nói, tôi hạ lệnh cho người của tôi bỏ súng ra ngoài, để cho các người có thời gian và cơ hội giết tôi sao? Mày, con nhím đỏ mặt tía tai khi bị văn nhân Mục Nguyệt chọc một phát. Gã trợn tròn đôi mắt nhỏ như mắt rắn, ác độc nói, con đàn bà thối, chết đến nơi mà còn dám mạnh mồm, mày không bảo chúng đi ra ngoài, mày nhất định phải chết. Nói anh ngu xuẩn chính là sự sỉ nhục sự ngu xuẩn của người khác. Văn nhân Mục Nguyệt nói, tôi để cho bọn họ ra ngoài thì sẽ không chết sao? Sau đó văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói với Tiêu Hà, nếu như tôi chết, hãy giết toàn bộ những kẻ này. Điều tra thân phận của chúng, người nhà, bạn bè, chỉ cần những người liên quan tới chúng, giết hết. Tuyệt đối không được để sót kẻ nào. Dạ, tiểu thư, Tiêu Hà lớn tiếng đáp. Mặt khác tôi chi ra 1 triệu USD treo giải toàn thế giới tìm kiếm hung thủ đứng sau lưng, 10 triệu USD mua đầu của hung thủ này. Khoản tiền này trừ vào tài khoản cá nhân của tôi. Khi tới đây tôi đã gọi điện cho đoàn luật sư của mình. Nếu như trong vòng 24 giờ nữa tôi không gọi điện thoại, lập tức khởi động kế hoạch báo thù. Con nhím ngây người. Tứ ca cũng ngây người. Hai chân của gã to con đang vác văn nhân chiếu bắt đầu run rẩy, đôi bàn tay to như quạt hương bổ cũng bắt đầu run. Không nắm chắc cái điều khiển bom nữa, suýt chút nữa nó tuột khỏi tay gã. Quạt hương bồ quạt làm bằng lá cây hương bồ. Người phụ nữ này quá tàn nhẫn, quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, không để cho người khác con đường sống sao. Chúng mới chính là kẻ bắt cóc, hơn nữa trong tay chúng còn có con tin, mà một trong hai con tin chính là người trong cuộc, văn nhân Mục Nguyệt. Tại sao trong hoàn cảnh ác liệt này, cô ta lại dám ra một tuyệt sát lệnh như vậy? Cô ta không muốn sống sao? Cô ta muốn chết nhanh hơn. Không thể không nói chiêu này của văn nhân Mục Nguyệt cực kỳ có hiệu quả. Mặc dù chúng là sát thủ, dùng công việc bắt người, cướp tiền bạc, tiêu tan cuộc sống của người khác làm lẽ sống cho mình nhưng có người nào không có cha mẹ, người thân không? Có người nào không có hai, ba bạn bè thân thiết không? Thế nhưng nàng lại ra lệnh giết chết toàn bộ. Không chỉ chúng phải chôn cùng mà ngay cả người thân của chúng cũng không thể thoát, dù chỉ một người. Nhìn đôi mắt đỏ như máu của Tiêu Hà không một ai dám nghi ngờ nếu như văn nhân Mục Nguyệt chết, đám người này lại không đại khai sát giới. Người đã chết, còn muốn tiền để làm gì? Không, người đã chết, bọn họ thậm chí còn không lấy được tiền. Đếm ngón tay tính toán,
hình như cuộc mua bán này rất lỗ vốn thì phải. Trước đó chúng vốn nghĩ rằng chỉ cần bắt được Văn Nhân Chiếu sẽ khiến người phụ nữ này ném chuột sợ vỡ đồ quý. Thế nhưng sự thật đã chứng minh suy nghĩ của chúng đã quá ngây thơ. Khi Mã Duyệt giơ súng chỉ vào đầu Văn Nhân Mục Nguyệt, chúng đã tưởng rằng người phụ nữ này không thể phản kháng được nữa. Sự thật chứng minh chúng đã quá mơ tưởng. Nếu như có thể, chúng chỉ muốn hô thật to, đạo diễn, tôi muốn được đóng lại. Tôi muốn được đóng lại. Hãy nói cho tôi biết kẻ nào đứng sau màn độc thủ này, tôi sẽ tha cho các người khỏi chết. Văn Nhân Mục Nguyệt bắt đầu gọi hàng. Người cung cấp tin tức được thưởng 1 triệu USD, người cung cấp đầu, 10 triệu USD. Chương 1158, nhổ cỏ. Không cần nghi ngờ, đấy chính là âm thanh nuốt nước bọt của con người. Người cung cấp tin kẻ chủ mưu, thưởng 1 triệu USD. Người cung cấp đầu người, thưởng 10 triệu USD. 10 triệu USD đổi thành tiền Trung Quốc là bao nhiêu tệ nhỉ? Bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, với năng lực về số học, đề tài này có vẻ cao thâm, khó khăn quá, cần phải tìm một cái máy tính để tính toán mới được. Thế nhưng những kẻ đó hiểu rất rõ rằng đây chính là một số tiền khổng lồ. Sau khi chúng cầm được số tiền này, không bao giờ phải đi thay người gánh tai nạn nữa. Chúng hoàn toàn có thể thay việc mua 2 chén sữa đậu nành thành mua 1 ly cối, mua 1 chiếc xe hơi thành mua 2 chiếc xe, nay dùng 1 người, mai đổi người khác, cuộc sống thật hạnh phúc. Nếu như có kẻ nào dám chọc mình, có thể cầm tệ Trung Quốc đập chết kẻ đó. Cuộc sống hạnh phúc cỡ nào, chẳng lẽ bạn không mong đợi cuộc sống như vậy sao? Thế nhưng, rất nhanh, ánh mắt mê man của chúng lập tức trở nên trong veo. Nếu như chúng tiếp nhận khoản tiền khổng lồ này, điều kinh khủng nhất là chúng không có cách nào đi ra khỏi miếu sơn thần này. Đầu hàng thì chết mà không đầu hàng cũng chết. Chúng rất thương tâm, rất uất ức, kiếm ra rất nhiều tiền nhưng sao tiêu tiền lại khó như vậy hả? Văn Nhân Mục Nguyệt như nhìn vào tận đáy mắt những người kia, nàng thản nhiên nói, tôi không có nhiều thời gian cho các người. 10 giây, một quyết định buôn bán đổi lấy 10 triệu USD, tốc độ kiếm tiền của các người còn nhanh hơn tôi nhiều. Một lần nữa tiếng nuốt nước bọt lại vang lên liên tục, ngay cả trong đội vệ sĩ của Văn Nhân Mục Nguyệt cũng có người nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, phương pháp này rất kích thích. Chúng tôi vì sao phải tin tưởng cô? Con nhím mắng, chúng tôi thông báo tin tức cho cô không trả chúng tôi tiền thì sao? Cô lắm tiền, thế mạnh, nhiều người, chẳng lẽ chúng tôi có thể cắn cô lần nữa sao? Chúng tôi có thể căn cứ vào cách thức trả tiền các người đề xuất để trả tiền. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Con nhím, câm miệng, Tứ Ca mắng. Sau đó, Tứ Ca nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, sắc mặt không thân thiện nói, chăm nghe không bằng một thấy, Văn Nhân tiểu thư quả thật danh bất hư truyền. Không thể không thừa nhận, điều kiện của cô rất hậu hĩnh, chúng tôi cũng rất thèm muốn nhưng một khi chúng tôi đã cầm tiền của người khác, chúng tôi tuyệt đối không thể cầm tiền này của cô. Chúng tôi yêu tiền nhưng chúng tôi cũng cần mạng, Văn Nhân tiểu thư có lẽ không nên mua chuộc chúng tôi mà hãy lo nghĩ giải quyết tình hình trước mắt đi. Đây chính là vấn đề các người cần phải suy nghĩ. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, tôi đã bị bắt, không có năng lực phản kháng. Tôi sống, các người có thể sống. Tôi chết, các người chôn cùng tôi. Tôi sống, các người cũng sống. Tôi chết, các người cũng chết. Văn Nhân Mục Nguyệt rất thông minh, nàng đã buộc chặt tính mạng mình với tính mạng đám người bắt cóc này. Nếu như chúng muốn giết chết nàng, cũng có nghĩa chúng sẽ nhận cái chết. Văn Nhân tiểu thư sao không cẩn thận suy nghĩ đi? Tứ Ca cười nhạt nói, mang mạng sống của cô đổi lấy mạng sống của em trai cô có thể là giao dịch không công bằng nhưng tóm lại vẫn còn tốt hơn so với việc hai chị em cùng chết một chỗ. Chỉ cần cô đồng ý rút người của mình ra khỏi nơi này, chúng tôi sẽ hộ tống em trai cô an toàn rời khỏi nơi này. Cô muốn xác định xem hắn còn khỏe mạnh hay không cũng được, bây giờ tôi sẽ gọi hắn tỉnh lại. Không cần, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, tôi sống nó mới có thể sống. Tôi chết, nó sống không bằng chết. Những câu này của Văn Nhân Mục Nguyệt không giả chút nào bởi vì khi có nàng, có người chị như nàng ở phía trước chống trời, Văn Nhân Chiếu em trai của nàng mới có thể không lo chuyện tiền bạc, cơm áo, hưởng thụ cuộc sống của một công tử nhà giàu. Nếu như nàng mất đi, với trí tuệ và năng lực của Văn Nhân Chiếu, nếu như không bị người trong gia tộc nuốt sống thì cũng bị đối thủ của bọn họ giết chết. Cô thật sự muốn đồng quy vô tận. Các người cũng có thể chấp nhận điều kiện của tôi, trở thành triệu phú. Vua thua thằng liều, chúng ta, những kẻ quê mùa có thể chết cùng với Văn Nhân Mục Nguyệt tiểu thư, đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh thì chính là vinh hạnh của chúng tôi. Con nhím biết mới rồi mình đã nói sai.
nếu như để cho lão đại của mình biết, suýt chút nữa gã chấp nhận điều kiện của người ta, nhất định sẽ băm gã thành thịt vụn ném cho chó ăn. Chính vì vậy gã nảy sinh ý muốn sinh tồn, cách nói của gã mang vài phần lưu manh, nếu như không thể đồng ý vậy thì cùng hô 1-2-3, chúng tôi giết chết cô. Người của cô giết chết chúng tôi, chúng ta cùng làm bạn trên đường xuống suối vàng. Mã Duyệt tiểu thư, cô trước tiên nên cho Văn Nhân tiểu thư nếm mùi đau khổ. Tứ ca cười gian xảo nói, đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, đại khái vẫn chưa biết mùi vị đổ máu là gì mà. Tôi biết tôi cần làm gì, Mã Duyệt thẳng thừng nói. Mũi súng của cô ta tiến lên trước khiến Văn Nhân Mục Nguyệt cảm nhận được sự uy hiếp của nòng súng. Cô ta nói, anh sẽ chết, tôi sẽ chết cùng anh. Hãy để Văn Nhân chiếu ra ngoài đi. Bằng vào những lời này của cô, tôi tha cho cô không chết. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đồ gái điếm thối tha, mày giả bộ ngang ngược như vậy đủ chưa? Con nhím mắng to, tha cho tao không chết. Mày cho rằng mày là ai hả? Mày kiêu ngạo như vậy, muốn giết chết chúng tao sao? Mày còn chần chừ gì nữa? Mã Duyệt, nổ súng. Tứ ca nói, gã cảm nhận được tình hình có gì đó không ổn nhưng rốt cục là chỗ nào không ổn thì chính gã cũng không biết. Từ khi tứ ca nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt, gã vẫn có cảm giác nguy hiểm. Hình như có một quái vật nguy hiểm ở bốn phía xung quanh đang dương mắt hổ nhìn chúng chằm chằm. Cảm giác đó rất cổ quái. Theo lý mà nói chúng mới là con quái vật mang theo hơi thở khủng khiếp và cái chết khiến người ta kinh hãi mới đúng chứ. Mã Duyệt chần chừ. Mã Duyệt, nổ súng. Một lần nữa tứ ca hô to, đừng quên nhiệm vụ của cô. Sắc mặt Mã Duyệt tái nhợt như tờ giấy trắng. Trong đầu Mã Duyệt xuất hiện một gương mặt già nua rồi cô ta hạ quyết tâm. Phịch, không cần lo lắng. Đó không phải là âm thanh của cò súng mà là tiếng ngã của Mã Duyệt. Khi Mã Duyệt định bóp cò súng, đột nhiên hai mắt cô ta tối sầm, ngã quỵ xuống trước. Một vệ sĩ nhanh tay. Một tay chế ngự cổ Mã Duyệt, một vệ sĩ khác nhanh tay tước đoạt khẩu súng trong tay cô ta. Một lần nữa những người có mặt ngây người. Rốt cuộc Mã Duyệt này làm gì vậy? Chơi đùa cũng không cần quá kích thích như vậy chứ. Hay quá, cô làm gì vậy? Muốn chơi trò ngất xỉu hả? Giết toàn bộ, Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói. Không được nhúc nhích, gã to con đang vác Văn Nhân chiếu quát to. Trong tay gã chính là cái điều khiển bom, chỉ cần gã ấn nút màu đỏ. Thân thể Văn Nhân Chiếu sẽ biến thành đống thịt vụn. Con mẹ nó, thằng nào dám nổ súng, lão tử sẽ bấm nó. Sau đó gã ngơ ngác nhìn xuống trước ngực. Ngực của gã, một quang mang màu bạc đang tham lam uống máu. Một thanh trường kiếm đâm xuyên từ sau lưng gã, mũi trường kiếm đâm xuyên qua người hắn nhô lên trước người. Tôi biết nếu như tôi không xuất hiện, anh chết mà không nhắm mắt. Giọng nói của một người đàn ông vang lên sau lưng gã to con. Sau đó một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, cực kỳ đẹp trai, trông như một chiến thần Hy Lạp xuất hiện, đứng trước mặt gã to con nói. Người đàn ông tóc vàng ra tay cướp điều khiển của gã to con sau đó đoạt lấy Văn Nhân Chiếu, cười nói, tôi xong hết rồi. Anh có thể chết. Mặc dù gã to con thoạt nhìn rất lỗ mãng như dã thú nhưng gã lại là một người đàn ông cực kỳ nghe lời. Phịch. Gã to con phun ra một bụng máu rồi nghẹo đầu ngã phịch xuống đất. Loảng xoảng. Bởi vì thân thể gã rất cường tráng, trọng lượng quá nặng, gã cứ vậy ngã thẳng xuống, nền nhà miếu sơn thần cũng bị đè nát vụn. Bụi mù tích tụ lâu ngày bay lên, trong phòng trở nên bụi mù. Đúng lúc này tứ ca và con nhím cùng ra tay. Hai người một trái, một phải chia hai bên đánh tới chỗ Văn Nhân Mục Nguyệt. Chỉ cần có thể giết chết Văn Nhân Mục Nguyệt, chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Còn về phần kết cục tới mức này, nhất định chúng sẽ bố trí lại. Lúc này đây chúng hoàn toàn rơi vào bẫy của Văn Nhân Mục Nguyệt. Khống chế con tin thì sao nào? Tâm Phúc phản bội thì sao nào? Chúng có chiếm lợi thế lúc nào không? Không phải chúng bị người phụ nữ này đùa bỡn sao? Bảo vệ tiểu thư, Tiêu Hà gầm lên. Với trực giác của một cao thủ, Tiêu Hà biết Tứ Ca chính là một đối thủ khó giải quyết. Tứ Ca không tránh, quyền trong tay đột nhiên mở rộng, hai đầu ngón tay vươn ra như đứa trẻ đang chơi trò chơi vậy. Dùng ngón tay bắt trước tư thế của súng lục. Lấy chỉ khắc quyền. Tiêu Hà cười nhạt, thằng này thật ngông cuồng. Tiêu Hà mím chặt miệng, khí khởi đan điền, nắm tay tăng thêm lực. Dùng câu nói thông tục của ông già kia, Tiêu Hà vận toàn bộ sức lực của mình. Bắc phái, oanh thiên quyền. Tên như ý nghĩa, có thể chọc thủng một lỗ trên trời. Đương nhiên Tiêu Hà hiểu đây chỉ là sự thổi phồng nhưng oanh thiên quyền quả thực nổi tiếng vì lực đạo hùng mạnh của mình. Gần. Rất gần.
Tiêu Hà có thể cảm nhận được kình khí ở đầu ngón tay của Tứ Ca. Tứ Ca cũng có thể cảm nhận được nắm tay bá đạo của Tiêu Hà. Bù! Hai ngón tay của Tứ Ca dựng thẳng giống như đao nhọn có thể đâm thủng da thịt, xương cốt của Tứ Ca, đâm thẳng vào nắm tay Tiêu Hà. Răng rắc! Tiêu Hà xoay mạnh, hai ngón tay của Tứ Ca gãy rời khỏi bàn tay. Chương 1159, một sợ tóc cũng không được. Nắm tay được xưng là thiên hạ vô địch, ẩn chứa toàn bộ lực đạo của bản thân lại bị xuyên thủng khiến Tiêu Hà giật mình kinh hãi. Cũng may phản ứng Tiêu Hà nhanh nhẹn, anh ta cố nén cơn đau đớn, xoay mạnh nắm tay, kiên cường bẻ gãy hai ngón tay của Tứ Ca. Ngay khi ngón tay đứt còn chưa rơi xuống, Tứ Ca đã phát động một đòn tấn công mới. Bàn tay trái chưa bị tổn thương của Tứ Ca một lần nữa làm thành thế xuất súng. Hai ngón tay dài giơ ra, lần này mục tiêu tấn công là văn nhân Mục Nguyệt gần trong gang tấc. Cả người gã mở ra, toàn thân đầy sơ hở nhưng ngón tay của gã vẫn duy trì thế có đi mà không có về vì mục đích của gã chính là đâm thủng văn nhân Mục Nguyệt, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tứ Ca dùng đấu pháp mạng đổi mạng, chiêu thứ nhất bị đánh bại, Tứ Ca biết bản thân mình sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ chỉ còn cách thu hồi vốn, nếu như thu lại một chút vốn. Văn nhân Mục Nguyệt chết thì chuyện này cũng không phải khó chấp nhận. Bảo vệ tiểu thư, Tiêu Hà vừa xuất oanh thiên quyền, vừa gầm lên. Rào! Mấy vệ sĩ nhanh chóng quay người xông lên, hình thành một bức tường người. Ngay sau đó ngón tay của Tứ Ca đâm vào ngực của một viên vệ sĩ đứng trước nhất. Cũng giống như lần trước, ngực viên vệ sĩ bị hai ngón tay Tứ Ca đâm thủng, máu tươi bắn tung tóe nhưng viên vệ sĩ vẫn không lảng tránh, ngược lại anh ta còn quát to, cháu nội, xem ông mày đây. Nắm tay to của viên vệ sĩ đánh tới, đấm vào mặt Tứ Ca. Thân thể Tứ Ca bật ngửa ra sau nhưng rồi lại bắn ngược lại với tốc độ còn nhanh hơn thế vì lưng của gã lại trúng một oanh thiên quyền của Tiêu Hà. Một trước, một sau, Tiêu Hà và viên vệ sĩ hoàn thành cú hợp kích hoàn hảo. Răng rắc. Trên người Tứ Ca vang lên tiếng xương gãy sau đó Tứ Ca nghẹo đầu ngã vào người viên vệ sĩ, không nhúc nhích. Đã chết, viên vệ sĩ bị ngón tay Tứ Ca đâm thủng ngực kiểm tra hơi thở của Tứ Ca, nói. Tốc độ của con nhím rất nhanh. Sau khi thân hình con nhím khởi động, gã lao về phía văn nhân Mục Nguyệt. Tiêu Hà xông lên ngăn cản Tứ Ca, con nhím vốn tưởng áp lực dành cho mình sẽ rất nhỏ, thậm chí gã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Đáng tiếc con nhím đã đánh giá mình quá cao hay nói chính xác là đánh giá thấp đội vệ sĩ đang hình thành bức tường người quanh văn nhân Mục Nguyệt. Con nhím không biết rằng những vệ sĩ bảo vệ văn nhân Mục Nguyệt đã được lựa chọn rất cẩn thận. Có người ngay từ nhỏ đã được gia tộc văn nhân đưa tới trường học chuyên dạy con em gia tộc, có người là đệ tử của những võ sư danh tiếng trong giới võ thuật, có người là những quân nhân lão luyện, có người thậm chí là sát thủ hay lính đánh thuê dùng lương cao để mời về. Bọn họ vốn là chiến binh trải trăm trận, đã từng giết người, đã nhìn thấy máu, quen với chiến trường, có năng lực thích ứng với điều kiện và phản ứng thân thể cực nhanh. Mỗi người trong bọn họ đi ra ngoài, có thể tung hoành một phương, trở thành kiêu hùng. Thế nhưng với tài lực hùng hậu của gia tộc văn nhân, bọn họ đã tụ tập cùng với nhau, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện mặc bộ quần áo vét màu đen, để bọn họ bảo vệ, bán mạng vì cô gái này. Đây chính là nguyên nhân khiến văn nhân Mục Nguyệt tìm được đường sống trong vô số lần hiểm nguy. Đây cũng chính là tấm lá chắn giúp nàng ngăn cản tất thảy những làn sóng công kích. Chi tiêu hàng năm của văn nhân Mục Nguyệt cho những người này phải tính tới hàng triệu USD. Thân thể trong chớp mắt xông tới. Sau đó một quyền như sấm nổ đánh tới viên vệ sĩ che trước người văn nhân Mục Nguyệt. Theo suy nghĩ của con nhím, trước tiên cần đánh chết hay tàn phế tấm lá chắn này sau đó khi thân thể tiến tới, ôm ngực, không đầu văn nhân Mục Nguyệt. Tốc độ của viên vệ sĩ kia cũng không chậm, anh ta có thể kịp thời vung nắm tay phản kích. Ngu ngốc, lại muốn đối quyền với tao. Con nhím cười nhạt sau đó gã một lần nữa tăng tốc, nắm tay tăng lực. Chết đi, con nhím gầm lên. Bịch. Nắm tay hai người chạm vào nhau. Ngay khi mới tiếp xúc, con nhím biết ngay là không ổn. Một lực đạo khổng lồ không thể ngăn cản đánh tới, thân thể con nhím bị đánh bay ngược trở lại. Loảng xoảng. Thân thể con nhím cuống cuồng lui lại sau, cho tới khi chạm vào tượng sơn thần ở sau mới khó nhọc đứng lại. Tượng sơn thần chấn động, bụi bay mờ mịt, rơi xuống người con nhím, biến gã thành một con chó đất. Trong khi đó gương mặt tượng sơn thần bị che khuất lâu ngày lúc này lộ ra. Dữ tợn, uy nghiêm, nghiêm nghị nhìn xung quanh. Trong khi đó viên vệ sĩ đấu quyền với con nhím lùi lại sau hai bước, được chiến hữu ở đỡ lại. Từ hiệu quả đấu quyền mà nói, rõ ràng viên vệ sĩ đã chiếm ưu thế.
con nhím muốn di chuyển nhưng đã muộn. Rầm. Nòng súng lạnh lùng không một tiếng động đã chỉ thẳng vào ngực gã. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, con nhím trở thành người còn sống duy nhất của bên mình. Hay nói chính xác là người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo. Để lại người sống, Tiêu Hà vội vàng hô to. Anh ta biết nếu như bản thân mình không hô như vậy, đám điên cuồng kia lại giống như trước, bắn cho con nhím thành đống thịt vụn. Tiêu Hà rút hai ngón tay đâm vào trong thịt ra, sau khi nhanh chóng đổ thuốc trị thương, anh ta vung tay quát to, một đội bảo vệ tiểu thư, một đội đi lục soát xung quanh. Mệnh lệnh đưa ra, tổ trí não thứ hai lập tức chia làm hai đội. Một đội quây dày đặc xung quanh văn nhân Mục Nguyệt, một đội khác đi theo Tiêu Hà đi lục soát quanh miếu Sơn Thần để xem có còn kẻ nào còn sống đang ẩn nấp hay tìm được dấu vết nào đó không. Anh ấy đâu? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi người đàn ông tóc vàng ở cách đó không xa. Anh ta nhiều việc, người đàn ông nhếch miệng cười nói, lộ hai hàm răng trắng như tuyết. Văn nhân Mục Nguyệt không nói không rằng, quay người đi ra ngoài. Ngay khi mới ra tới sân, văn nhân Mục Nguyệt nhìn thấy Tiêu Hà dẫn theo người của mình đang chạy như điên cuồng, anh ta gào to, tiểu thư chạy mau. Tiêu Hà vừa dứt lời, đột nhiên cả ngôi miếu Sơn Thần chấn động. Nóc nhà miếu Sơn Thần đột nhiên bay lên, bị một lực đạo rất mạnh hất tung lên không trung. Sau đó bức tường đá bốn xung quanh giống như một quả cầu phình ra quá mức, ầm một tiếng nổ, bốn phía vỡ tan. Cát bay đá chạy, đất trời mù mịt. Ầm ầm. Âm thanh những tảng đá sụp xuống vang len liên miên bên tai, rất lâu sau đó không dừng lại. Sau đó ở nơi đổ nát của miếu Sơn Thần xuất hiện ngọn lửa. Đó chính là ngọn lửa khi bom nổ gặp gỗ và hương liệu bốc cháy. Hỏa thế hợp lại, càng cháy càng mạnh, xóa tan tất thảy mọi tội ác. Công miếu Sơn Thần, đám người trang phục đen bị dồn vào thành một đám như một khối bánh mì, thành một tòa núi nhỏ. Cách đó không xa, còn có mấy ngọn núi nhỏ, to khác nhau. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh bò dậy từ mặt đất, sau khi phun từ trong mồm máu và bụi đất, gã ôm văn nhân chiếu dậy, kiểm tra hô hấp, thấy tim vẫn đập bình thường, chân tay, các bộ phận đầy đủ mới thở phào nhẹ nhõm. My God, may mắn không việc gì, người đàn ông cao hứng nói, nếu không thì Tần sẽ liều mạng với mình. Mục Nguyệt, Mục Nguyệt. Một người đàn ông mặc trường bào từ trên núi chạy xuống, giọng nói sốt ruột vang lên. Tần Lạc thật sự gấp tới phát điên. Tần Lạc biết trong miếu Sơn Thần sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí khi ở Ánh Nguyệt Sơn Trang, hắn đã ngầm ra ám hiệu cho văn nhân Mục Nguyệt. Sau khi ăn cơm xong, văn nhân Mục Nguyệt muốn đuổi hắn về là vì nàng không muốn hắn tham gia vào chuyện này. Văn nhân Mục Nguyệt cảm thấy đây là chuyện riêng của gia tộc văn nhân, Tần Lạc thật sự không cần mạo hiểm. Thế nhưng Tần Lạc chơi xấu không chịu về, văn nhân Mục Nguyệt không còn cách nào khác đành phải cho Tần Lạc về trước và nói mình chuẩn bị nhổ cỏ vào tối nay. Điều này cho thấy nàng đã đồng ý lời thỉnh cầu của hắn. Tần Lạc biết buổi tối sẽ hành động nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau khi thu được địa chỉ gặp mặt mà văn nhân Mục Nguyệt chuyển tới, Tần Lạc lập tức dẫn Giê-xu, Hồng Phu đi tới miếu Sơn Thần. Giê-xu phụ trách việc dọn dẹp chướng ngại vật xung quanh và cứu viện trong tình huống khẩn cấp. Hồng Phu chú ý tình hình của Mã Duyệt, vào thời khắc quan trọng sẽ lấy tính mạng cô ta. Trong khi đó Tần Lạc dẫn theo đại đầu tới mai phục ở trên núi. Hắn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là kẻ nào là chủ mưu giở trò sau lưng. Không ngờ đối phương lại lòng dạ độc ác, ngay khi bước đầu tiên của kế hoạch thất bại đã lập tức cho nổ cả miếu Sơn Thần. Có lẽ mục đích cuối cùng của kẻ đó chính là cho nổ miếu Sơn Thần. Có thể giết chết văn nhân Mục Nguyệt, hy sinh mấy thuộc hạ đã là gì? Ngay khi Tần Lạc đang chờ trên núi thì miếu Sơn Thần nổ tung. Sau đó Tần Lạc ngây người. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Tần Lạc tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi. Hắn vội vàng chạy xuống dưới, hắn muốn xem văn nhân Mục Nguyệt có xảy ra chuyện gì không. Tần Lạc mặc kệ là ai chết, hắn chỉ hy vọng văn nhân Mục Nguyệt không xảy ra chuyện gì mà thôi. Một sợi tóc cũng không được,